đột nhiên ngân quang mãnh liệt lóe lên, một mặt tam giác kỳ màu bạc ở trên khung đính nổi lên, lăng không mở ra. Trên mặt cờ này bay lên vô số ngân sắc hoa văn cổ quái, dọc theo bốn phía mở ra, lấy ngân kỳ làm trung tâm, một vòng xoáy sâu đậm hình thành, dâng lên vô cùng hấp lực, toàn bộ không gian hướng bên trong sụp xuống phía dưới. Phanh! Kiếm quang của Lý Vân Tiêu ở dưới vòng xoáy này vừa chuyển, trong nháy mắt bị chôn vùi, hóa thành một chút ánh huỳnh quang cũng một chút bị thôn phệ. Toàn bộ không gian đang gia tốc co rút lại hòa tan. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, nơi mi tâm kim quang lóe lên, một đạo nhân ảnh nhất thời nổi lên. Mau dùng nặc á chi thuyền xông ra. Cách không mà đến luyện hóa chi lực đã cường đại như vậy, nếu là tu di giới tử đổ nát, bị ngoại giới luyện không thuật ràng buộc, vậy thực sự có chạy đằng trời rồi. Diệp Phàm cũng trong nháy mắt hiểu được tình cảnh, một đạo kim quang ở lòng bàn tay hắn nổi lên, một chút hóa thành kim sắc chiến hạm mười mấy trượng. Trên chiến hạm hiện ra các loại cổ quái kim sắc văn lộ, thành bách thượng thiên các loại trận pháp một chút kích thích, có thể dùng bốn phía không gian chấn động, trong mơ hồ còn truyền đến sấm gió nổ đùng. Nơi đây không gian quá yếu, sắp sụp đổ rồi. Diệp Phàm trầm giọng vừa quát, lớn tiếng nói. Vân Tiêu đại ca, theo ta đi. Tu di giới tử cũng bất quá là một kiện cửu giai huyền khí mà thôi, trình độ không gian ổn định tự nhiên vô pháp cùng với thiên vũ giới so sánh, đẳng cấp của nặc á chi thuyền còn ở trên nó, một khi xuất hiện, liền để cái không gian huyền khí ẩn thân này rung động không ngớt. Trên khung đính có luyện khoảng không kỳ đè xuống, nội bộ lại có nặc á chi thuyền kích thích ra cường đại không gian chi lực, toàn bộ giới tử không gian rốt cục không nhịn được, trong nháy mắt băng sập xuống. Ngoại bộ trên đại địa, một hạt bụi nhỏ trong nháy mắt nổ lên, lực trùng kích hướng bầu trời đi, cao tới trăm trượng. Bên trong quang mang nổ tung, hiện ra kim quang lóe lên. Con người của Ngưỡng Thiên Hạo chợt co rút lại, bỗng nhiên quát dẹp đường. Còn muốn chạy, nằm mơ. Trong tay hắn quyết ấn biến đổi, một mặt ngân kỳ phấp phới, hiện lên ở phía trên cổ bạo tạc chi lực kia, mạnh mẽ đè ép xuống. Lực bạo tạc trong nháy mắt bị áp chế tới, một cây ngân sắc đại kỳ đột nhiên cắm ở trên đại địa, mặt trên vô số ngân văn bay lượn, lực lượng kinh khủng ùng ùng đánh văng ra, phá hủy bốn phía tất cả. Nhưng đạo kim mang này cũng xuất hiện một chút đã triệt để tiêu thất, hoàn toàn không thấy hình bóng. Cái gì? Ngưỡng Thiên Hạo khiếp sợ nhảy dựng lên, hai tròng mắt càng trợn trừng lớn như chuông đồng, hoàn toàn lồi ra bên ngoài. Xa xa năm người Ngưỡng Mộc vẫn không phát hiện cái gì. Nhưng hắn cũng chân chân thiết thiết cảm thụ được Lý Vân Tiêu đã tiêu thất. Mặc dù không có thấy rõ ràng đạo kim mang kia là chuyện gì xảy ra, nhưng loại võ giả trực giác này sẽ không sai. Giống như cùng trước đó, hắn rõ ràng cảm thụ được Lý Vân Tiêu vẫn ẩn thân ở trong phiến thiên địa này, không có chạy được bao xa. Lúc này sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống, phía sau cái ngân sắc cự linh to lớn kia cũng tựa hồ đình chỉ thi thuật, khắp bầu trời ngân sắc ký hiệu càng ngày càng ít. Chuyện gì xảy ra, tông chủ đại nhân hình như dừng lại. Một gã võ giả cả kinh nói. Chẳng lẽ vừa rồi một chiêu xuất thủ, đem Lý Vân Tiêu giết đi? Nhất định là như vậy. Vừa rồi cổ lực lượng kia, coi như là cửu tinh sơ cấp vũ đế cũng không chống đỡ được, Lý Vân Tiêu tuyệt không may mắn tránh khỏi. Tên còn lại cũng là yếu ớt nói rằng, trong giọng nói còn thổn thức không ngớt, tựa hồ như đã chết một vị thiên tài như thế, thực tại đáng tiếc. Ai? Người này chính là tự cho mình là quá cao, không coi ai ra gì, cuồng vọng vô biên rồi. Bằng không tương lai cũng là nhất phương bá chủ, nhân trung long phượng. Tên còn lại cũng cảm khái nói. Ngưỡng Mộc còn lại là chân mày nhíu thật chặt, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn thân là Thiên Ưng Thần Miếu đại quản gia, đối với Ngưỡng Thiên Hạo lý giải sâu đậm, thời khắc này dáng dấp kia hoàn toàn không giống như là chiến thắng. Nhưng ngân sắc cự linh này đang từ từ tiêu thất. Luyện không chi lực cũng theo đó bị xua tan. Rất nhanh, trong thiên địa liền khôi phục một mảnh thanh minh. Ngưỡng Thiên Hạo lẳng lặng đứng thẳng ở trên trời cao, trên mặt ngoại trừ âm trầm ra, chỉ còn lại tím đen, nhưng trong mắt ngoại trừ lệ mang không ngừng chớp động, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, nếu là ngươi trực tiếp trốn, chính là vi phạm đánh cuộc. Cái gì? Xa xa năm người một chút kinh hãi, tất cả đều sợ đến không nhẹ, cả đám tại chỗ hóa đá. Ha ha, may mà ta còn không chạy, bằng không sẽ rơi vào miệng người thật rồi. Một giọng nói ở cách đó không xa vang lên, không trung hơi dập dần bồng bềnh, thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiển hóa đi ra.
khóe miệng mang theo không kềm chế được mỉm cười, nhãn thần vẫn như cũ thấu triệt như nước, lại hiện lên một tia sâu đậm kỵ ý. À! Đám người ngưỡng mộ lần thứ hai há to mồm, đầu óc hoàn toàn bất năng suy tư. Từ trước luyện không thuật trốn tới, căn bản vượt ra khỏi năng lực suy nghĩ của bọn hắn. Ngưỡng Thiên Hạo nhìn thoáng qua xa xa quang thể đồng hồ cát, thời gian đã qua hơn một nửa. Ngươi là thế nào trốn tới? Ta thực sự rất muốn biết. Ngưỡng Thiên Hạo hỏi nói. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết đáp án, ta liền chủ động chịu thua. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Vậy ngươi vẫn bị động nhận thua đi. Sắc mặt của Ngưỡng Thiên Hạo thập phần bình tĩnh, cũng không có đối với đáp án này biểu thị bất mãn, gật đầu nói. Là yêu cầu của ta quá phận, độn thuật như vậy tất nhiên là tuyệt kỹ bảo mệnh áp đáy hòm của ngươi, tự nhiên không có khả năng báo cho biết. Ta dùng một loại thần thông đồng dạng lợi hại cùng với ngươi trao đổi, làm sao? Lý Vân Tiêu hơi trầm tư một chút, hắn đối với Ngưỡng Thiên Hạo vừa thi triển ra luyện không thuật đúng là cực có hứng thú. Đáng tiếc chính mình trốn tới cũng không phải vũ kỹ, bằng không thật đúng là sẽ đổi, chỉ có thể bất đắc dĩ cự tuyệt. Ngưỡng Thiên Hạo trầm tư một trận, nói. Luyện không thuật chính là trong cổ tịch của Thiên Ưng Thần Miếu ghi lại một trong tam đại thần thông, từ trước chỉ có dùng sức mạnh tuyệt cường phá vỡ, chưa từng nghe qua có thể dựa vào độn thuật đào tẩu. Trong tay ta có một chút thiên địa của quý, vẫn là Vân Tiêu công tử hội có hứng thú cũng nói không chừng. Hắn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Còn muốn cùng với đối phương trao đổi. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Thực sự xin lỗi, chuyện liên quan đến cơ mật, vô pháp tiết lộ. Hắn nhìn thoáng qua quang thể đồng hồ cát, nói. Còn dư lại 1/3 thời gian, Ngưỡng tông chủ không dự định xuất thủ sao? Ngưỡng Thiên Hạo cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Người thân mang kỳ thuật như vậy, trừ phi hai người như ta vậy tồn tại liên thủ, bằng không căn bản không để lại ngươi. Lý Vân Tiêu nội tâm không khỏi có chút thẹn thùng, ngượng ngùng nói. Hắc hắc, đã như vậy, hai kiện đồ vật kia ta sẽ lấy đi. Ngưỡng Thiên Hạo gật đầu nói. Ta chịu thua, không lời nào để nói. Bất quá cái gọi là không hòa thuận, Vân Tiêu công tử vị bằng hữu này, Ngưỡng Thiên Hạo ta hôm nay kết giao chắc rồi, nếu là công tử lúc rảnh rỗi, hoan nghênh tới Thiên Ưng Thần Miếu làm khách, tất nhiên ta có cất kỹ tuyệt phẩm hảo tử khoản đãi. Lấy Lý Vân Tiêu thiên phú thực lực, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, hắn thân là đứng đầu một tông tự nhiên minh bạch lợi hại trong đó, lúc này bắt đầu chắp nối đứng lên. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, đang muốn khiêm tốn vài câu, trong lúc bất chợt biến sắc, mạnh mẽ xoay người nhìn phía xa xa, lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Ngưỡng Thiên Hạo nhướng mày, nói. Làm sao vậy? Lý Vân Tiêu trong nháy mắt khôi phục thần thái, lộ ra một tia dáng tươi cười tới, nói. Ta hiện có chuyện quan trọng, sẽ không ở lâu, tương lai lúc rảnh rỗi tất đến thần miếu chè chén. Cũng không đợi Ngưỡng Thiên Hạo trả lời, thân ảnh của hắn một chút hoảng hốt, trong mơ hồ có lôi quang chớp động, đã từ từ trở thành mờ nhạt, cho đến biến mất. Ngưỡng Thiên Hạo nhìn thân ảnh Lý Vân Tiêu biến mất, thật lâu không nói. Đám người ngưỡng mộ một chút bay tới, đều là sắc mặt hôi bại, vẻ mặt ủ rũ cúi đầu, hoàn toàn không đánh nổi tinh thần. Ngưỡng Mộc có chút không cam lòng nói. Tông chủ đại nhân, cứ như vậy thả hắn rời khỏi. Ngưỡng Thiên Hạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Thả. Ngưỡng Mộc một chút không nói gì đứng lên, bị ánh mắt của Ngưỡng Thiên Hạo nhìn chằm chằm đến cả người sợ hãi, vội vàng cúi đầu. Kết cục này cũng không phải là thả, mà là không giữ được a. Ngưỡng Thiên Hạo khôi phục thần sắc bình thường, nhàn nhạt nói rằng. Hai vị công tử ra đi. Mới vừa rồi tất cả hai vị đều tận mắt thấy được rồi. Mọi người cả kinh, cảnh giác mọi nơi nhìn lại. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tia hoàng quang, dần dần hóa thành trường điều hình, mặt trên dần hiện ra vô số ký hiệu tới, đúng là một đạo phù lật. Phù lật xuất hiện sau đó phanh một chút đã bốc cháy lên, bên trong hỏa diễm chậm rãi hiện ra hai đạo nhân ảnh, chính là Tần Xuyên và Chu Sở, hai người đều là gương mặt màu xám trắng. Ngưỡng Thiên Hạo nhìn thần sắc của hai người, đáy mắt tinh mang xẹt qua, đạm nhiên nói rằng. Hai vị công tử cảm thấy Lý Vân Tiêu này thế nào? Tần Xuyên hỏi ngược lại. Ngưỡng tông chủ cảm thấy thế nào? Ngưỡng Thiên Hạo cười, sau đó sắc mặt trở nên dị thường ngưng trọng, trầm giọng nói. Thực lực mạnh, tâm trí cao, thiên phú chi tuyệt, cuộc đời ít thấy. 16 chữ này một chút để sắc mặt của hai người Tần Xuyên càng thêm khó coi đứng lên.
cơ hồ là không có chút huyết sắc nào. Chu Sở vẻ mặt âm trầm, trong mũi mạnh mẽ hừ một tiếng, không phục nói. Bất quá là độn thuật siêu tuyệt mà thôi, thật muốn đánh đứng lên, sao lại là đối thủ một chiêu của tông chủ đại nhân ngài được. Ngưỡng Thiên Hạo lắc đầu nói. Trước đó hắn phá vỡ một chiêu huyễn quyền như hải kia của ta, mà công cũng đã có cửu tinh vũ đế chi lực, hơn nữa tựa hồ chưa có đem hết toàn lực. Sắc mặt hai người khẽ biến, có vẻ hết sức kiêng kỵ và âm trầm. Ngưỡng Thiên Hạo than thở. Kết cục đánh cuộc hoàn toàn ngoài ý muốn bản tọa, thực sự có xấu hổ với hai vị công tử sự phó thác, ngưỡng mỗ vô ý ở lâu, hiện tại sẽ quay về Thiên Ưng Thần Miếu đến, sau này còn gặp lại. Tần Xuyên vội hỏi. Ngưỡng tông chủ đã tận lực, chúng ta thập phần cảm kích, chỉ là điều kiện kia. Ngưỡng Thiên Hạo hơi biến sắc mặt, nói. Ngưỡng mỗ minh bạch, đánh cuộc thua, còn liên quan công tử hai kiện bảo bối mất, tự nhiên vô kiểm nhắc lại điều kiện kia, lúc đó cáo từ. Tần Xuyên tựa hồ muốn giữ lại hắn, nói. Thần kiếm tinh diệt mất, ngưỡng tông chủ không muốn tĩnh quan thế cục sao? Có thể cuối cùng thần kiếm chọn chủ là tông chủ đại nhân cũng nói không chừng đấy. Ha ha, công tử nói đùa, ngưỡng mỗ có tự mình hiểu lấy. Ngưỡng Thiên Hạo cười một tiếng dài, khá có thâm ý nói. Thiên hạ này, đã là của những người tuổi trẻ các ngươi. Thần kiếm tinh diệt xuất thế, chính là một loại thời đại âm phù, ta lão đầu tử này sẽ không đến giao du với kẻ xấu nữa. Dáng tươi cười của hắn, có vẻ có chút cụt hứng. Kỳ thực hắn đang lúc tráng niên, thực lực các phương diện đều ở vào đỉnh phong của cuộc sống, hơn nữa bách xích can đầu còn đang tiến thêm. Chỉ là sau khi cùng với Lý Vân Tiêu loại yêu nghiệt này đánh một trận, nghĩ đến tuổi tác của đối phương, nhất thời có chút nản lòng thoái chí đứng lên. Ngưỡng Thiên Hạo không muốn nói thêm gì nữa, ôm quyền thở dài sau đó liền xoay người rời khỏi, cùng với năm người đồng thời hóa thành một đạo lưu quang, tiêu thất ở trên khoáng dã mênh mông. Làm sao bây giờ? Chu Sở nhìn Tần Xuyên hỏi nói. Con người của Tần Xuyên một ngưng, dần dần hiện ra sát khí, chậm rãi nói rằng. Tùy thời mà động, có thể giết liền giết, bằng không người này tất thành họa lớn. Chu Sở cả người run lên, cảm thụ được trên người Tần Xuyên phát ra sát ý, nhịn không được trong lòng một trận phát lạnh. Nhưng càng nhiều còn lại là mừng như điên, cười to nói. Ha ha, người thế nào cũng nghĩ thông suốt, chúng ta lúc này đuổi theo hắn đi. Ta ngươi hai người đơn đả độc đấu cũng sẽ không thua hắn, nếu là dưới sự liên thủ, càng làm cho hắn lên trời không đường xuống đất không cửa. Tần Xuyên hai tay ôm ở trước ngực, trầm ngâm nói. Không thể nóng vội, ghi nhớ kỹ, tùy thời mà động, bốn chữ, nếu là không có cơ hội cũng không cần động. Thế cục diễn biến, cuối cùng có thể tìm tới cơ hội giết chết hắn. Hắn con ngươi lạnh lẽo, cười khẩy nói. Hàn quân tử lão già kia muốn cho chúng ta mượn tay. Chúng ta làm sao không thể ngược lại lấy hắn dùng một lát, cũng thuận tiện có thể tìm tòi nghiên cứu một chút lai lịch của tinh nguyệt trai. Được, tất cả đều nghe theo ngươi. Chu Sở lên tiếng, hai người nhất thời hướng phía Lý Vân Tiêu biến mất bay đi. Lúc này, trên bầu trời Tân Duyên Thành, mấy đạo quang mang vội vã, nhanh như sấm sét hướng phía ngoài thành điên cuồng bay đi. Không trung vẽ ra từng cái bạch sắc phân quỹ, tạo nên từng đạo sóng gợn. Toàn bộ bên trong thành một cảm giác không rõ khẩn trương lên. Trên Tử Diễm Các, Hàn Quân Đình ngưng mắt nhìn từng đạo quang mang, trong mắt tinh mang chớp động không ngớt. Quỳ Hoa bà có chút không kiềm chế được, nói. Đại trưởng quỹ, hành tung của bát tượng đã bị phát hiện, chúng ta không đuổi theo, thực sự được chứ? Hàn Quân Đình đưa mắt nhìn một trận, mới nói. Đuổi theo cao thủ nhiều lắm, chúng ta thân là người của Thương Minh không tiện lộ ra ý đồ cướp giật. Để người nọ đi thôi. Lấy thực lực của hắn, âm thầm xuất thủ hẳn không vấn đề. Ta chỉ lo lắng, tử thần bát tượng rốt cuộc là làm sao bại lộ hành tung. Quỳ Hoa bà không hiểu nói. Làm sao bại lộ, tự nhiên là bị người phát hiện. Cái gọi là dưới giải thưởng lớn tất có dũng phu, Tân Duyên Thành tuy lớn, nhưng nhân khẩu càng nhiều, muốn ẩn thân cũng không dễ dàng. Hàn Quân Đình vẻ mặt nghi hoặc, nói. Vẫn là cẩn thận một ít mới tốt. Ta cuối cùng cảm giác đây là người của bát tượng tự mình bạo lộ ra, tựa hồ bọn họ cực có nắm chắc có thể đào tẩu. Người phân phó người nọ, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giành lại kiếm tới. Tự mình bại lộ, không to gan như vậy chứ. Quỳ Hoa bà sửng sốt một chút, tùy tiện nói. Để người nọ đến khẳng định không thành vấn đề.
hơn nữa do hắn xuất thủ thật là lựa chọn hay nhất. Nói xong, đã xoay người rời khỏi. Tân Duyên Thành ngoài cửa nam, một con quạ đen toàn thân đen kịt thật lớn ở trên bầu trời chạy như bay, nhanh như thiểm điện. Quạ đen biểu tình chất phác, trên người hiện lên xích sắc hồng mang, đúng là một trận chiến xa. Trên lưng ngồi ngay thẳng 5 người, ngoại trừ Tuyền Tiên Sinh, Phách Thiên Hổ, tóc tím, áo lam 4 người ra, còn nhiều hơn một gã nam tử thân thể khô gầy, mặt như cương thi. Ha ha, tiểu thất, lông quạ đen của ngươi quả nhiên dùng được, một chút đã đưa bọn họ toàn bộ bỏ qua rồi. Nam tử tóc tím nhìn phía sau này quang mang đuổi theo, cự ly càng kéo càng lớn, nhịn không được cười ha ha. Sắc mặt của nam tử cương thi trầm xuống, trong mắt toát ra lửa giận, quát dẹp đường. Là hắc quang thần nha lại kêu loạn thần nha chiến xa của ta, ta đem ngươi ném xuống. Hắc hắc, không nên nổi giận nha, tính tình lớn người thường thường có vẻ rất ngây thơ. Nam tử tóc tím kỳ cười rộ lên. Tuyền Tiên Sinh trầm giọng nói. Đừng làm rộn tiểu thất, ngươi còn có thể chi trì bao lâu? Cương thi nam tử nói. Lấy cái tốc độ này, chống đỡ đến các ngươi bố trí mục đích không thành vấn đề. Tuyền Tiên Sinh thở phào nhẹ nhõm, nói. Như vậy thì tốt rồi. Lần hành động này tuy rằng mạo hiểm liên tục, nhưng cuối cùng cũng vẫn là thành công. Phách Thiên Hổ run rẩy lẩy bẩy đứng lên, trầm giọng nói. Lão Liễu, thật sự không qua nổi loại rằng con này. Lần này sau khi trở về nhất định phải xin về hưu. Nam tử tóc tím trợn mắt nhìn hắn một cái, bất mãn nói. Người đi, chúng ta đây chẳng lẽ không phải thành thất tượng. Ha ha, thất tượng, phải gọi bát bất tượng. Phách Thiên Hổ cười một tiếng dài, nói. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, dù sao cũng phải không ngừng có con người mới bổ sung tiến đến mới được a. Ta xem như là tử thần cung thâm niên nguyên lão rồi, cũng nên về hưu hưởng thanh phúc mới đúng, chỗ này liều mạng sau đó sẽ giao cho các ngươi những người tuổi trẻ này. Về phần ghế trống, ta nghĩ Lý Dật và Yêu Thương cũng không tệ, có thể bổ sung tiến đến. Tuyền Tiên Sinh vùng xung quanh lông mày rất nhỏ nhíu một cái, liền giãn ra, chỉ là nhìn tiền phương không nói. Không nên không nên. Nam tử áo lam lắc đầu giống như chống bỏi, phản đối nói. Bổ sung con người mới tiến đến ta phản đối trừ phi một lần nữa tới đây bài danh, bằng không con người mới chẳng phải muốn xếp hạng ở đằng trước ta. Tiểu thất ngươi cũng sẽ không chịu, đúng không? Cương thi nam tử khe khẽ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Phách Thiên Hổ cười nói. Các ngươi cũng chớ xem thường con người mới, thực lực của hai người này đều không ở dưới ta ngươi đâu. Chân tới một nặng tân bài danh, vị trí ít sẽ có thay đổi gì. Hừm, ngũ ca lại thích chuyện phiếm. Nam tử áo lam hiển nhiên không phục, châm chọc nói. Trừ phi hai người bọn họ trở thành một bổ tiến đến, ta có lẽ còn có thể có chút cố kỵ. Tuyền Tiên Sinh lạnh lùng nói. Việc này các ngươi giáp tâm gì? Lão ngũ thật muốn rời khỏi nói, lão đại thì sẽ có sắp xếp. Nam tử áo lam chớp mắt một cái con ngươi, nói. Tam ca, đem thần kiếm tinh diệt lấy ra cho mọi người chiêm ngưỡng một chút đi. Ta rất muốn nhìn kỹ một chút, năm xưa có thể đánh bại binh khí của lão đại, rốt cuộc là bộ dáng ra sao? Tuyền Tiên Sinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Ngươi lời này nếu là bị lão đại nghe thấy được, ngươi nhất định phải chết. Kiếm này ở trên đấu giá hội ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Hắc hắc, nam tử áo lam nhìn không được đánh một cơ linh, bốn mắt vừa nhìn, hì hì cười nói. Chỉ cần mấy người các ngươi không ra bán ta, lão đại làm sao sẽ biết. Trên đấu giá hội nhìn quá mơ hồ, tất cả mọi người muốn nhìn kỹ một chút, có đúng hay không a? Hắn nhìn lại, dùng nhãn thần cầu cứu trợ giúp. Nam tử tóc tím khẽ cười nói. Kiếm là ta cướp, đã sớm hỏng hóc rồi. Phách Thiên Hổ cũng nói. Một thanh phá kiếm, có gì đáng nhìn đâu, muốn xem cũng chờ sau khi rời khỏi, an toàn đang nhìn. Tuyền Tiên Sinh nói. Lão ngũ nói rất đúng, hiện tại phía sau có cường địch truy kích, tất cả đều lấy lên tinh thần cho ta, ai cũng không có thể thư giãn. Lam bào nam tử bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua cương thi nam tử, nói. Tiểu thất, còn ngươi, muốn nhìn không? Cương thi nam tử nhíu mày tới, nói rất chân thành. Nếu nói thiên địa phong vân bảng bài danh, khẳng định có vấn đề. Lấy lão đại thực lực khủng bố, cư nhiên chỉ xếp đệ tứ. Đánh chết ta cũng không tin nhất định là ba người phía trước cùng với thánh vực quan hệ vô cùng tốt, do đó bị bọn họ từ đó quấy phá, xếp hàng đằng trước.
Nam tử áo lam sửng sốt, cau mày nói. Nói có lý, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng hiểu được có khả năng cực lớn. Tuyền tiên sinh lạnh lùng nhìn hai người bọn họ một cái, nói. Khách ngồi đáy giếng, lời nói ra cũng không sợ người chê cười, trên thiên địa phong vân bảng những người đó thực lực mạnh, căn bản không phải chúng ta có thể phỏng đoán, đã là vô hạn tiếp cận với thần cảnh tồn tại. Vô hạn tiếp cận với thần cảnh, lão đại cái loại cấp bậc biến thái cũng này không tính là thần cảnh mạnh như thế nào? Nam tử áo lam nhíu mày tới, có chút không có thể hiểu được. Thần cảnh sao? Tuyền tiên sinh thì thào nhắc tới, trong mắt tuôn ra một tia tinh mang, sau đó lại trở nên âm trầm không gì sánh được. Nội tâm hắn tự nghĩ nói nhất định phải nghĩ biện pháp làm ra thiên phượng nhất thể, để thương đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành vô số năm qua vị thần cảnh cường giả thứ nhất. Hắc quang thần nha này chính là một loại cấp tốc chiến hạm, toàn lực thôi động, có thể so với đương đại vài loại độn thuật mạnh nhất. Hỗ Minh Nhật mấy tên vạn bảo lâu cường giả đều là trong lòng lo lắng, liều mạng đuổi kịp. Phía sau còn một đoàn các loại võ giả, có xem náo nhiệt, cũng có tới kiếm tiện nghi, thoáng cái đã hội tụ tảng lớn độn quang, đều là hướng phía một cái phương hướng. Bát thượng là quang minh chính đại rời đi, phòng thủ thành phố đều trực tiếp giết trong nháy mắt hơn 10 người, gây ra động tĩnh quá lớn. Trong đám võ giả truy kích, thực lực cao thấp chênh lệch không đồng đều, rất nhanh thì ra đi đẳng cấp, tiền tiền hậu hậu, vô số. Trước mặt nhất 4 người đó là mấy tên vạn bảo lâu cường giả. Đạt Hề trưởng lão, không ra tay mà nói tặc tử sẽ thực sự chạy mất. Hỗ Minh Nhật vẻ mặt lo lắng, hướng phía bên cạnh thân một gã bạch y lão giả thúc giục. Trên mặt lão giả kia động dung, nhưng cũng chỉ là âm trầm ánh mắt, không lên tiếng. Hỗ Minh Nhật cả giận nói. Nếu thần kiếm mất, toàn bộ vạn bảo lâu, bao gồm ta ngươi bộ mặt, ném đi đâu giờ? Lão giả Đạt Hề Vũ mở miệng nói. Đối phương phi hành huyền khí chắc là trong truyền thuyết Hắc Quang Thần Nha, có thể trong khoảng thời gian ngắn kích thích ra vô cùng ngự không thần thông, nhưng không thể lâu dài. Chúng ta chỉ cần cắn một trận liền có thể đuổi theo. Hỗ Minh Nhật trầm giọng cả giận nói. Người có lẽ biết bọn họ không có càng lợi hại chuẩn bị ở sau. Mấy người này bằng vào một kiện Hắc Quang Thần Nha đã dám quang minh chánh đại đi ra, nói bọn họ không có tự tin thoát đi, điều này có thể sao? Một gã khác trung niên nam tử bạch tấn, trong ánh mắt bắn ra hàn tinh, lạnh lùng nói. Chuyện liên quan đến danh dự của vạn bảo lâu, qua loa không được. Ở trước mặt đại sự như vậy, cá nhân tổn thất coi là cái gì? Đạt Hề huynh, ta biết ngươi truy thiên thần phù thế gian khả năng chỉ còn một quả, nhưng bùa này ý nghĩa tồn tại không phải là dùng để ứng đối trước mắt loại nguy cơ này sao? Bằng không muốn tới có ích lợi gì? Kha Đồng Quang cũng là mở miệng đốc thúc. Đạt Hề Vũ thấy ba người đều nhất trí trách cứ chính mình, cũng hiểu được có chút băn khoăn, cắn răng nói. Được. Hắn lăng không lật tay một cái, một quả thanh sắc ngọc bội ở trong tay bay lên hoa quang. Chỉ thấy một đạo thanh quang u ở bên trong độn quang lóe lên, Đạt Hề Vũ cả nhân ảnh một chút hoảng động, trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ. Ba người cảm thụ được không gian quy tắc nhàn nhạt truyền đến, liền đều dương mắt hướng phía tiền phương nhìn lại. Chỉ thấy tiền phương Hắc Quang Thần Nha vạn trượng thanh quang khẽ động, xuất hiện một khối ngọc bội lớn chừng bàn tay, phanh một tiếng vỡ vụn, sau đó thân ảnh của Đạt Hề Vũ nổi lên. Hắn một chút nắm ngọc bội kia mảnh nhỏ, gương mặt đau lòng và tiếc hận, nhưng càng nhiều hơn chính là nổi giận và sát khí, trong mắt chớp động hàn tinh, nhìn chằm chằm chiến hạm chạy như bay tới. Ân! Hắc Quang Thần Nha sau lưng đang chở năm người tất cả đều là sửng sốt một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của Tuyền tiên sinh phát lạnh, khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười, lạnh giọng nói. Muốn chết? Hắn trực tiếp hạ lệnh. Đụng tới. Cái gì? Cương thi nam tử cả kinh, không hài lòng nói. Đụng tới tất nhiên sẽ hư hao Hắc Quang Thần Nha, làm người không thể quá ích kỷ. Tuyền tiên sinh cả giận nói. Cho người đụng liền đụng, rong dài cái gì? Thấy cương thi nam tử không hài lòng. Nam tử áo lam cười vỗ hắn vài cái, nói. Tam ca mệnh lệnh chính là phải nghe được, chúng ta mấy người đồng loạt ra tay, tăng thêm chiến hạm đánh lực, coi như là một ngọn núi cũng đụng bay nó, sẽ không tổn thương gì đâu. Nam tử tóc tím và Phách Thiên Hổ cũng đứng lên, lần lượt đi tới đằng trước chiến hạm, đều là lấy ra binh khí lưỡi dao sắc bén, làm xong chuẩn bị tùy thời một kích. Trên người của Tuyền tiên sinh cũng tản mát ra yêu khí cường đại.
trên mũ chỉ toát ra xích sắc lợi chảo, muốn yêu hóa đứng lên. Cương thi nam tử lúc này mới thoáng an tâm, trong tay nhanh chóng bắt ra mấy cái quyết ấn, mạnh mẽ vỗ vào trên lưng thần nha. Trong miệng của thần nha phát sinh thê lương khó nghe oa oa có tiếng, chui tốc hơi chút vừa chậm, một tầng hắc mang bao phủ ở bốn phía, hình thành một đạo kết giới. Tuy rằng tốc độ giảm bớt một điểm, nhưng so sánh với phổ thông võ giả độn quang vẫn là nhanh chóng hơn rất nhiều, không trung trực tiếp vẽ ra một cái hắc quỹ thật dài, bốn phía không gian cũng bị áp xúc phát sinh tiếng nổ vang, mạnh mẽ hướng phía Đạt Hề Vũ đánh tới. Bọn bốn người Tuyền Tiên Sinh chia làm ở phía trước, đều là vận sức chờ phát động, khóe miệng nhếch lên cười nhạt, cùng đợi sấm sét một kích. Sắc mặt của Đạt Hề Vũ thoáng cái đã trở nên trắng bệch, nguyên lực ba động như là sóng biển vậy chấn chấn truyền đến, để tay áo bào của hắn trên không trung phần phật cổ động. Mặc dù kinh lại chưa hoảng loạn, hai tay hắn tạo thành chữ thập, một đạo kim trúc sáng bóng từ trước người nổi lên, cả người bắt đầu nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, từng đạo kim quang ở lòng bàn tay chớp động, mau chỉ còn lại có tàn ảnh. Tên ngu si đầu toàn bã đậu sao? Dĩ nhiên muốn ngạnh kháng. Nam tử tóc tím hung ác cười nói, trong ánh mắt càng ngày càng lạnh, mây tía ở trong tay dày dựng lên, đã có chút không kịp đợi muốn xuất thủ. Phách Thiên Hổ nói, nhìn hắn bộn dáng tràn đầy tự tin, tất nhiên có cổ quái, mọi người cẩn thận một ít. Nam tử áo lam lơ đỉnh, hừ nói, chúng ta bốn người dưới sự liên thủ, coi như là cửu tinh vũ đế cũng đỡ không được, hắn dựa vào cái gì? Tuyền Tiên Sinh lạnh lùng nói, lấy tốc độ của hắc quang thần nha, coi như là trong thiên hạ đứng đầu nhất vài loại độn pháp đều đuổi không kịp, hắn đã dựa vào cái gì đuổi kịp? Cẩn thận một ít luôn luôn tốt. Hai tay của Đạt Hề Vũ bay nhanh bấm tay niệm thần chú, từng đạo ánh sáng màu vàng ở trước người hội tụ, hóa thành một tòa cổ trung hình thái thật to, bao phủ ở chiếc thuyền. Sau đó hai tay vừa lột, trên cổ tay mực xanh ngọc thủ trạc quang mang lóe lên, liền có một cái chuông nhỏ màu đồng xanh rơi vào trong tay. Đinh đương! Cái chuông nhỏ ở trong tay lay động, nhất thời thiên địa rúng động, toàn bộ ảnh cự trung màu vàng hư một chút ngưng thực lên. Nhân ảnh của Đạt Hề Vũ hoảng hốt một chút đã biến mất, chỉ còn cái chuông nhỏ màu xanh, trong nháy mắt đương một tiếng gõ, đã hóa thành to lớn gấp vạn lần, đỉnh thiên lập địa, dường như núi cao treo ở hư không. A! À, người của bát tượng ai nấy há to mồm, khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, trên trán đều tuôn ra mồ hôi lạnh. Dừng lại một chút, Tuyền Tiên Sinh cũng là điên cuồng hô đứng lên, kinh hãi chảy ra một dòng mồ hôi lạnh. Dừng không được nữa. Sắc mặt của cương thi nam tử càng một chút trắng bệch, trở nên không có chút huyết sắc nào, hắn tựa hồ đã dự kiến hắc quang thần nha chính mình âu yếm bị đụng nát bấy, trong đầu một trận choáng váng. Phách Thiên Hổ hét lớn. Không tránh thoát, đồng loạt ra tay đánh nát cái chuông lớn này. Hắn lúc này hít một hơi lớn, trong ngực mạnh mẽ mở rộng đứng lên, sau đó khuynh lực phun ra một cái, một đạo âm ba tuyệt mạnh từ trong miệng tuôn ra, dọc theo quỹ tích sóng gợn trùng kích qua đến. Phanh! Âm ba chi lực đánh vào trên chuông lớn, âm cổ lã lướt vang dội, nhộn nhạo ở trên bầu trời, càng chấn động ở trái tim của mỗi người. Cổ trung bốn phía vô số sóng gợn rung động, tầng tầng chồng chất, không gian nhộn nhạo một trận hoảng hốt, như mặt nước lưu động. Cự ly gần nhất người của bát tượng đứng mũi chịu sào, cả đám bị chấn đến khí huyết bành trướng, màng tai vỡ vụn. Lão ngu em gái người A đây là một cái chuông A, người cư nhiên dùng âm ba công. Người nghĩ hại chết mọi người a. Chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy toàn thân giống như đều phải nứt ra rồi, trên người da thịt đều nổi lên nếp nhăn, sẽ hủy dung sao? Song song, ta thấy không rõ rồi, ánh mắt của ta đã bị tổn thương, nhìn đồ vật đều mơ mơ hồ hồ. Em gái người đó là không đang lúc chấn động đều biệt ma kỷ rồi, đều nhanh chóng xuất thủ a. Các loại tiếng huyên náo loạn thành một đống, trong miệng năm người đều tự la hét, bộ dáng thất kinh. Nhưng mỗi người khí tức đều là thoáng chút nhảy lên tới cực điểm. Năm đạo lực lượng kinh khủng chí cực một chút vọt lên, cương thi nam tử cũng đột ngột xuất thủ, một đôi thủ hoàn đánh ra, trên không trung hai hợp làm một, hóa thành một đạo chém kích đi. Hắc quang thần nha tựa hồ không chịu nổi năm người hơi thở áp bách, đầu tiên đã chống đỡ không được, kết giới màu đen kia một chút tan biến, trong miệng thần nha phát sinh tiếng kêu oa oa, có vẻ có chút thê lương. Năm đạo lực lượng cường đại còn có hắc quang thần nha bản thân, rốt cục một chút đánh vào trên cổ chung. Đương một tiếng chuông còn chưa gõ, đã trong nháy mắt ầm một chút phá vỡ cái lỗ thủng lớn,
năm người đều đụng phải đi vào. Không gian phía trên cổ trung hoảng hốt một chút, thân ảnh của Đạt Hề Vũ đã nổi lên, hai mắt chợt trợn trừng, hét lớn một tiếng, hai tay quyết ấn bay lên. Vô số ký hiệu rơi xuống, va chạm vào thân chuông, đã giống như khắc ấn đi tới, nhất thời toàn bộ màu xanh trung thân đều trở nên ánh vàng, duy nhất có cảm giác đó là cái lỗ thủng, liếc nhìn lại, hình như bên trong sâu không thấy đáy. Ly hợp cổ trung, phong. Đạt Hề Vũ cả người bay xuống, một trường tự vỗ vào trung thượng, ánh sáng màu vàng một chút phụt ra hướng tứ phương. Toàn bộ chuông lớn chậm rãi xoay tròn rơi xuống, hướng phía đại địa. Xa xa đám người truy kích đại hỉ không ngớt, trong nháy mắt buông xuống. Hỗ Minh Nhật càng thúc giục. Mau cũng không biết Đạt Hề huynh có thể chống đỡ bao lâu. Bạch Tấn cũng là trong đôi mắt chớp động vẻ vui mừng, nói. Cái ly hợp cổ trung này thích hợp nhất phong người, đáng tiếc bị những tặc nhân kia phá hư, cũng không biết còn lại bao nhiêu uy lực. Đương! Mấy người đang nói, cổ trung mạnh mẽ bị gõ một chút, thanh chấn vạn dặm. Trong đó kim quang gai mắt gấp trăm lần, trước đó ấn lạc đi lên kim sắc ký hiệu từng cái nổi lên đi ra, giống như là muốn nảy ra. Không tốt! Đạt Hề Vũ mạnh mẽ hút một cái lãnh khí, một cái xoay người đã trốn chạy. Phanh! Kim quang soi sáng vạn dặm, cổ trung rốt cục thoáng chút vỡ ra được, thanh sắc đồng phiến như là lưỡi dao sắc bén kích bắn về phía bốn phương tám hướng. Thân ảnh của Đạt Hề Vũ vừa trở nên mơ hồ không rõ, đã bị kim quang bao phủ, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở ngoài trăm xích, mạnh mẽ phun ra một búng máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Hồ cuối cùng là đi ra, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng bị bắt. Đừng cao hứng quá sớm. Bị nhiều người vây quanh như vậy, cùng với bị miệng trung bao lại có cái gì khác nhau? Đương nhiên là có bị bọn họ vây quanh, còn có thể thấy Thái Dương, bị miệng trung bảo bọc, Thái Dương đều nhìn không thấy rồi. Nam tử tóc tím và nam tử áo lam hai người xí xô xí xào dắt ra, tựa hồ đối với xung quanh võ giả đang vây khốn mà đến làm như không thấy. Trong bát tượng ngoại trừ cương thi nam tử nhìn trong tay tàn hắc quang thần nha bị hỏng, sắc mặt dị thường phẫn nộ ra. Còn lại bốn người đều có vẻ thập phần bình tĩnh. Hỗ Minh Nhật lạnh giọng nói. Lấy ta kiến thức, không có gì khác nhau, bởi vì các ngươi rất nhanh cũng liền nhìn không thấy mặt trời. Tại sao vậy chứ? Nam tử áo lam không hiểu hỏi. Ngu ngốc thật là đần heo, đã đánh mất mặt mũi của tổ chức chúng ta, sau đó đi ra ngoài nghìn vạn lần đừng nói nhận thức ta. Nam tử tóc tím châm chọc mắng. Bởi vì Thái Dương lập tức sẽ phải xuống núi rồi. Bầu trời tối đen sao muốn đi ra. Trong mắt Hỗ Minh Nhật bắn ra hàn tinh, lạnh lùng nói. Cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Khóe miệng của nam tử tóc tím hiện lên một tia đùa cợt, châm chọc nói. Phải không, bởi vì đây vốn cũng không phải là một chuyện cười. Lúc này Đạt Hề Vũ cũng từ đàng xa bay trở về, khóe miệng còn lưu lại vết máu. Bạch Tấn Ân cần nói. Đạt Hề đại nhân không việc gì chứ. Đạt Hề Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ta không sao. Trong ánh mắt của hắn chớp động tức giận, lạnh giọng nói. Chỗ này tặc tử liền hỏng hai món chí bảo của ta, đợi đem bọn hắn rút gân lột ra. Này, người lão nhân này không được. Nam tử áo lam kêu lên. Đồ vật bất quá là vật ngoài thân, phá hủy liền phá hủy, lại khiến cho thâm cửu đại hận như vậy sao? Kha Đồng Quang lạnh lùng nói. Giả ngu là không có ích lợi gì. Mau thúc thủ chịu trói, hay dựa vào địa thế hiểm trở chống lại. Lúc này, không chỉ có là bốn người, còn lại người của Thương Minh, còn có mười mấy tên các lộ võ giả, đều muốn năm người bát tượng vây lại. Để mọi người có chút cau mày là cục diện rõ ràng đã lên trời không đường xuống đất không cửa, năm người này dĩ nhiên không có một chút hoảng loạn, hoàn toàn một bộ dáng dễ dàng thoải mái. Đặc biệt Vạn Bảo Lâu bốn người, càng lộ ra cảnh giác. Tuyền Tiên Sinh cười nhạt một tiếng. Nói. Chúng ta cũng không chịu trói cũng không chống cự, chọn con đường thứ ba cũng không thể được. Hừm, con đường thứ ba, tự vận tạ tội sao? Hỗ Minh Nhật cười rộ lên, tuy rằng trước mắt năm người này thực lực cũng không tầm thường, nhưng ở chàng trừ bọn họ bốn người Vạn Bảo Lâu ra, còn có hơn 10 người đều là Thương Minh cường giả, cho dù đối phương là Cửu Tinh Vũ Đế, cũng không có khả năng đào tẩu. Yêu yêu, nhìn xem ngươi nói, các ngươi Thương Minh đó là người làm ăn. Ba câu không hợp liền sát nhân sao? Nam tử áo lam cười nhạo nói, trực tiếp giơ ngón tay giữa lên. Nam tử tóc tím cũng không nhịn được nói.
Được rồi, chớ cùng đám cặn bã này nhiều lời. Nhớ kỹ có vị đại năng chi sĩ nói qua, làm lỡ thời gian của người khác, chẳng khác nào là mưu tài sát hại tính mệnh. Nam tử áo lam nói. Có sao, ai nói, ta vì sao chưa từng nghe qua. Nam tử tóc tím hừ nói. Thứ ngươi chưa từng nghe qua khá nhiều. Tuyền tiên sinh cũng là cười nhạt một tiếng, hai tay ôm quyền thở dài nói. Đa tạ chư vị không ngại ngàn dặm xa xôi tới đưa tiễn. Cái gọi là tống quân ngàn dặm cuối cùng có từ biệt, liền dừng ở đây đi. Hắn vung tay lên, nhất thời dưới chân một đạo trận quang hiện lên, trong nháy mắt đem 5 người bao vào. Không tốt. Hỗ Minh Nhật rất là kinh hãi, tức giận nói. Bọn họ bày ra chuyện tống trận. Ha ha, đến giết chúng ta nha, đại ngu ngốc. Yêu yêu, cái cổ thế nào đột nhiên biến đỏ thành tím vậy? Lẽ nào ngươi là tắc kè hoa phải không? Ngay cả Phách Thiên Hổ cũng là cười hì hì, phất tay hướng mọi người chào hỏi, nói. Mọi người vất vả rồi, trở về đi. Hỗ Minh Nhật tức giận cả người run lên, hét lớn một tiếng khí tức trên người đã bộc phát ra, một chiến đao thanh lăng liệt khiêng trên bả vai, hai tay cầm chuôi đao sẽ chém xuống đến. Chung quanh cường giả đều bị cổ khí thế này của hắn kinh trụ, đám người Bạch Tấn nguyên bản cũng dự định xuất thủ một chút ngược lại lui ra một chút, nhưng đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Đột nhiên, con người của Hỗ Minh Nhật hé ra, hiện lên một tia thần sắc ngạc nhiên. Trong tay chiến đao giơ lên phân nửa đã ngừng lại, chỉ còn lại có nguyên lực mênh mông ở xung quanh thân thể nặng nề rung động, nhưng là thoáng chút đã yếu ớt xuống tới. Ừ, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ thấy bao vây lấy quang mang tử thần bát tượng, vừa chớp lên một cái, thân ảnh của bát tượng một chút không rõ, nguyên bản hẳn là lập tức truyền tống đi, nhưng ở không rõ sau đó lại trở nên rõ ràng. 5 người còn đứng tại chỗ hi hi ha ha. Không ngừng phất tay ý bảo mọi người vất vả rồi. Nụ cười trên mặt và vung tay của Phách Thiên Hổ đột nhiên một chút cương cứng. Tóc tím và áo lam hai người cũng là sửng sốt một cái, hai người liếc nhìn nhau, sau đó nhìn bốn phía một chút, trên mặt có chút mê man. Sắc mặt của Tuyền tiên sinh chợt đại biến, trong mắt bắn ra vẻ hoảng sợ. Một cổ cảm giác cực kỳ không ổn xông lên đầu, hắn chỉ cảm thấy hầu một trận phát ra, lè lưỡi tới làm ướt đôi môi khô. Tam ca, chuyện gì xảy ra? Trên trán cương thi nam tử lăn xuống lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, hắn dùng tay áo lau một chút, run rẩy nói. Ngươi, các ngươi không phải nói tất cả bố trí xong sao? Nam tử tóc tím cũng là sắc mặt có chút trắng bệch, ngượng ngùng nói. Hẳn là chỉ là một chút ngoài ý muốn sao? Chút ngoài ý muốn. Tuyền tiên sinh cũng lau đem mồ hôi lạnh, lần thứ hai đánh ra một đạo phù ấn. Trận quang một chút dâng lên đã chìm xuống, lần này liên một hô hấp thời gian cũng không có, bốn phía tự triệt để không có phản ứng. Thân thể của cương thi nam tử run lên, run run càng lợi hại hơn, rung giọng nói. Đây, lần này cũng là chút ngoài ý muốn sao? Hỗ Minh Nhật tựa hồ minh bạch cái gì, chiến đao trực tiếp để xuống, cắm ở trên đại địa, lạnh lùng nhìn 5 người. Còn lại võ giả cũng là ai nấy hai mắt tỏa ánh sáng. Trong miệng phát sinh hắc hắc nhe răng cười có tiếng. Lúc này kẻ ngu si cũng biết bọn họ bố trí xảy ra vấn đề. Bát tượng 5 người đều là sắc mặt trắng bệch, ai nấy chảy ra mồ hôi lạnh. Tuyền tiên sinh mạnh mẽ một đạo kình phong đánh vào bên trong đại địa, phanh một chút nổ lên, lộ ra một hắc động tới. Trận bàn không có. Hắn mạnh mẽ hét lớn một tiếng, tựa hồ bị người bóp ở cái cổ vậy, trên đầu râu tóc đều từng sợi dựng đứng, lớn tiếng thét to. Trận bàn bị người lấy xuống. Bốn người khác đều là cả người run lên, một trái tim trực tiếp chìm đến rồi đáy cốc. Ha ha, năm vị đây là thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Kha Đồng Quang nhìn không được cười ha hả. Ha ha, không khổ cực không khổ cực, tiễn bằng hữu ra đi, không khổ cực. Cuối cùng mấy chữ cười lạnh ra tới, hàn khí và sát ý lộ hết. Xúc sinh a người nào xúc sinh vậy? Tuyền tiên sinh hầu như nổi điên. Hai mắt đỏ bừng, bốn phía một cái nhìn lại, hơn 10 khuôn mặt đang nhìn bọn họ cười nhạt, tựa hồ người người đều có hiểm nghi. Phốc một ngụm máu tươi phun tới. Giận dữ công tâm, chưa chiến đã bị thương. Tam ca, tam ca. Bốn người vội vàng nâng hắn lên, vây quanh ở bên cạnh thân của Tuyền tiên sinh, cương thi nam tử cả người toát mồ hôi lạnh, run run nói. Tam ca, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao?
Trong mắt của nam tử tóc tím lóe lên một đạo vẻ lo lắng màu tím, sát khí nổi lên, lạnh giọng nói. Chỉ có thể tuôn ra đi giết một không lời hòa vốn, giết hai có lời. Trên người hắn sát khí kinh người nổ bắn phát ra ngoài, để trong lòng mọi người bốn phía rùng mình, không khỏi cảnh giác. Tuy rằng bọn họ ở trên nhân số chiếm thượng phong, nhưng trước mắt năm người này không ai là trái hồng mềm, chắc chắn là công dã tràng chém giết thảm thiết. Tuyền tiên sinh cũng là tràn đầy máu tươi, cắn răng nói. Giết, mở một đường máu tới. Hắn giọng căm hận quát dài. Nếu để cho ta biết là ai trộm trận bàn, chắc chắn đem hắn lột ra rút gân. Trong thanh âm hận ý hầu như quán triệt thiên địa. Cách đó không xa không gian không thể phát giác khẽ run lên một cái, bên trong hư vô, Lý Vân Tiêu thở dài. Thầm nghĩ, đều người lớn như vậy, thế nào cơn tức còn lớn như thế? Không phải là một trận bàn sao, đồ vật đều là vật ngoài thân, cầm liền lấy, sao lại khiến thâm cửu đại hận như thế? Nếu như lần này ngươi có thể không chết nói, kiến nghị sau khi về nhà chịu chút đường phèn đôn tuyết lê. Hắn đang nghĩ ngợi, xa xa bát tượng đã tiên phát chế nhân. Dù sao cũng là sát thủ nhà nghề, hơn nữa đều có thực lực không tầm thường, đảo mắt đã tiếp nhận thực tế tàn khốc, bản tính sát thủ một chút triển lộ ra. Nam tử tóc tím ở sau khi sát khí bắn ra, mạnh mẽ hướng về phía trước bước ra một bước, trưng ra một chiêu bá vương tá giáp. Nhất thời một đạo tử sắc kiếm ý ở trên người hắn bay ra, mạnh mẽ chém toái trời cao, thẳng tới đầu của Hỗ Minh Nhật. Hừm, đầy tớ nhỏ có can đảm. Hỗ Minh Nhật cười nhạt hơn nữa phẫn hận. Một tay nắm lên chiến đao thật lớn, không hề bất luận cái chiêu thức gì đáng nói, trực tiếp quay kiếm khí đã chém xuống phía dưới. Phanh! Hai chiêu đụng nhau, một mảnh tử hồng song sắc lóe ra, đao quang kiếm ảnh hướng bốn phía bay đi. Nam tử tóc tím cả người chấn động, cảm giác được kiếm ý của mình bị đụng tán loạn, nhịn không được lui về phía sau một bước. Hỗ Minh Nhật tuy rằng sắc mặt có chút phi bạch, hiển nhiên động chân lực, lại phảng phất như thành thạo. Cao thấp lập tức phân ra. Hơn nữa khóe mắt hắn nhếch lên, chỉ thấy xa vời hơn 10 đạo ngân quang chớp động, biết là ngân giáp vệ sĩ tới, mừng rỡ trong lòng không ngớt, hô to nói. Mọi người đang xuất thủ, chỉ cần ra lực đó là bằng hữu của Vạn Bảo Lâu, tất có trọng thưởng. Bốn phía mọi người thoáng cái tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng. Thế cục trước mắt kẻ ngu si cũng nhìn ra được, hoàn toàn nghiêng về một phía, bọn họ chỉ cần biết thời biết thế. Thoáng ra chút lực là được, hầu như một có bất kỳ nguy hiểm nào. Cái gì trọng thưởng quá mức nguy hiểm, phỏng chừng cũng không chiếm được chỗ tốt thực tế gì, nhưng Vạn Bảo Lâu bằng hữu mấy chữ này, cũng giá trị thiên kim. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đã ít, dệt hoa trên gấm chuyện lại người người thích làm. Ngày mai đại nhân khách khí đuổi bắt tặc tử chính là bản phận của thiên hạ võ giả. Đúng thế, vị bằng hữu này nói vô cùng tốt, người thu võ. Trong lòng phải có một hạo nhiên chính khí quét dọn tất cả tà ma. Từ xưa tà bất thắng chính, đắc đạo nhiều trợ giúp, bọn ta nguyện trợ giúp Vạn Bảo Lâu diệt trừ đám côn trùng có hại bại hoại này. Mọi người tất cả đều là vẻ mặt chính khí, thề cùng tà ác bất lưỡng lập, các trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm bát tượng năm người. Năm người nhất thời cảm thụ được một cổ áp lực lớn lao, không gian bốn phía tức thì bị những người này thả ra uy áp tầng tầng chồng tập trung, phòng thủ kiên cố. Mà họa vô đơn chí chính là, bọn họ cũng phát hiện hơn 10 đạo ngân giáp vệ sĩ lăng không mà đến. Những người này đều là Vạn Bảo Lâu võ giả tinh nhuệ, một chút xuất động 5-60 người, thân khoác toàn bộ khôi giáp, ở trên khoảng không thành riêng phương vị đứng thẳng, một mảnh ngân mang sán lạn, dường như thái dương. Ánh mắt của bát tinh nam người bị giá ngân mang đâm một chút, tâm tình đều là vô cùng trầm trọng. Nam tử áo lam cười khổ nói. Lão tứ A. Người mới vừa giải thích hình như sai rồi, cũng nhìn không thấy mặt trời nữa có thể là một chuyện khác. Câm miệng. Nam tử tóc tím dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, cười như điên nói. Người của tử thần cung, chưa từng sợ chết qua. Toàn bộ giết cho ta, giết, giết. Chính hắn trước hóa thành một đạo tử mang, vèo một chút đã tiêu thất ở tại chỗ, hướng phía bốn phía thực lực yếu kém nhất một cái phương hướng phóng đi. Kiếm khí cùng nhau. Nhất thời máu tươi bắn ra trời cao, trước hai người trực tiếp bị tước mất. Tất cả mọi người đều sợ đến hút một cái lãnh khí, hung ác như vậy cũng để cho bọn họ thoáng cái tỉnh táo lại. Trên đời không có cơm trưa miễn phí, cái Vạn Bảo Lâu bằng hữu này không có thể dễ làm như vậy. Hỗ Minh Nhật cả giận nói. Mọi người cùng nhau xuất thủ, không cần sợ hãi.
hắn chiến đao dựng lên, một cổ đao ý đẩy ra, mạnh mẽ hướng phía năm người một đao chém rụng. Toàn bộ không gian ở đao ảnh tiếp theo ngưng, một cổ đao lực hoàn toàn bao dung năm người, rất có khí thế một đao khai thiên. Ầm ầm, đao ảnh hạ xuống, bụi bặm rung trời, đại địa đột nhiên hé ra, một cái khe rãnh to lớn nổi lên, sâu không thấy đáy. Năm người đồng thời xuất thủ, một chút tách ra đao mang, hướng ra bốn phương tám hướng tán đi. Phách Thiên Hổ hét lớn. Tách nhau đi. Hắn biết chuyện hôm nay tuyệt không may mắn tránh khỏi, đều tự tách nhau ra có thể còn có thể lưu lại một con đường sống. Hừm. Bạch Tấn lạnh như băng hừ một tiếng, bóng người lóe lên liền ở tại chỗ tiêu thất. Phách Thiên Hổ né tránh đao mang, sau đó một bước lên xuống, liền hơn 10 người vây công mà đến, hoặc quyền hoặc trường, hoặc đao hoặc kiếm. Quanh người hắn vừa chuyển, một kim mang phụt ra ra, một đạo kim sắc kiếm khí ở trên khoảng không thượng hóa ra hình tròn, mạnh chiêu bốn phía kích động đi ra ngoài. Bang bang bang, một kiếm dùng thập thành khí lực của hắn, đem mọi người đánh văng ra sau đó mạnh mẽ hít vào một hơi nhảy lên một cái. Đột nhiên không gian khẽ động, một cái đại thủ mang theo bạch ti cái bao tay lặng yên không tiếng động xuất hiện, như quỷ mị lóe lên, liền trực tiếp bóp ở cổ của Phách Thiên Hổ. A! À, Phách Thiên Hổ kinh hô một tiếng, thanh âm lập tức bị cắt đứt. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đem cổ mình khóa lại, không chỉ có như vậy, cả người đều không thể nhúc nhích. Răng rắc, bạch ti trên cánh tay ngân quang lóe lên, Phách Thiên Hổ toàn bộ tròng mắt một chút lồi lên, há thật to, tràn đầy ngạc nhiên, còn có một vẻ hoảng sợ. Nhưng rất nhanh đầu liền dần dần ảm đạm xuống, trong mắt các loại quang mang phức tạp chậm rãi tiêu tán. Trong mắt Bạch Tấn tràn đầy cười nhạt, tay kia thành đao hình, một chút chém tới. Hoác! Đầu của Phách Thiên Hổ nhất thời bay, như là kêu cào nhào cầu như nhau trên mặt đất lăn thật xa. Một cổ thi thể không đầu rơi xuống, ở loạn chiến trong có vẻ không tầm thường chút nào. Hơn 10 người vây công Phách Thiên Hổ sửng sốt một chút, thay đổi lăng không hướng phía Bạch Tấn vừa chắp tay, đã truy sát bốn người khác đi. Bạch Tấn cũng thân thể nhoáng lên, đã tiêu thất ở ngay tại chỗ. A, à, Ngũ Ca A. À. Cách đó không xa Cương Thi nam tử người thứ nhất phát hiện Phách Thiên Hổ bỏ mình, thê lương hét lớn một tiếng, hai mắt tĩnh đỏ bừng, từng đạo trưởng lực phát cuồng hướng ra bốn phía vỗ tới. Kêu la cái gì, người lập tức là có thể đi gặp hắn. Một gã lão giả hai mắt phát lạnh, ngũ chỉ mở ngắm tiền vỗ tới, đón nhận liễu trưởng lực của đối phương. Vèo vèo vèo. Trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra phi châm rậm rạp chằng chịt, mỗi một cây mặt trên đều lục mang nhảy lên, thoáng chút đánh bại trưởng phong của đối phương. Suy a, à. Lòng bàn tay của Cương Thi nam tử thoáng chút đau đớn, mạnh mẽ thu rút về, nhất thời mọi nơi người xem đúng thời cơ, các loại công kích cuốn tới, một chút đưa hắn bao phủ. Ung ung, bạo tạc to lớn vang lên, mọi người một chiêu đắc thủ, sau đó vẫn như cũ không dám khinh thường. Còn có đại lượng ngũ quang thập sắc chiêu số oanh kích đi vào. Từng vòng nguyên lực ba động to lớn và các loại quang mang tách ra ra. Một lát sau bụi khói tan hết, Cương Thi nam tử từ lâu hóa thành bùn nhão. Xa xa ba người còn lại cũng rơi vào khổ chiến, bên này cự động tĩnh lớn cũng ảnh hưởng đến ba người tâm tình, đều là bi phẫn không ngớt. Chỉ chốc lát, nam tử áo lam cũng lâm vào hiểm cảnh, bị mấy người liên thủ bức bách, đã là vết thương đầy người. Giết người lâu như vậy, cuối cùng cũng muốn bị người giết sao? Hắn cười khổ không thôi, nhưng thật ra thấy rất khai. Tuy rằng chiêu thức trong tay còn là dị thường sắc bén, nhưng đầu óc đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hừm, người đã có giác ngộ, hà tất đau khổ chống lại, tăng thêm thống khổ trước khi chết chứ? Vài tên cường giả vây công đều là cảnh giác, đem vòng chiến kéo dài, trong tay lực lượng càng nhiều dùng để phòng ngự, rất sợ hắn tự ý đã quyết. Bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Thỏ bị ép còn cắn người đấy. Lệ Phi Vũ đã ở trong đám người vây công, nhìn hắn hoảng hốt thần tình, không khỏi vùng xung quanh lông mày khẽ nhíu một cái, nói. Giao ra thần kiếm, lại thẳng thắn khai rõ lai lịch của mình, tiếp thu vạn bảo lâu xử phạt, chính là có thể không chết. Nam tử áo lam tựa hồ chưa từng nghe lời của hắn, như là đắm chìm trong hồi tưởng trong, lẩm bẩm. Là khi nào thì bắt đầu giết người đây? 7 tuổi còn là 8 tuổi, lâu lắm quên mất, nhớ kỹ người kia nói ta rất có thiên phú sát nhân, mang theo ta giết rất nhiều người đấy. Vẫn theo người nọ ở trên thiên vũ giới lắc lư, thẳng đến gặp lão đại, sau đó, người nọ bị lão đại giết chết, vì vậy ta liền theo lão đại lăn lộn.
Lệ Phi Vũ nhướng mày, quát hỏi. Lão đại các ngươi là ai? Nam tử áo lam tựa hồ bị hắn vừa quát kinh ngạc, cười khổ một tiếng, nói. Người kia nói thân là sát thủ, sẽ chết ở trong tay tuyệt thế cường giả, sẽ thà rằng chết ở trong tay mình, bằng không chính là sỉ nhục, các ngươi muốn dẫn cho ta sỉ nhục sao? Người nọ bị lão đại giết, sau đó ta liền bắt đầu theo lão đại sát nhân, lúc ban đầu mục đích chính là vì báo thù cho người nọ, mong muốn có một ngày có thể giết chết lão đại. Nhưng tựa hồ cái ý nghĩ này càng ngày càng xa, đã nhiều năm như vậy, ngay cả một chiêu của lão đại đều không tiếp nổi, ta rốt cục nhận rõ đến nơi này một hiện thực, đời này báo thù là vô vọng. Xin lỗi a, không có cách nào khác báo thù cho ngươi liễu. Nhưng nói như thế nào ta cũng vậy, ngươi khéo tay tài bồi lên, không khuất phục nhục chết, đã đánh mất mặt mũi người của ngươi nha. Khóe miệng của nam tử áo lam khẽ nhếch lên, ánh mắt ở bốn phía vừa chuyển, rơi vào trên người một gã lão giả râu dài. Lão giả kia thực lực là trong mấy người yếu nhất, nhất thời trong lòng trầm xuống, một cổ hàn ý vô biên dâng lên, thầm hô lên, không tốt. Hắn mạnh nói ra miệng nguyên lực, dưới chân nhanh như thiểm điện bước tiến vừa mở ra, sẽ bỏ chạy. Chớ, để ta tìm một chút bồi thường đi. Áo lam nam tử nói đạm nhiên vang lên, không có bất kỳ tâm tình gì, lại mang theo một bất đắc dĩ. Hắn mạnh mẽ vẫy một cái đánh văng ra mọi người, đã lấn người mà lên, nửa bước đã di động đến trước người lão giả rồi. Vô liêm sỉ muốn tìm kẻ chết thay tìm người khác đi. Lão giả vừa sợ vừa giận, trưởng lực hùng hồn vừa mở, hai tay quyết ấn mạnh mẽ đánh về phía đối phương. Phanh! Nam tử áo lam không né không tránh, trực tiếp đem trong ngực nghênh đón đến. Phốc! Một búng máu tươi phun tới. Nhưng hắn cũng đã lấn người ba thước. Một tay thành chộp bắt lấy đầu vai của đối phương, ngũ chỉ như là thép móng, trực tiếp cắt vào xương tủy. A! À, lão giả kia đau đớn quát to một tiếng, kinh sợ không ngớt. Người điên ư, mau buông ra. Nam tử áo lam nhếch miệng cười. Hắc hắc, lão tứ nói ít nhất cũng phải giết một không lời không lỗ. Nếu như ta lỗ vốn, còn không bị mọi người mắng chết. Ngươi là thực lực yếu nhất, do đó không thể làm gì khác hơn là tìm ngươi rồi. Không, không nên a, buông ra. Lão giả liều mạng giãy giụa, sợ đến hồn phi phách tán, nhưng trong tròng mắt cũng một cổ hung ác vô cùng, lần thứ hai ngưng quyền đánh phía đối phương. Nhưng đã quá muộn. Nam tử áo lam ngũ chỉ hiện ra một vòng sóng gợn, mãnh liệt xé ra. Suy, một đạo tiếng xé rách vang lên, lão giả kia kêu thảm một tiếng, cả người bị xé rớt nửa bên thân thể. Sau đó nam tử áo lam còn bước lên một bước, mạnh mẽ dùng đầu đụng tới. Phanh! Đầu của lão giả trực tiếp nổ lên, các loại huyết thanh vải đầy trời, nhuộm đầy một thân, mặt mũi của nam tử áo lam. Khuôn mặt thanh tú ở vẻ mặt óc dưới, có vẻ có chút hiêu dị đáng sợ đứng lên, càng làm cho người rợn cả tóc gáy chính là, hắn lại vẫn đang cười. Hắc! Ha ha! Không lời không lỗ rồi, đã hỏa vốn. Hắn cười ha hả. Hiện tại đã có thêm thể diện chết đi rồi. Hắn nâng tay phải lên, ngũ chỉ thành chảo, mạnh mẽ hướng trên thiên linh cái của chính mình vỗ xuống. Phanh! Đồng dạng là óc văng tung tóe, toàn bộ đầu sụp vỡ hơn phân nửa, tử trạng dị thường thảm liệt. Gương mặt của Lệ Phi Vũ âm trầm đáng sợ, nhìn cỗ thi thể kia rơi xuống, tâm tình trái lại thập phần trầm trọng, như là một hơi thở giấu ở trong ngực, thế nào đều khơi thông không được. Nam tử áo lam tử rơi ở phía xa nam tử tóc tím và tuyền trong mắt. Hai người mâu quang vẫn là sắc bén không gì sánh được, tựa hồ không có chút nào xúc động. Thối, phế vật. Nam tử tóc tím phỉ nhổ một cái, khinh thường châm chọc nói. Một gã sát thủ, lúc lâm địch lại có tình tự ba động lớn như vậy, thực sự là phế vật mất mặt. Ánh mắt của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuy rằng hung bạo không ngớt, nhưng thủy chung lộ ra một cổ hàn ý khiến lòng run sợ. Đột nhiên không gian hơi nhộn nhạo, một con bạch ti cái bao tay nổi lên. Như là âm u từ phía sau chụp vào cổ họng của hắn. Bá! Một đạo tử sắc kiếm quang xẹt qua, trực tiếp chém tại nơi trên cái bao tay. Suy! Cái bao tay nhất thời bị cắt thủng đoạn dài, một đạo vết máu xúc mục kinh tâm lộ ra. Tay không bộ chủ nhân Bạch Tấn nhướng mày, trước mắt thế kiếm kia lại lên, đâm về phía chỗ yếu hại của mình, hắn lập tức thu tay về tới, bấm tay bắn ra. Một đạo thanh mang từ trên ngón tay bắn ra. Điểm ở trên mũi kiếm. Phanh! Chỉ mang bị kiếm khí xỏ xuyên qua, thế đi không giảm đâm một cái xuống,
nhưng Bạch Tấn đã dựa thế vừa lui, tách ra ba trượng. Hừm, đồng dạng chiêu số đánh lén, còn có thể dùng lần thứ hai sao? Nam tử tóc tím lạnh lùng cười, nói không hết trào phúng. Bạch Tấn vẻ mặt bình tĩnh như thường, lạnh nhạt nói. Dùng vài lần không sao cả, chỉ cần dùng được là được. Nam tử tóc tím cười lạnh nói. Đáng tiếc là đã không thể dùng nữa. Bạch Tấn cúi đầu nhìn cái bao tay bị phá vỡ, còn có vết kiếm huyết sắc, nhíu mày một cái, liền đem bao tay lấy xuống ném bỏ, thay đổi một thanh ngọc xích nắm ở trong tay. Cách đó không xa còn có một chút võ giả lăng không mà đứng, xa xa nhìn, cũng không có tham chiến. Bọn họ đối với vạn bảo lâu thưởng cho thân phận bằng hữu cũng không có hứng thú, chỉ là thuần túy xem náo nhiệt hoặc giả có mưu đồ khác. Mấy người này ngược lại thực sự là kiên cường, hơn nữa thực lực cực độ không tầm thường. Thực sự là đáng tiếc, nếu là có thể thu về nói, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng giá. Một gã nam nhân trẻ tuổi đều bị cảm khái, có chút tiếc hận nói. Nam tử này mặc thanh sắc cẩm y, nhìn qua tiêu sái văn nhã, nhưng thực lực chỉ có đê giai vũ tôn, nhưng ở dưới vòng vây của vài tên cường giả, có vẻ thân phận bất phàm. Đao kiếm tông Trần Phong và Lương Ngọc Y đã ở đoàn người, Trần Phong nhìn người này một cái, lộ ra một vẻ kinh ngạc, ngoạn vị cười nói. Nguyên lai là Thiên Nguyên Thương Hội Đinh Bằng, lệnh tỷ tài mạo khuynh thành, nghĩ không ra đệ đệ cũng lớn lên tuấn tú như vậy. Bốn phía người đều là đưa mắt từ đàng xa trên chiến trường thu hồi lại, bắt đầu quan sát hai người nói chuyện. Đinh Bằng hừ lạnh một tiếng, hắn làm sao nghe không ra trong lời nói của Trần Phong châm chọc, một gã đường đường một đấng nam nhi bị người khen là tuấn tú, hiển nhiên là đang nói hắn ngoại trừ dung mạo ra, lại không còn gì khác. Nga, ta nói là ai? Nguyên lai là gà trống nổi danh động dục. Đinh Bằng ngược lại chào phúng nói. Nghe qua gà trống công tử vô luận đi tới đâu, bên người đều phải mang theo bốn mỹ nữ tuyệt sắc, thật giống như sợ người khác không biết hắn năng lực phương diện kia rất mạnh vậy. Bất quá ta nghe người ta nói, càng là huyễn cái gì, kỳ thực chính là càng thiếu cái đó. Con mẹ ngươi muốn chết. Sắc mặt của Trần Phong một chút trở nên tái xanh, Đinh Bằng cái tên tiểu quần áo lụa là chưa biết danh tiếng. Dĩ nhiên ở trước mặt mọi người châm chọc hắn năng lực phương diện kia không được, là có thể nhịn lại có gì không thể nhẫn. Lương Ngọc Y thoáng chút kéo lại Trần Phong tức giận, thập phần bình tĩnh nói. Lời ấy đích xác có lý, do đó Đinh Bằng thiếu gia không cần ở trước mặt chúng ta bày rõ chỉ số thông minh đáng thương của mình. Ha ha, lời ấy có lý. Trần Phong vỗ tay khen ngợi lên. Đinh Bằng nhìn Lương Ngọc Y một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc, khe khẽ hừ một tiếng. Cũng sẽ không nói bảo. Lương Ngọc Y nội tâm càng kinh ngạc, nàng vốn là thương minh xuất thân, hồi lâu trước đối với Đinh Bằng nghe nói cũng không ít, chỉ biết là khối bùn nhão, căn bản đỡ không nổi tường. Mặc dù là kho ở Tống Nguyệt Dương Thành, thực lực cũng là thấp một bên. Nhưng bây giờ vừa nhìn, không chỉ có một chút vò tới đê giai vũ tôn, hơn nữa khí vũ bất phàm, tựa hồ cả người khí chất đều xảy ra thay đổi cực lớn. Hơn nữa quan sát võ giả bên người Đinh Bằng, bọn chúng đều là khí tức nội liếm, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, hiển nhiên là cao thủ. Nàng vốn cũng là hạng người tài mạo song toàn, một chút đã ra suy nghĩ sâu xa. Đinh Bằng biến hóa trên người, tựa hồ ngụ ý Thiên Nguyên Thương Hội ở trong sóng ngầm dũng động cái gì. Hắn mặc dù cũng không phải người của không phải thương minh, nhưng thủy chung có sâu xa, hơn nữa thương minh phát triển thế cục cũng dẫn động tới ánh mắt của bảy đại siêu cấp thế lực. Hai người đấu võ mồm một chút. Liền do Đinh Bằng thoái nhượng mà dừng lại. Một người trung niên nam tử đột nhiên nói rằng. Nghe nói Thiên Nguyên Thương Hội ở chung quanh chiêu binh mãi mã, thu nạp không ít cao thủ gia nhập. Ánh mắt của mọi người một chút nhìn qua đến, người nói chuyện tâm khoan thể béo, vẻ mặt phúc hậu, chính là Lôi Phong Thương Hội Đại trưởng Quỹ Chu Nguyệt Tuân. Đinh Bằng hừ lạnh nói. Nguyệt Tuân Đại trưởng Quỹ có thành kiến? Đương nhiên không có, đây là chuyện của Thương Hội các ngươi. Cùng ta có gì liên quan? Chu Nguyệt Tuân lạnh nhạt nói. Chỉ là lâu lắm chưa thấy qua lệnh tôn, quá mức là có chút tưởng niệm, không biết lệnh tôn tình hình gần đây khỏe chứ? Đinh Bằng gật đầu nói. Đa tạ quan tâm, gia phụ vẫn khỏe. Đối phương rõ ràng là đang tìm hiểu tin tức của Đinh Sơn, hắn một chút đã hàm hồ cho qua chuyện. Chu Nguyệt Tuân khẽ nhíu chân mày lại, tựa hồ đoán được là kết quả này, cũng không chú ý. Những người này rốt cuộc là lai lịch gì? Thực lực dĩ nhiên mạnh như thế. Một người nhìn không được mở miệng hỏi, trong mắt nhìn xa xa chiến đấu kịch liệt,
khiếp sợ liên tục. Chu Nguyệt Tuân nói, những người này trống rỗng ra, nhìn xem thực lực này, tựa hồ là cổ lực lượng không nhỏ. Nhưng có tự phụ cỡ nào, cũng không nên đánh chủ ý lên Thương Minh. Giết bọn họ, cũng xem như giết gà dọa khỉ, răn đe. Ta xem tiểu tử tóc tím tựa hồ có chút ấn tượng, hình như ở đâu nghe qua người này. Một gã lão giả cao mày, khổ tư đứng lên, lẩm bẩm nói. Tựa hồ là một đại sát tinh. Một người đột nhiên nói. Các hạ nói chẳng lẽ là hung thủ 10 năm trước Đông Vực bị người liên tục tàn sát ba thành cọc thảm án kia. À đúng thế, đúng thế. Lão giả bỗng nhiên kinh hô lên, cả kinh nói. Năm đó Đông Vực bị người liên tục tàn sát ba thành, hung thủ thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Hồng Nguyệt Thành thông cáo thiên hạ bắt hung thủ cũng không kết quả, tựa hồ cũng là tóc dài màu tím, ngoan lệ dị thường. Trần Phong vùng xung quanh lông mày khẽ nhếch, nói. Các ngươi vừa nói như vậy, ta cũng có chút ấn tượng. Lúc đó việc này quá mức ác liệt, thiên hạ rung động. Sao lại hung thủ kia thật giống như tiêu thất vậy? Lương Ngọc Y giật mình nói. Tên tóc tím này nhìn lại cũng bất quá ước chừng chừng 30 tuổi, 10 năm trước đã có bản lãnh đó tàn sát tam thành. Nghĩ không ra đúng là hạng người hung tàn như vậy, hôm nay coi như là chết chưa hết tội rồi. Nhân quả cuối cùng có báo, đi ra lẫn vào, sớm muộn sẽ trả lại. Sẽ không biết người này cua nhiều năm như vậy trốn ở nơi nào, lại vì sao hiện tại một chút đi ra. Ta xem mấy người này đều là hạng người cùng hung ác cực, tựa hồ thuộc về thế lực nào đó. Mọi người đều tự nghị luận, bày tỏ suy đoán của mình. Đinh Bằng lạnh nhạt nói. Bọn họ là ai, từng có hạng kinh lịch gì cũng không quan trọng. Quan trọng là xúc phạm Thương Minh, nên đạt được kết cục tương ứng. Chu Nguyệt Tuân cũng là không ngừng gật đầu, nói. Chính là đạo lý này. Tất cả mọi người đều hơi biến sắc mặt, biết bọn họ là đang đem việc này giáo dục mọi người, không ít người bất mãn rầm rì đứng lên, lại cũng không dám đứng ra công nhiên biểu lộ. Xa xa nam tử tóc tím tựa hồ giết phát cuồng, đã là cả người nhuốm máu, hoàn toàn thay đổi rồi. Trong tay một ngụm trên trường kiếm cũng nứt ra ra từng đạo lỗ hổng, nhìn thấy mà giật mình. Ha ha, đã nghiền trước khi chết có thể cuồng sát thoải thích như vậy một phen. Cũng không uổng lần này Tân Duyên Thành hành trình. Nam tử tóc tím ngửa mặt lên trời cười dài rộ lên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Người xung quanh đều là trợn tròn đôi mắt, nhưng là trong lòng kinh hãi không thôi, dị thường cảnh giác. Người trước mắt này là thật hưng phấn, mà không phải sắp chết phát cuồng, tựa hồ trời sinh chính là vì giết chóc mà thành biến thái. Khụ khụ. Nam tử tóc tím sau khi cười to, xúc động tới thương thế, nặng nề ho khan vài cái. Phun ra miệng to máu tới, còn có nội tạng mảnh vỡ. Hắc, ha ha, khụ khụ khụ. Hắn vẫn như cũ cười không ngừng. Lão Lục cái tên phế vật sắp chết kéo một người, cái này xem ta, không biết có thể kéo xuống mấy người đến. Tiếng cười của hắn một chút sắc bén mà ngừng, nhưng dáng tươi cười lại càng trở nên yêu dị đứng lên. Không tốt. Bốn phía mọi người nhất thời cảm thấy không ổn, bọn họ đều là cao giai vũ đế cường giả. Cái loại bản năng đối với nguy hiểm phản ứng để mọi người nội tâm run lên. Đặc biệt những người không phải thuộc Thương Minh, vốn chính là xuất lực không bán mạng, càng trong nháy mắt đã hướng phía sau thối lui. Chỉ có đám ngân giáp vệ sĩ, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, hét lớn nâng trường kiếm chém rụng. Không trung xẹt qua 7-8 đạo kiếm ảnh. Lập tức một đạo tử mang ngang trời, nam tử tóc tím châm chọc cười lạnh một tiếng, thân thể một chút chướng lớn hơn gấp đôi. Một đạo tử sắc viên hoàn ở trước ngực hắn ngưng tụ thành, khí tức kinh khủng tản đi ra. Hắn muốn tự bạo không còn kịp rồi, mau kết trận. Bạch Tấn sắc mặt đại biến, vội vàng ra lệnh, đồng thời chính mình ngọc xích đưa ngang một cái, một vòng thanh quang bắn ra. Đám ngân giáp vệ sĩ cũng đều thu kiếm mà đứng, trên trường kiếm tràn ra từng đạo rung động, tầng tầng lớp lớp tổ hợp cùng một chỗ, hình thành một cái lưới kiếm rậm rạp chằng chịt. Đều cho ta chôn cùng đi. Rất muốn biết có thể kéo đi mấy người đây, chờ mong. Nam tử tóc tím cười lớn một tiếng, thân thể phanh một chút nổ lên. Một cổ cự lực hung mãnh trong nháy mắt nổ tung ra, một chút trùng kích ở trên lưới kiếm. Bang bang bang. Toàn bộ ngân giáp vệ sĩ như là viên đạn bị đánh văng ra, bắn vào bên trong bụi rậm, sinh tử chưa biết. Tự bạo lực lượng to lớn cuốn theo tất cả ra, càng như vòng xoáy xoay tròn, đặt ở Bạch Tấn trên ngọc xích thanh quang. Đưa hắn cũng chấn đến thất điên bát đảo, không ngừng thổ ra máu.
Còn có vài tên võ giả khác, chưa kịp đào tẩu, tại chỗ đã bị đánh phấn thân toái cốt. Xa xa đám người đều là nhìn tâm kinh đảm hàn. Vòng xoáy rằng có một đoạn thời gian mới dần dần biến mất, cả vùng đất cũng hiện ra vết tích vòng xoáy đảo qua, trở nên trước mắt Thương Di. Phốc! Bạch Tấn lần thứ hai phun ra một ngụm lớn máu, cả người trong nháy mắt trở nên suy yếu không gì sánh được, từ không trung rơi xuống. Cách đó không xa trong mắt Tuyển Tiên Sinh quang mang chớp lên một cái, lần thứ hai tối đen lại, hắn cũng biết mình kiếp số khó chạy thoát, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Hỗ Minh Nhật lạnh lùng nói. Đồng bạn của ngươi đã toàn bộ đền tội, còn muốn làm chuyện vô vị dựa vào địa thế hiểm trở chống lại sao? Hoặc giả ngươi cũng muốn kéo mấy tấm đệm lưng? Tuyền lộ vẻ sâu thẳm cười, nói. Ta đối với sát nhân cũng không có hứng thú quá lớn, cùng với mấy tên ngốc này bất đồng, vô pháp thể hội cái loại lạc thú khi sát nhân này. Sắc mặt của Kha Đồng quang băng lãnh, lạnh giọng nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Là chịu người phương nào sai khiến? Tuyền Tiên Sinh nói. Có bản lĩnh chính các ngươi đi thăm dò thôi. Nam tử tóc tím sau khi chết, hắn cũng vạn niệm đều mất, nhìn các loại công kích lăng không mà đến, cũng không chống lại nữa, mà là đem tất cả lực lượng thoáng chút ngưng tụ ở đầu ngón tay, mạnh mẽ hướng trong hư không một điểm. Đầu ngón tay lực lượng kinh khủng nổ lên, chấn đến toàn bộ không gian run lên, một cái hắc động lớn chừng quả đấm nổi lên. Tất cả mọi người đều nhướng mày, có vẻ có chút ngạc nhiên đứng lên. Nhưng các loại đao kiếm binh khí thoáng chút đều chém ở trên người hắn. Suy, ngực tức thì bị chiến đao của Hỗ Minh Nhật trực tiếp đâm thủng. Phốc, Tuyền Tiên Sinh mạnh mẽ ói ra miệng máu, trong mắt một chút thê lương đứng lên, nhưng cắn đầu lưỡi của mình một cái, nhất thời trong đầu khôi phục một tia thanh minh. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn trở về một dao, dĩ nhiên đem một đoạn ngón tay của chính mình cắt xuống tới, sau đó lại bắn ra. Vèo. Đoạn ngón tay trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, bắn vào bên trong hắc động, năng lượng trong hắc động không ngừng phát sinh tiếng rung động, đồng thời một chút phong bế. Không tốt! Kha Đồng quang mạnh mẽ cả kinh, con người dương thật to, kinh hô. Không gian giới tử! Tất cả mọi người đều toàn thân run lên, trên đoạn ngón tay bị cắt đang mang theo không gian giới tử của Tuyền, nghĩ đến thần kiếm tinh diệt tất nhiên ở bên trong giới tử. Ta không thích sát nhân! Nhưng ta càng không thích nhiệm vụ thất bại. Tuyền lộ vẻ sâu thẳm cười, nhưng trong mắt lại mang theo đắc sắc, hắc hắc nói rằng. Nếu thất bại, liền trực tiếp đem nhiệm vụ phá hủy. Đi tìm chết. Hỗ Minh Nhật hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đem chiến đao từ trong cơ thể hắn rút ra, lại lăng không một chém, trong nháy mắt đem Tuyền Tiên Sinh chém thành hai nửa. Bởi trước chảy máu quá nhiều, cả người bị bổ ra sau đó đều không có máu phun ra ngoài. Cứ như vậy lẳng lặng ngã xuống. Làm sao bây giờ? Kha Đồng quang cả kinh nói, lo lắng nhảy loạn không ngớt. Hiện tại toàn bộ tặc tử đã đền tội, nhưng thần kiếm tinh diệt cũng không có thể tìm về, hơn nữa có khả năng vĩnh viễn đánh rơi ở không gian hắc ám. Hừm, yên tâm đi, giới tử không có việc gì. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, mọi người chỉ là nhận thấy được không gian tựa hồ đang run lên nhẹ nhẹ, lại không thấy bóng dáng. Hỗ Minh Nhật và Kha Đồng quang đám người của Vạn Bảo Lâu cơ hồ là đồng thời kinh hô lên. Trần trưởng lão, bên trong thanh âm mang theo cực độ vui sướng. Đạo thanh âm kia cũng không để ý tới mọi người, chỉ là lạnh lùng nói. Các hạ đánh cắp thành quả thắng lợi của chúng ta, chẳng lẽ không nên cho chúng ta một cái công đạo sao? Hừm, ăn nói cái gì, là giết chết ngươi sao? Một âm thanh lạnh lùng như băng nhưng cũng cực kỳ hùng hồn vang lên. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ làm đau đầu lưỡi. Trần trưởng lão châm chọc đứng lên, không gian hơi nhộn nhạo một chút, liền xuất hiện một gã lão giả áo bào trắng tiên phong đạo cốt. Hai tay chắp sau lưng, trong mắt bắn ra một chút hàn tinh, một bộ dáng cao nhân người nước ngoài, phảng phất như không đem vạn vật dung nhập trong mắt. Gặp qua đại trưởng lão, đám người Hỗ Minh Nhật vừa thấy lão giả, nhất thời kinh hô một tiếng, đều tiến lên hành lễ. Cái gì, lão nhân này lại là Vạn Bảo Lâu đại trưởng lão Trần Trung Hy? Xa xa đám người đều giật mình đứng lên, lộ ra thần sắc kinh hãi. Hừm, Trần Trung Hy, bản tọa đúng là đã nghe qua danh tiếng của ngươi, nếu không muốn chết liền cút ngay. Đạo thanh âm kia vẫn như cũ kiêu ngạo cuồng vọng không ngớt, cũng không có bởi vì lão giả áo bào trắng xuất hiện mà thay đổi thái độ. Sắc mặt của Trần Trung Hy nhất thời trầm xuống,
tiên phong đạo cốt một chút hóa thành tím đen, không nói hai lời đã vươn bàn tay to hướng phía trong hư không chộp tới. Toàn bộ bầu trời như là một tấm màn sân khấu vậy bị ngũ chỉ của hắn một chảo, sau đó khẽ động xuống tới. Ầm ầm, một tiếng nổ vang thật lớn, nhất thời phá vỡ một lỗ thủng to lớn. Trong lỗ thủng mơ hồ có bóng người lóe lên, liền cảm thụ được một cổ khí tức cường đại lăng không mà đến, như là núi cao áp hướng đại địa. Con người của Trần Trung Hy chợt co rút lại, lộ ra vẻ giật mình, quả đấm ở trước người bấm tay niệm thần chú, một chút kim mang nở rộ, mạnh mẽ hướng trên cổ áp lực thật lớn kia vỗ tới. Ầm, một tiếng nổ vang dội, toàn bộ uy áp chi thế trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Chỉ bất quá trên bầu trời nhiều hơn một đạo thân ảnh khôi ngô, sắc mặt âm trầm, hai mắt như là cá chết, không có bất kỳ màu sắc, lại vừa nhìn một cái khiến người ta cực sợ. Trần Trung Hy nhướng mày, trầm tư nói. Ngươi là người phương nào? Người nọ hừ lạnh một tiếng, nói. Bản tọa danh Hào, các ngươi còn không xứng được biết, muốn còn sống đều cút cho ta. Một chữ cút trầm trọng dùng tới âm ba kỹ xảo, chấn đến bầu trời biến đổi bất ngờ, hoảng hốt bất định. Trần Trung Hy vươn tay ra, trực tiếp chỉ vào mặt của hắn, lạnh lùng nói. Chỉ bằng những lời này, cho dù ngươi giao ra không gian giới tử, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi được. Người nọ nhướng mày, trên mặt hiện lên tức giận. Hai người lạnh lùng giằng co, đều là ánh mắt càng ngày càng lạnh, trên người sát khí càng ngày càng nặng. Xa xa trốn ở trên hư không Lý Vân Tiêu còn lại là cả người đại chấn, lộ ra vẻ trầm tư tới, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hai người này. Chỗ này phiền toái, thần kiếm dĩ nhiên rơi vào trong tay người này. Hắn vì sao mà đến, lại đại biểu lợi ích của phương nào? Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy có chút nhức đầu, trước mắt hai người này hắn đều biết, hơn nữa tuyệt không xa lạ. Vạn Bảo Lâu đại trưởng lão tự không cần phải nói, nam tử khôi ngô tuy rằng không quen, lại từng nghe nói qua danh hiệu của hắn, đồng thời từng có duyên giao thủ. Năm xưa Thần Tiêu Cung, trên hàng Tuyết Phong, Khúc Hồng Nhan mời 10 vị tiếng tăm lừng lẫy vũ đế cường giả tới trợ trận giết hắn, kết quả 10 người kia lại bị hắn một trưởng đánh bay. Tên nam tử này chính là một trong 10 người kia năm xưa, Loan Quân Hạo. Năm xưa người này liền có cửu tinh đỉnh phong chi lực, tu luyện hằng hà thủ ấn cũng đã từng trải qua hùng bá thiên hạ đại thần thông. Lấy Lý Vân Tiêu thực lực bây giờ muốn đoạt lại thần kiếm, hoàn toàn là người si nói mộng. Mà ở cách nơi đây ngàn dặm xa trên một chỗ bình nguyên, mặt bát cạnh gương đồng hóa thành năm trượng cao, đứng ở trước người Hàn Quân Đình. Bình nguyên mở mang, phóng mắt nhìn lại, chỉ có nàng và Quỳ Hoa bà hai người. Con người của Hàn Quân Đình hơi co lại, chậm rãi nói rằng. Trần Trung Hy cư nhiên ở lúc này đốt xuất quan, là ta tính toán sai lầm, lúc này có chút phiền toái. Quỳ Hoa bà lơ đỉnh, nói. Có gì phiền phức, lấy thực lực của Loan Quân Hạo, cho dù là đánh không lại cũng có thể chạy thoát đi. Hàn Quân Đình nói. Lấy thân phận của Loan Quân Hạo, là tuyệt sẽ không chịu đào tẩu. Huống hồ thì là thực sự chạy rồi, chỉ cần Trần Trung Hy cắn chặt không tha, cũng chưa chắc thật có thể chạy thoát. Nàng cảm thấy hao tổn tâm trí đứng lên. Quỳ Hoa bà thất thần nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Hai người đánh nhau tất nhiên là long trời lở đất, hơn nữa Vạn Bảo Lâu người đông thế mạnh, tất nhiên cuối cùng thủ thắng. Chúng ta lại không thể ra mặt hỗ trợ. Hàn Quân Đình cười khổ nói. Loan Quân Hạo năm đó ở Thần Tiêu Cung bị Cổ Phi Dương một trưởng, không chỉ có hạ xuống trọng thương, hơn nữa võ đạo chi tâm gần như tan vỡ, toàn dựa vào Thần Tiêu Cung bất hủ đan mới có thể chống đỡ cảnh giới không rơi, năm gần đây mới bắt đầu dần dần có xu thế ổn định. Bằng không lấy thiên tư của hắn. Lại thêm hơn 20 năm khổ tu, Trần Trung Hy nơi nào sẽ là đối thủ? Hiện tại sao, hai người sợ là tám lạng nửa cân, trong thời gian ngắn căn bản khó có thể quyết ra thắng bại. Quỳ Hoa bà cũng lo lắng, nói. Vậy làm sao bây giờ? Hàn Quân Đình cười khổ nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là hai người thực sự xuất thủ, tạo thành lưỡng bại câu thương hậu quả. Chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là tự mình xuất thủ thủ kiếm. Chỉ cần ngụy trang đỡ, bị đừng tại chỗ xuyên qua liền đi. Mặc dù bọn họ có hoài nghi, không có chứng cứ cũng không có cách nào làm gì được chúng ta. Ngoài ngàn dặm, Trần Trung Hy và Loan Quân Hạo giằng co, bầu không khí dị thường ngưng trọng và khẩn trương. Đám người Hỗ Minh Nhật cũng đều là thầm giật mình không ngớt, đều lui hướng xa xa. Bên cạnh hai người trong vòng 10 dặm, không người dám lưu.
Trần Trung Hy nhìn chằm chằm Loan Quân Hạo nhìn ra ngoài một hồi, trên trán thủy chung lóe lên nghi hoặc, nói. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lão phu nhìn ngươi có chút quen mặt, nhưng thủy chung nghĩ không ra. Loan Quân Hạo lạnh lùng nói. Bản tọa hơn 20 năm chưa ở đại lục đi lại, đã bị người quên lãng sao? Nếu là 20 năm trước ngươi dám như vậy chỉ vào bản tọa, hiện tại đã là một đống bầm thây rồi. 20 năm trước, Trần Trung Hy từ từ hồi tưởng, đột nhiên hắn cả người chấn động, trong mắt tuôn ra vẻ hoảng sợ, cả kinh nói. Loan Quân Hạo, ngươi là Loan Quân Hạo. Hắc hắc, xem ra ngươi còn không có toàn bộ ngốc hết. Loan Quân Hạo liếm môi một cái, lộ ra vẻ âm lãnh dữ tợn. Trần Trung Hy tâm thần đại chấn, người trước mắt này ở 20 năm trước đó là danh tiếng đại thịnh, toàn bộ Bắc Vực, thậm chí toàn bộ thiên hạ có thể nói là không người không biết. Chỉ bất quá những năm gần đây đột nhiên mai danh ẩn tích, thật giống như triệt để bỏ mình vậy. Xa xa mọi người nghe được tên này, không ít người cũng là đều đại chấn, ai nấy không hiểu hoảng sợ đứng lên. Lời đồn của hắn cũng rất nhiều, có người nói thì quá mức kiêu ngạo, bị tông chủ phái nào đó len lén giết chết, cũng có người nói là trốn đi tu luyện loại thần thông nào đó. Hiện tại cả người hoàn hảo vô khuyết đứng ở trước mặt mình, hơn nữa khí tức dâng trào không kém gì mình, căn bản không cảm ứng được đối phương sâu cạn, trái tim của Trần Trung Hy nhất thời trầm xuống. Rõ ràng như vậy là cái sau, người này hơn 20 năm qua đều là trốn đi tu luyện. Hắn năm đó danh khí đỉnh phong cũng đã là cửu tinh đỉnh phong cường giả, mà khi đó chính mình vừa bước vào cửu tinh trung giai, hoàn toàn cũng không phải một tầng thứ. Trần Trung Hy hoàn toàn lăng loạn. Năm xưa Cổ Phi Dương ở trên Thần Tiêu Cung một chiêu phong vân do ngã đánh bại 10 vị cửu tinh vũ đế, khiếp sợ thiên hạ. Nhưng mọi người cũng không biết 10 vị cửu tinh vũ đế cường giả rốt cuộc là người phương nào, chỉ có số rất ít biết nội tình. Loan Quân Hạo trầm giọng vừa quát. Nếu nhận ra thân phận của bản tọa, còn không mau chóng lui ra. Trần Trung Hy xanh mặt, cắn răng nói. Các hạ cũng là nghe tiếng xa gần tuyệt đỉnh cường giả, có thể nào làm ra việc vô sỉ như vậy? Sắc mặt của Loan Quân Hạo trầm xuống, lạnh giọng nói. Trần Trung Hy, ngươi cẩn thận cho ta một chút nói cái gì gọi là việc vô sỉ. Cái không gian giới tử này là của các ngươi sao? Bản tọa là từ trong hư vô hắc động lấy ra, cùng các ngươi quan hệ thế nào? Cái này, Trần Trung Hy cũng sửng sốt một chút, nhất thời cảm thấy phiền phức lớn. Đúng vậy, đồ vật cũng không phải hắn cướp, hiện tại không chỉ có thực lực chiếm hạ phong. Ngay cả đạo nghĩa đều có chút chạm không được chân rồi. Hừm, Vạn Bảo Lâu coi như là có mặt mũi của thương hội, lẽ nào ta từ trong hư vô nhặt được, phải cho các ngươi. Loan Quân Hạo cười lạnh một tiếng, xoay người liền dẫm trận tại chỗ rời khỏi, lóe lên một cái, đã tiêu thất trên bầu trời. Không được đi. Trần Trung Hy hét lớn một tiếng, trên mặt đầy vẻ giận dữ, hôm nay nếu là đã đánh mất thần kiếm tinh diệt, toàn bộ Vạn Bảo Lâu uy vọng sẽ xuống dốc không phanh. Mặc dù là liều mạng, cũng nhất định phải đem thần kiếm thu hồi. Hắn một trưởng ngưng nguyên, mạnh mẽ thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở tiền phương mười mấy trượng, mạnh mẽ hướng trong hư không vỗ tới. Phanh! Hư không trực tiếp bị đánh bạo, toàn bộ bầu trời hé mở ra. Muốn chết! Thanh âm của Loan Quân Hạo vang lên, một cổ lực lượng dâng trào nhộn nhạo, chỉ thấy hư không nghiền nát bốn phía hiện ra một xích sắc hỏa châu. Trên hạt châu chấp động vô số liệt hỏa ký hiệu, mạnh mẽ hướng phía Trần Trung Hy đánh tới. Trần Trung Hy không dám khinh thường, lăng không một chảo, trong tay nhất thời sinh ra một tầng sáng mở như xương như khói, đi phía trước phương ném đi. Quầng sáng một chút tản ra, hóa thành một tấm lưới khói hơi mỏng, hướng phía trên hạt châu bao trùm tới, thoáng chút thu vào bên trong. Sắc mặt của Loan Quân Hạo trầm xuống, một tay bấm tay niệm thần chú, nổi giận gầm lên một tiếng. Hạt hỏa châu nhất thời phanh một chút tuôn ra hỏa diễm hừng hực, toàn bộ mây khói đều bốc cháy lên, càng có một đạo lửa dao từ bên trong hạt châu lao ra, dương nanh múa vuốt đi qua khinh võng, chiêu Trần Trung Hy táp tới. Trần Trung Hy kinh mà không hoảng, hai tay hóa thành thái cực, làm ra một cầm long bí quyết. Ngũ chỉ thành chảo, ưu nhã đi phía trước bước ra một bước, trực tiếp bắt ở cần cổ của hỏa dao, tay kia còn lại là đáy biển mò kim, vươn hai ngón tay cầm hoa, điểm trụ phần đuôi của hỏa dao. Đến tận đây, cả con hỏa dao đều bị hắn nắm trong tay, suy không động đậy đình, nhưng không cách nào giãy. Ánh mắt của Loan Quân Hạo lộ ra vẻ mặt, hạt châu này của hắn vốn là cửu giai hỏa dao nội đan,
ẩn chứa trong đó hoàn chỉnh hỏa giao chi linh, uy lực không ở dưới bình thường cửu giai yêu thú, dĩ nhiên vừa mới văng ra đã bị đối phương bắt được. Nhất thời sắc mặt phát lạnh, quyết định thật nhanh quyết ấn biến đổi, quát dẹp đường. Nổ! Trần Trung Hy sắc mặt đại biến, chí bảo chi vật như vậy, nghĩ không ra đối phương nói bỏ là bỏ, mạnh mẽ hướng xa xa ném đi. Nhưng hỏa giao còn chưa xuất thủ, đã hô một chút hóa thành thuần túy hỏa diễm, chợt nổ lên. Ầm ầm, nửa bên bầu trời đều hóa thành hỏa hải, Trần Trung Hy cả người càng đốt lên xích hỏa sán lạn chói chang. Ngọn lửa kia chính là cửu gia yêu hỏa, không ngừng đốt sạch Trần Trung Hy đế khí, hắn bay nhanh bấm tay niệm thần chú, tiền phương trương mây khói khinh võng một chút bay trở về, hóa thành một tầng thật mỏng vân vụ hạ xuống. Trong mây mù tản mát ra quang kính năm màu, một chút bay xuống quanh thân của Trần Trung Hy, đưa hắn trực tiếp bao vây lại. Đầy người hỏa diễm nhất thời bị vân vụ đuổi đi, một tấm lưới mềm đồng thời tản ra, hóa thành một cái vòng tròn hình cầu nhiễu ở Trần Trung Hy bốn phía, đem hỏa hải cắt đứt ra. Loan Quân Hạo biến sắc, nói. Thái Ất Ngũ Yên La. Trần Trung Hy gật đầu nói. Chính là bảo vật này. Hắn một thân áo bào trắng bị đốt ra không ít lỗ lớn tới, râu tóc cũng mất phân nửa, có vẻ có chút chật vật. Nhưng trong tròng mắt vẫn như cũ hàn tinh từng điểm. Càng lóe lên càng sáng. Bởi vì Trần Trung Hy phát hiện, thực lực của đối phương cũng không có kinh khủng như trong tưởng tượng của mình vậy, nhất thời lòng tin một chút tăng nhiều. Gương mặt của Loan Quân Hạo âm trầm vặn vẹo đứng lên, năm xưa ở trước mắt hắn bất quá là con kiến hôi tồn tại, bây giờ lại có thể cùng hắn đánh ngang tay. Nội tâm càng một trận quặn đau, nếu không có đương nhiên. Năm xưa Thần Tiêu Cung trên hàng tuyết phong, mình bị Cổ Phi Dương một trưởng kích thương. Nguyên vốn cũng không là cái gì cùng lắm thì thương thế. Chỉ là dưới một trường kia kích thương không chỉ có là thân thể, càng là tự tin và tự tôn của hắn, võ đạo chi tâm gần như tan vỡ. Cứu ta, mau cứu ta cung chủ đại nhân. Cung chủ đại nhân, 10 người này. Chữa thương thế tốt cho bọn hắn, để cho bọn họ đi thôi. Đúng, thế nhưng người này nguyên lực hỗn loạn, kinh mạch quấn quýt, đã là tẩu hỏa nhập ma, cho dù sống sót chỉ sợ cũng là phế nhân. Phế nhân, không, không nên, ta không muốn trở thành phế nhân, cung chủ đại nhân mau cứu ta, chỉ cần có thể cứu ta, ta cái gì đều chịu làm. Võ đạo chi tâm của ngươi đã sụp đổ, phải dùng bất hủ đan mới có thể vững chắc xuống tới. Dù vậy cũng phải nhìn phần số của ngươi, cứu ngươi cần đại giới thực sự quá lớn. Van cầu ngươi, van cầu cung chủ đại nhân, mau cứu ta với, chỉ cần đừng làm cho ta trở thành phế nhân, ta nguyện ý chọn đời thuần phục Thần Tiêu Cung. Suy nghĩ vòng vo trở về, chuyện cũ đã thành mây khói. Tên địch nhân lớn nhất kia cũng bỏ mạng ở Thiên Đãng Sơn Mạch, Loan Quân Hạo có cảm giác loại thất lạc. Hắn tu vi khôi phục, sau đó chuyện thứ nhất đó là đem 9 người khác năm xưa tham dự Thần Tiêu Cung chi chiến từng cái tìm ra, toàn bộ đánh chết. Bởi vì hắn muốn biến mất qua đến, xóa tan quá khứ khuất nhục. Loan Quân Hạo phục hồi tinh thần lại, định nhãn thần nhìn xuống con kiến hôi trước mắt, lạnh giọng nói. Cho rằng đồng dạng là cửu tinh đỉnh phong, có thể chống lại ta sao? Ấu chỉ. Theo lời nói của hắn rơi xuống, trên người tay áo bào cổ động, từng đạo nguyên lực hóa thành trận gió kích bắn ra, trong thiên địa một chút biến thành u ám. Ở trên trời cao, một cát vàng như tầng mây bắt đầu khởi động, ở trên trời biến hóa hình thái, hoặc long hoặc phượng, cuối ngưng tụ thành một cái bàn tay. Trên bàn tay tinh mịn vô số chỉ tay, như thủy như nhau vằn nước như nhau nhộn nhạo. Kẻ khác hoa cả mắt. Bàn tay to ngưng tụ, sau đó từ trong tầng mây chậm rãi hạ xuống. Trong thiên địa nguyên lực liền táo động đáng sợ, mỗi người đều cảm giác áp lực dị thường, tuy rằng thân cự ngoài 10 dặm, nhưng vẫn là cảm thấy thân thể một trận không khỏe. Không ít người bay xông thẳng lên, lần thứ hai thối lui khoảng cách vài dặm, thân sợ lan đến đi vào. Trần Trung Hy trợn tròn đôi mắt, hai tay mạnh hướng bên cạnh mở ra, Thái Ất Ngũ Hành Yên La thoáng cái nổ bung. Hóa thành một vòng tròn lớn bán kính mười mấy trượng, bên trong nguyên lực cổ đáng, dâng lên vô số ký hiệu, ở bốn phía viên cầu bay lượn. Vô chi không sợ. Loan Quân Hạo châm chọc một tiếng, hai tay bấm một cái quyết ấn, không trung trên bàn tay to nhất thời dâng lên hoàng quang vô biên, đem thiên địa chiếu một mảnh sáng loáng lên. Hằng Hà đại thủ ấn, nổ nát hắn cho ta. Một đạo tiếng hét lớn lên, trong tay Loan Quân Hạo kim quang lóe lên. Trên bầu trời trong bàn tay vô số chỉ tay tụ lại, ngưng tụ thành một cái thời không hằng hà vượt qua,
phảng phất như năm tháng không tiếng động, vạn thế tới nay đã vĩnh hằng đứng ở thế gian. Một trường hạ xuống, trường phong nơi đi qua, thiên địa đổ nát. Khuôn mặt của Trần Trung Hy chướng đến đỏ bừng, trên thân thể cũng bay ra từng đạo thanh sắc quang mang, ngưng tụ ở quanh thân không tiêu tan. Hắn mạnh mẽ song trường ở trước người vỗ xuống, một cổ biển lực từ trong lòng bàn tay lan tràn ra, toàn bộ viên cầu bên trong ông một tiếng phát sinh rung động. Thái ất ngũ hành yên la tựa hồ bị thôi động đến cực hạn, không ngừng nổ lên cường quang gai mắt. Ở bốn phía của Trần Trung Hy chậm rãi hội tụ ra một kiện áo giáp tới, áo giáp từ huyễn quang ngưng tụ thành, không ngừng mà nhân thể hóa, cuối cùng trưởng thành một thanh sắc cự mười trượng cao linh. Trên trán Trần Trung Hy gân xanh từng cái nổi lên, hiển nhiên cũng là liều mạng. Hai tay hắn một trước một sau, lăng không hơi nắm lại. Từng đạo lôi quang ở giữa hai tay đùng chớp động. Mà thanh sắc cự linh còn lại là lộn tay một cái, một cây trường thương màu đen nước sơn chộp vào trong hai tay, thân thương tràn đầy thanh văn dạng đinh ốc, khí ẩn kinh khủng chấn động ra. Trần Trung Hy hét lớn một tiếng, khuôn mặt trực tiếp vặn vẹo thành đoàn, trên người huyết quản càng sôi sục đến mức tận cùng. Địa sát ảnh giáp thương. Chiến thương màu đen kia trên không trung lan tràn ra từng vòng thương văn, mạnh mẽ đâm đi ra ngoài. Thương văn một chút khuếch tán, xông vào trên thái ất ngũ hành yên la cháo, vừa lúc nghênh đón hằng hà đại thủ ấn hạ xuống. Phanh! Lưỡng cổ lực lượng kinh khủng đè ép cùng một chỗ, trong nháy mắt chấn càn khôn điên đảo, sơn hà nghiền nát. Xa xa mọi người chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh to lớn đập vào mặt, rất nhiều người trực tiếp bị chấn động, tại đương tràng thổ huyết, đánh bay ra ngoài. Mặc dù là cao thủ giống như Hỗ Minh Nhật vậy, cũng là vẻ mặt kinh hãi, lộ ra vẻ cực độ hoảng sợ. Hai gã cửu tinh đỉnh phong vũ đế cường giả cực chiêu quyết đấu, để trong vòng ngàn dặm long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Lý Vân Tiêu trốn ở trong hư không, cũng là cảm thấy lòng buồn bực dị thường, như là một tảng đá lớn đè nặng, chậm bất quá khí tới. Sắc mặt hắn ngưng trọng, hướng phía chỗ hai đại cực chiêu nhìn lại. Lúc này hoàn toàn không thấy bóng dáng, chỉ có một đạo cực quang lóng lánh, chói mắt người nhìn. Không biện cao thấp, không biện sinh tử. Ở dưới nguyệt đồng ngóng nhìn, bên trong thiên địa dị tượng cực quang, lưỡng cổ lực lượng vẫn như cũ giữ lẫn nhau không dưới. Mà nếu nói cực quang chói mắt, chính là hai cực chiêu rằng co linh áp, nổ thành vô số quang tử bắn ra. Xa ngàn dặm trên bình nguyên, gương đồng bát giác lăng hoa kịch liệt rung động, trên mặt gương quang mang như là mưa thu nhập trì, tí tách từng giọt rơi vào nước ao. Hàn Quân Đình hơi biến sắc mặt, một đạo quyết ấn đánh vào trong kính, rung động kính quang thoáng vừa vững, liền phanh một chút đem ấn quyết đánh sơ xác, lần thứ hai trở nên hỗn độn vô tự đứng lên. Con người của Hàn Quân Đình chợt co rút lại, cả kinh nói. Đây cũng là cửu tinh đỉnh phong chi lực sao? Nàng có chút hoảng sợ hướng xa xa nhìn đến, dưới bầu trời xa xăm, tựa hồ có mây đen rậm rạp. Quỳ Hoa bà cũng là sắc mặt ngưng trọng, nói, nơi này có cách xa ngàn dặm, lão thân vẫn như cũ cảm thụ được nguyên lực ba động lan truyền mà đến, loại lực lượng này quá kinh khủng. Phanh! Trên gương đồng bát giác lăng hoa phát sinh một tiếng nổ vang. Phía trên rung động một chút tiêu thất, kính quang cũng chôn vùi xuống phía dưới. Hàn Quân Đình cả kinh, vung tay lên, đã đem gương đồng nắm trong tay, tỉ mỉ kiểm tra một phen, lúc này mới cẩn thận thu lại. Quỳ Hoa bà nói, kinh khí không chịu nổi cái loại ba động chi lực này, tự hành tiêu diệt, chúng ta có cần tới nhìn hay không? Hàn Quân Đình lắc đầu nói, quá khứ chỉ biết thêm phiền, đã ở chỗ này chờ đi. Ta tin tưởng hắn hơn phân nửa là có thể trở về. Nàng nói xong, liền lăng không ngồi xuống, bắt đầu nhập định tu luyện. Trần Trung Hy và Loan Quân Hạo cực chiêu ở sau cực chiêu rằng co một lúc, rốt cục bắt đầu nứt ra vô số quân văn. Cát vàng dường như bàn tay to và thái ất ngũ hành yên la biến thành mặt cầu thượng, vết rách càng ngày càng rộng thùng thình, càng ngày càng tinh mịn, rốt cục vỡ vụn ra. Ầm ầm. Một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, toàn bộ thiên địa rơi vào một mảnh hắc ám. Chỉ còn lại có hai cổ lực lượng trùng kích ánh sáng, dũng mãnh vào vòng trời vô tận đen kịt. Xa xa mọi người lần thứ hai cảm thụ được cự lực đè xuống, trước đó mấy người đã bị trọng thương càng tại chỗ bị chấn ngất đi thôi, thân thể không tự chủ được bay lên, xa xa ngã văng ra ngoài. Lý Vân Tiêu ở trên hư không cũng là mạnh mẽ hít một hơi lãnh khí. Bóng người lóe lên ngay lập tức trăm dặm. Nguyên lực ba động kinh khủng ở bốn phía đẩy ra,
căn bản không có người chú ý tới hành động của hắn. Hắn một người đứng ở chỗ cực xa, song đồng hóa thành ánh trăng, cẩn thận ngưng mắt nhìn trung tâm năng lượng, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Một chiêu này lực lượng kinh thiên động địa, mặc dù hai người thực lực siêu tuyệt, cũng tất nhiên phải bị thương nặng. Tình huống tốt nhất chính là lưỡng bại câu thương, như vậy hắn mới có thể đục nước béo cò. Trung tâm năng lượng nổ tung bên trong, đột nhiên một đạo thanh quang bắn đi ra, trong nháy mắt bay tới trước mặt người của Vạn Bảo Lâu. Chính là Trần Trung Hy, gương mặt trắng bệch, hai mắt trợn tròn, tại chỗ tê đã phun ra một ngụm lớn máu tới. Đại trưởng lão, đám người của Vạn Bảo Lâu lấy làm kinh hãi, mấy người vội vàng tiến lên nâng đỡ. Trần Trung Hy một chút đem tay của Kha Đồng Quang đẩy ra, lạc giọng kiệt lực quát. Đuổi, mau đuổi theo hắn chạy thoát, nghìn vạn lần đừng cho hắn đào tẩu. Tựa hồ là dùng hết toàn lực nói ra mấy câu nói đó, Trần Trung Hy lại một ngụm máu phun ra, tại chỗ ngất đi. Hỗ Minh Nhật kinh hãi không ngớt, vội vàng quát dẹp đường. Đạt Hề Vũ, người chiếu cố đại trưởng lão người còn lại đi theo ta. Vạn Bảo Lâu tất cả mọi người là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dưới chân hoàn toàn bất động bước tiến. Lệ Phi Vũ thoáng chút đã rõ ràng tâm tư của mọi người, trầm giọng nói. Thực lực của người kia và đại trưởng lão ở sàn sàn như nhau, đại trưởng lão đều thụ thương như vậy, người nọ tất nhiên không thể khá hơn. Tùy tiện một gã vũ đế cường giả là có thể đoạt về thần kiếm. Đúng là như vậy. Hỗ Minh Nhật nghiêm mặt nói. Phàm là người không nghe lệnh, bang quy xử trí. Trong mắt hắn hiện lên một đạo tàn khốc. Mọi người lúc này mới tinh thần dùng mình, toàn bộ phóng lên cao, hóa thành hơn 10 đạo quang mang bay đi. Lý Vân Tiêu ở phía xa ánh mắt một ngưng, tựa hồ phát hiện cái gì. Hắn hơi trầm tư một chút, cũng trực tiếp thi triển ra thuấn di tới, mấy cái lắc mình đã tự tiêu thất ở trong đêm trường. Mấy trăm dặm có hơn, một mảnh núi non hoang vắng. Mấy con yêu thú trong núi chính đang ngủ say đột nhiên giật mình tỉnh giấc, mạnh mẽ mở to hai mắt tử, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Như là gặp phải cái chuyện gì đáng sợ vậy, toàn thân lạnh lẽo run lên. Ngao! Mấy con yêu thú thực lực không tầm thường sợ hãi gào to một tiếng, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo lưu quang thoát đi, tổ chim cũng không cần. Ti ti! Bên trong núi hoang đột nhiên hiện ra mấy ngọn lửa, đem một mảnh đỉnh núi chiếu sáng trưng. Ngọn lửa trình viên hình gạt ra, bên trong không gian ở hỏa diễm chiếu dọi xuống, đung đưa kịch liệt đứng lên, trở nên cực kỳ không ổn định. Một cái bàn tay to tái nhợt hữu lực đột nhiên từ bên trong hư không vươn tới, ngay sau đó là cả cánh tay, nửa người, cả người cuối cùng hoàn chỉnh trực tiếp đi ra. Chính là Loan Quân Hạo, bất quá hắn lúc này toàn thân là máu, ngay cả trong hai mắt đều chảy xuống máu tươi, thương thế dị thường nghiêm trọng. Sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được, bốn phía nhìn một cái, lúc này mới chậm rãi rời ở trong núi, lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống. Khụ, khụ khụ. Vừa nuốt đan dược, liền dụ phát thương thế, ho ra mấy ngụm lớn tâm huyết. Vạn Bảo Lâu món nợ này, ta nhất định phải tìm trở về. Loan Quân Hạo cắn răng đưa tay lên hung ác thể, liền vung tay lên, đem vài đạo ngọn lửa chấn diệt, bí mật ở trong sơn lâm đêm tối điều tức. Vạn lý trên bầu trời, Lý Vân Tiêu lặng yên không tiếng động nhìn phía dưới Loan Quân Hạo, cái này tích niên cũng là một đời hùng kiệt cường giả, hôm nay lại trở nên như vậy nghèo túng. Năm tháng là lưỡi đao giết heo, điêu linh biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Hắn hơi cảm khái một chút, hai tay bấm tay niệm thần chú, lăng không đánh ra một đạo phù ấn. Đạo phù ấn kia lóe lên, hóa thành vô biên kim quang, trên không trung bỗng nhiên phóng đại, tựa như một đóa liên hoa nở rộ. Trong liên hoa một đạo quang mang chiếu xuống, đem chỗ ở của Loan Quân Hạo toàn bộ núi non chiếu sáng trưng. Ai? Loan Quân Hạo bỗng nhiên cả kinh. Trong con ngươi đêm đen tựa như thiểm điện, bén nhọn hướng phía bầu trời nhìn lại, lại chỉ thấy một mảnh đêm đen nhánh, ngoại trừ đóa thạc đại liên hoa ra, không còn bất cứ thân ảnh nào nữa. Mà cùng lúc đó, hắn tức thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ thấy trên hoa sen kia một đạo màn ảnh thật lớn, đưa hắn và hoàn cảnh chung quanh toàn bộ rõ ràng chiếu hình đi ra. Còn kém một chút trực tiếp dùng văn tự viết lên Loan Quân Hạo đã ở đây. Tại nơi đó, ở bên kia. Xa xa truyền đến tiếng võ giả sợ hãi giống, trong nháy mắt xa vời đã xuất hiện vô số tia sáng, hơn 10 đạo khí tức cường đại ngang trời mà đến. Là ai đang tính toán ta? Loan Quân Hạo sắc mặt tái xanh,
vừa mới khôi phục một chút thương thế trở nên càng thêm chuyển biến xấu đứng lên, trong mắt tràn đầy sát khí nồng nặc. Nhưng bất quá công phu mấy hơi thở, trên khắp bầu trời giăng đầy mười mấy tên võ giả, bao gồm không ít xem náo nhiệt cũng theo tới. Vạn Bảo Lâu một đám cao thủ còn có ngân giáp vệ sĩ còn lại là chậm rãi từ không trung hạ xuống, ai nấy ánh mắt băng lãnh, càng nhiều hơn lại là cẩn thận một chút. Ai cũng biết người trước mắt này nguy hiểm thế nào, không dám dựa vào là quá gần. Mặc dù là dầu hết đèn tắt dưới, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Loan đại nhân, ngài cũng là cường giả, không cần hơi chúng ta đây. Chỉ cần ngài đem thần kiếm tinh diệt lấy ra nữa, chúng ta lập tức quay đầu rời đi. Hỗ Minh Nhật ngưng trọng nói rằng. Loan Quân Hạo trọng trọng hừ một tiếng, nói. Muốn bắt trước tiên liền lấy ra tới, bây giờ là tuyệt không có khả năng, không sợ chết cứ tới đây. Hắn quát một tiếng chói tai, sợ đến mọi người ngược lại là lui về sau một bước. Ha ha, Vạn Bảo Lâu đều là lá gan như vậy sao? Loan Quân Hạo vẻ mặt châm chọc nói. Hỗ Minh Nhật hướng bốn phía mọi người nháy mắt, lúc này mới lạnh lùng nói. Nếu đại nhân khăng khăng một mực, bọn ta liền lĩnh giáo một chút. Vèo. Hắn chiến đao trực tiếp bay ra, bỗng nhiên nắm trong tay, lăng không phi chém xuống. Trong nháy mắt vô số đao ảnh ngang dọc, rậm rạp chằng chịt liên tiếp đứng lên, như là một tấm đao võng phủ xuống. Vì vậy đồng thời, những người còn lại cũng đều xuất thủ. Trong tay Bạch Tấn thanh quang ngọc xích mở ra, trên không trung biến thành cỡ 10 trượng, như là một đạo ánh trăng ánh sáng, xa xa đánh tới. Kha Đồng quang còn lại là trên thân kiếm quang lóe lên, ba thanh cự kiếm nổi lên, kết thành một tam tài kiếm trận đơn giản, chém liên tục ra. Đám ngân giáp vệ sĩ cũng là giơ kiếm kết trận, vô số ngân sắc kiếm phủ dâng lên, ở trên trời cao lượn vòng, hướng trung gian chém kích xuống phía dưới. Mọi người cùng nhau liên thủ, các loại quang mang đem thiên địa chiếu thấu triệt. Toàn bộ đỉnh núi ở dưới uy thế như thế, căn bản không chịu nổi, trực tiếp phanh một tiếng đã sụt hơn một nửa. Loan Quân Hạo cả người cũng theo đó hạ xuống, lại khuôn mặt thần sắc không nên, có vẻ dị thường bình tĩnh. Con người tràn ngập sát khí cũng đột nhiên một chút trở nên sáng sủa, càng trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hỗ Minh Nhật trong nháy mắt thoáng nhìn trong mắt của hắn, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, cuồng khiếu nói. Không tốt cẩn thận. Hừm một bầy kiến hôi, cũng muốn đánh chủ ý với bản tọa. Khí tức trên người Loan Quân Hạo nổi lên, trong nháy mắt đã kéo tới cửu tinh đỉnh phong. Một cổ sức mạnh to lớn mênh mông kích động ra, chỉ là nguyên lực ngưng kết mà thành kết giới, đã đem chiêu thức của mọi người một chút ngăn trở. Làm sao có thể? Khuôn mặt của Kha Đồng Quang một chút trở nên vặn vẹo, hoảng sợ cả kinh nói. Ngươi làm sao có thể còn có lực lượng cường đại như vậy? Bạch Tấn bỗng nhiên cắn răng nói. Mọi người liều mạng hắn không có khả năng còn có đỉnh phong chi lực, nếu không không cần đào tẩu, tất nhiên là kích phát tiềm năng nào đó rồi. Hỗ Minh Nhật cũng là trong mắt lệ mang lóe lên, hung hăng nói. Nói đúng chỉ cần chống cự qua lần này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn lại người của Vạn Bảo Lâu cũng là hoảng hốt, liều mạng xuất thủ, lực lượng đặt ở trên khí bích kết giới càng sâu thêm vài phần. Lệ Phi Vũ càng cuồng hô nói. Bầu trời các bằng hữu, mong rằng đồng loạt ra tay trợ giúp chúng ta một tay, tất có thâm tạ. Trên bầu trời mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai chịu ra tay. Bởi vì ai cũng không ngu ngốc. Hừm, điều kiện tiên quyết là các ngươi đắc kháng cự được qua đến. Loan Quân Hạo hét lớn một tiếng, hai tay ở trước người bắt ra một đạo quyết ấn, nhất thời vạn đạo hoa quang từ trên người hắn tuôn ra, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát ra. Thực nhật cực ba, nổ lên. Sắc mặt của Loan Quân Hạo băng lãnh, môi mỏng khẽ thở ra. Đám người của Vạn Bảo Lâu đều là cả người hoảng hốt, thấy lạnh cả người từ trái tim dâng lên, chính mình oanh ra lực lượng bị tồi cổ lạp hủ đập vụn. Bang bang bang. Toàn bộ quang mang và huyền khí đều đánh văng ra. Mỗi người tức thì bị cổ sức mạnh to lớn ép tới không thể động đậy, trơ mắt nhìn cổ lực lượng kia nghiền ép đến đây. Ầm ầm. Toàn bộ trong dãy núi một mảnh quang mang nổ lên, người của Vạn Bảo Lâu bị đều bị chôn vùi trong đó. Trên bầu trời này võ giả xem náo nhiệt hoảng sợ liên tục kinh sợ thối lui. Vạn Bảo Lâu ba gã cường giả đứng mũi chịu sào, binh khí của ba người đều bị đánh bay. Cự lực nhảy vào bên trong cơ thể của bọn họ, Bạch Tấn và Kha Đồng Quang trực tiếp bị nổ nát ngũ tạng lục phủ, sau đó thân thể thoáng chút hóa thành cho bụi.
Trên người của Hỗ Minh Nhật một kiện chiến giáp cũng đột nhiên vỡ nát, cả người phát cuồng giống kêu, trong lỗ chân lông chảy dòng ra tiên huyết, nhưng thủy chung đứng sừng sững phía trước không ngã. Đám ngân giáp vệ sĩ bị đánh cho tan tác, toàn bộ áo giáp đều nổ lên, người nhiều hơn trực tiếp đánh chết ở bên trong. Lệ Phi Vũ cách khá xa, nhưng là phun ra ngụm máu lớn, sắc mặt thoáng chút đã tái nhợt, cả người trong nháy mắt uể oải xuống phía dưới. Cặp nhãn thần không cam lòng kia chậm rãi nhắm lại, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Trên bầu trời này trong đám người, Trần Phong nhướng mày, rốt cục thân ảnh khẽ động. Sau một khắc đã xuất hiện ở phía dưới, bắt lại Lệ Phi Vũ đã triệt để ngất đi. Ừ, Loan Quân Hạo ở sau một kích, trên người nguyên lực minh mông cuồn cuộn, bốn phía không gian đều theo nữ khúc xoay tròn, ánh mắt của hắn sửng sốt, nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong nhất thời có loại bị cảm giác lang tỏa định, sợ đến hét lớn một tiếng. Đi! Hắn lăng không ném ra vài đạo chui phù. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không gian hơi chao đảo một cái, nhân ảnh của hắn và Lệ Phi Vũ đã mơ hồ, sau một khắc liền xuất hiện ở ngoài vài trăm thước. Lương Ngọc Y cũng là hóa thành một đạo độn quang đuổi theo, đồng thời trường kiếm ngự ở trên khoảng không, vạn phần cảnh giác. Hai người vừa hội hợp, Trần Phong và Lương Ngọc Y lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn liếc mắt, không dám ở lâu, trực tiếp bỏ chạy. Hừm! Loan Quân Hạo hừ lạnh một chút, ánh mắt hướng trên trời cao đảo qua, quay sang đám quần chúng nhìn lại. Mỗi người đều cả người run lên, sợ đến run rẩy, kêu to vài tiếng đã liều mạng thoát được không còn ai. Trong thiên địa trong nháy mắt đã yên tĩnh lại. Chỉ bất quá mới chốc lát thời gian, toàn bộ núi non đã triệt để hoàn toàn thay đổi, một cái hố sâu kinh khủng chí cực nổi lên, kéo dài ngàn dặm đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loan Quân Hạo cũng không có dễ dàng, mà là hướng phía trên bầu trời nhìn lại, lạnh lùng nói. Mới vừa rồi là ai tính toán ta, đi ra. Bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ đáp lại nào. Loan Quân Hạo vẻ mặt giận dữ, quát dẹp đường. Có can đảm tính toán bản tọa, lẽ nào lại không dám gặp người sao? Đồ hèn nhát, liên tiếp hô mấy lần, cũng mắng mấy câu, vẫn như cũ không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Hắn biết người nọ lẫn mất sâu đậm, chắc là sẽ không bị kích đi ra, hung hăng dậm chân một cái, cả giận nói. Nghìn vạn lần đừng làm cho bản tọa tra ra ngươi là ai. Nhất thời hóa thành một đạo quang mang vọt lên, sẽ bỏ chạy. Đột nhiên trên bầu trời chấn động một chút, một cổ thanh sắc lôi hoàn sán lạn lóa mắt nổi lên, chợt một chút thành lớn, bao dung vòng trời, mạnh mẽ hướng phía trên người của Loan Quân Hạo áp đến. Hừm, bọn chuột nhắt. Loan Quân Hạo tức giận mắng một câu. Nhưng con người chợt co rút lại, nhìn lôi tinh hoàn đánh xuống, không dám khinh thường, vội vàng giương tay, một đạo trưởng phong đánh ra. Ầm ầm, lôi tinh hoàn ở dưới một kích của hắn, đột nhiên nổ lên, hóa thành vô cùng lôi điện đi ngang qua trời cao, trong đó vài đạo sấm sét cực to càng giống như thiên long, tuôn ra mà đến. Chết tiệt! Trong lòng Loan Quân Hạo cả kinh, duỗi tay lăng không một chảo, không gian trong nháy mắt bị kéo thành phải không hình, giống như là mảnh vải ở trong tay hắn vuốt ve. Một đạo thanh quang ở trong lòng bàn tay hiện lên, mẽ đẩy qua đến. Một cổ không gian phong bạo nhất thời cuốn ra, đem vô cùng sấm sét chi lực cuốn vào trong đó, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Rốt cuộc là người phương nào? Đi ra! Sắc mặt của Loan Quân Hạo âm trầm không gì sánh được, mặc dù chỉ là một chiêu giao thủ, nhưng hắn đã biết người tới không đơn giản. Các hạ không hổ là đỉnh phong cường giả, dĩ nhiên có thể chống cự đến bây giờ. Một đạo thanh âm đạm mạc ở cách đó không xa vang lên, không gian khẽ rung động. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu chậm rãi hiện ra. Loan Quân Hạo vừa thấy người này, nhất thời bị tuổi của hắn hơi chút kinh hãi, đồng thời trong lòng dâng lên một loại cảm giác cổ quái, tựa hồ người trước mắt này chính mình nhận thức. Không khỏi cả kinh nói. Ngươi là người phương nào? Chúng ta có từng gặp qua? Lời này vừa hỏi lên, ngay cả chính hắn cũng hiểu được cổ quái. Chính mình rõ ràng vừa mới xuất quan không lâu sau, trước đó tuyệt đối chưa từng thấy qua người này. Lý Vân Tiêu nói, Tương Phùng Hà tất từng quen biết, về phần danh tính tại hạ, các hạ cũng không cần đã biết, chỉ cần đem tinh diệt lấy ra nữa là được. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Loan Quân Hạo giận dữ cười ngược lại, nói, từ đâu chạy tới mao đầu hài tử, muốn cướp đồ vật của bản tọa gọi người lớn nhà ngươi tới đây.
Lý Vân Tiêu giơ lên mi mắt, lặng lặng nhìn hắn, nói. Loan đại nhân sẽ không cần giả bộ nữa, lấy tình huống hiện tại của ngươi, căn bản không có khả năng từ trong tay ta chạy thoát. Mạng quan trọng hơn hay là kiếm quan trọng hơn, tin tưởng đại nhân là người thông minh. Loan Quân Hạo toàn thân chấn động, phẫn nộ quát. Nói bậy bạ gì đó. Nhưng hắn lại trong lòng phát lạnh đứng lên, bởi vì con ngươi của đối phương thanh như hồ nước, để hắn có một loại cảm giác không ổn. Lý Vân Tiêu nói. Trước đó cùng với Trần Trung Hy đánh một trận, cuối cùng khẩn yếu quan đầu, các hạ bằng vào một tấm phân thân phù, thay thế chính mình đem không ít trùng kích lực chống đỡ đi. Lúc này mới để các hạ có cơ hội ở đây chu diệt đám người của Vạn Bảo Lâu. Ánh mắt của hắn vừa chuyển, nhìn phía dưới Hỗ Minh Nhật vẫn như cũ sừng sững trên bầu trời vẫn không nhúc nhích, không khỏi yếu ớt thở dài một tiếng. Hỗ Minh Nhật từ lâu chặt đứt sinh cơ, toàn bằng một ngụm nói khí, một cổ võ ý niệm đầu, để cho bản thân sừng sững không ngã. Ngươi còn lại lực lượng so với ta dự tính phải nhiều hơn, bằng không ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết. Lý Vân Tiêu có chút hít cảm khái nói rằng, trong mắt hiện lên một tia tự trách. Hừm, bớt ở đây giả mù sa mưa, cái chết của những người này không phải đều là ngươi tạo thành sao? Mèo khóc chuột, chơi vui như vậy sao? Loan Quân Hạo tay áo bảo vung lên, khinh thường cười lạnh. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Ngươi thật đúng là có thể nói chuyện phiếm, thiên địa chứng giám, rõ ràng là ngươi vừa mới ra tay đưa bọn họ giết chết, cư nhiên có thể trách đến trên đầu của ta. Ta xem ngươi tu luyện cũng không phải Hằng Hà Đại Thủ Ấn, mà là Hằng Hà Đại Kiểm Bì. Loan Quân Hạo hừ nói. Nếu không có ngươi đưa bọn họ dẫn tới, bọn họ sao lại bỏ mình? Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, nói. Đưa bọn họ dụ dỗ đến đây đánh chết, sợ là các hạ sáng sớm liền làm tốt dự định rồi. Ta lúc trước cũng không nghĩ tới điểm này, nghĩ đến ngươi thực sự là trọng thương trong người, bí mật đứng lên chữa thương. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là làm xong tính toán phục kích bọn họ. Ta bất quá là để sự tình tới sớm trước mà thôi. Nhưng cửu tinh đỉnh phong chi lực, người giờ này khắc này còn lại được bao nhiêu đây? Lấy ta tính ra, cho dù lại toàn lực xuất thủ một lần, có thể có cửu tinh trung giai chi lực đã rất đính thiên. Loan Quân Hạo trong lòng đại chấn, đối phương tính ra không kém chút nào, nhưng hắn vẫn vẻ mặt chấn định, cười lạnh nói. Ngươi có thể thử xem, nhưng mặc dù là cửu tinh trung giai một kích, lại là ngươi chống cự được sao? Lý Vân Tiêu nói. Không thử làm sao biết đây? Sắc mặt của Loan Quân Hạo trầm xuống, dự tợn nói. Tiểu tử ngươi thật sự muốn tìm chết. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi càng là lời vô ích rất nhiều, ta lại càng một cách tự tin đấy. Tìm đường chết. Loan Quân Hạo phẫn nộ quát một tiếng, hai ngón tay chụm lại, lăng không bấm tay niệm thần chú. Một vòng ánh sáng nhạt màu vàng ở hai bên quyết ấn thối lui, trong quyết ấn nảy ra một chút tinh mang sắc bén. Lấy hắn làm trung tâm không gian đột nhiên ầm một tiếng đã sập xuống. Hai chân của Loan Quân Hạo hình như dẫm nát một mảnh hắc động trên, chiếu lên gương mặt xám trắng của hắn. Trong hắc động lăn lộn lực lượng kinh khủng, quyết ấn ở dưới tinh mang phụt ra, một hóa hai, hai hóa ba, thoáng chút diễn sinh ra cửu đạo quyết ấn ánh vàng. Cửu ấn vừa ra, Loan Quân Hạo toàn thân sát khí tận trời, áo bào ở bên trong ấn quang bay phất phới. Tựa như đang phán quyết người khác. Một tay ấn xuống, quát dẹp đường. Cho ngươi vô trì dâng lên sinh mệnh đi, thực nhật cực ba, cửu ấn quyết. Chín đạo kim ấn khẽ run lên, đồng thời tản mát ra vô số năng lượng sóng gợn, như là mạng nhện rậm rạp chẳng chịt trên không trung nhộn nhạo. Cổ sóng gợn chi lực giống như trăm mối đổ về biển, rõ ràng có thể thấy được hội tụ hai tay ấn quyết, ngưng tụ thành một điểm. Thình thịch, cánh tay của Loan Quân Hạo vung lên, mạnh mẽ đem cực ấn chi lực đánh ra. Toàn bộ bầu trời hắc ám thoáng chút nổ tung ra, vòm trời rộng lớn ở dưới lực lượng hạo hãn trong nháy mắt bành trướng lên. Từng vòng kim sắc vòng xoáy điên cuồng giải rác ra, xô trào hướng phía Lý Vân Tiêu. Cái gì? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, kinh hãi nói. Cổ lực lượng này, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân thể mạnh một chút hóa thành lôi điện trướng lớn, từng cổ thanh sắc trên gương mặt trợn tròn đôi mắt, nắm lên cây búa đã đập xuống. Ầm ầm, chỗ cây búa đập xuống, một đạo thanh quang như là bị đập làm thịt vụn, phụt ra ra vô số lôi văn, trong nháy mắt hóa thành lôi tinh hoàn mạnh mẽ tan vỡ. Ầm, lôi tinh hoàn trong khoảnh khắc biến thành to lớn mấy mẫu, quét ngang phía chân trời,
hướng phía tầng kim sắc vòng xoáy trùng điệp kia thêm đánh tới. Ầm ầm. Cái gì? Lý Vân Tiêu toàn thân chấn động, thanh sắc lôi quang đầy trời từng điểm ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng tấc lôi mang, tất lý cách cách lẻn vào trong đêm đen biến mất. Mà kim sắc rung động tuy rằng trở nên tối hơn rất nhiều, lại thế chi lực không giảm mở rộng ra, một chút tràn đầy toàn bộ vòng trời. Phốc! Ở dưới cổ kim mang trùng kích kia, Lý Vân Tiêu bị chấn phun ra một búng máu tươi, khí tức cả người một chút trở nên cực kỳ suy yếu. Lập tức không dám lưu lại thêm, xoay người đã hóa thành lôi quang trốn chạy. Sắc mặt của Loan Quân Hạo trầm xuống, muốn xuất thủ lần nữa, cũng trong cơ thể truyền đến một trận đau nhức, trong cơ thể trọng thương bị tác động đi ra. Hắn trầm muộn hừ một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đào tẩu. Nhưng vào lúc này, tiền phương trong đêm đen đột nhiên quỷ dị nổi lên một đạo quang mang. Đạo ánh sáng kia lóe lên mà mất, dường như lưu tinh trong trời đêm, lần thứ hai phát sáng lên, liền trực tiếp hiện lên ở phía trên Lý Vân Tiêu. Tỉ mỉ nhìn lại, đạo sao rơi kia đúng là một đạo kiếm quang sắc bén mà hung mãnh, mang theo khí thế hoành tảo thiên quân, mạnh chém về phía Lý Vân Tiêu. A, không nên. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu một chút trở nên vạn phần hoảng sợ, phát sinh thật dài mà thê lương ngao hào, muốn xuất thủ chặn lại kiếm khí, nhưng là đã muộn. Cược, kiếm khí kia chạm phá hộ thể đế khí của hắn, trong nháy mắt đưa hắn chém thành hai nửa. Tiên huyết thoáng chút bắn ra đầy trời cao, trong mắt của Lý Vân Tiêu tràn đầy bất khả tin tưởng và tuyệt vọng, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Loan Quân Hạo ở phía xa nhìn cả người chấn động, nội tâm dâng lên một loại cảm giác xấu, trong đêm tối vô biên này, có trời mới biết còn ẩn tàng bao nhiêu cường giả. Hắn chấn nộ quát dẹp đường. Là ai? Đi ra! Thanh âm hùng hồn hạo hạo đáng đáng truyền ra, lại không hề tiếng vang, có vẻ không đáng vô lực, cũng như trạng thái của hắn thời khắc này, ngoài cường trong trống rỗng. Hắc, ha ha, nghĩ không ra dễ dàng như vậy đã giải quyết được người kia, ha ha. Tựa hồ cũng không có nghe thấy Loan Quân Hạo gầm lên, trên bầu trời một giọng nói tự mình cười ha ha. Một đạo phù lật đột nhiên xuất hiện, phanh một chút thiêu đốt ra. Bốn phía không gian hơi hoảng hốt run rẩy một chút. Liền lộ ra hai khuôn mặt trẻ tuổi, chính là Tần Xuyên và Chu Sở. Loan Quân Hạo cả người đại chấn, lộ ra thần sắc khó có thể tin tưởng. Trước mắt hai người này giống như nam tử vừa rồi bị giết kia, đều là tuổi rất trẻ, nhưng thực lực lại cực kỳ không tầm thường. Chuyện gì xảy ra, bây giờ thiên vũ giới lẽ nào thời tiết thay đổi sao? Thế nào từng tên hậu bối tuổi còn trẻ đều có được thực lực đáng sợ như thế? Hắn một chút nhớ tới Hàn Quân Đình tới. Trong lòng càng khó có thể bình tĩnh, đám tiểu bối này tuổi tác và thực lực quá khó khăn lấy so sánh. Chẳng lẽ là những năm gần đây xuất hiện tu luyện bí pháp cực mạnh nào đó? Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung, Chu Sở từng trận cười to không ngớt. Đắc ý nói, ta nói từ sớm rồi, tiểu tử kia chỉ là có tiếng không có miếng, giết hắn dễ dàng. Tần Xuyên nhíu không ngớt, nhìn chỗ địa phương Lý Vân Tiêu bị giết, lỗ mũi nhẹ nhàng ngửi vài cái. Còn có mùi máu tươi nhẹ nhẹ. Sắc mặt hắn cổ quái nói. Tuy rằng nhìn qua hợp tình hợp lý, nhưng ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Không đúng, có cái gì không đúng? Chu Sở xem thường nói. Tiểu tử kia bị Loan Quân Hạo kích thương, hoảng loạn chạy trốn, một thời vô ý bị ta đánh lén đắc thủ. Vừa rồi dưới tình huống đó nếu là có thể chạy thoát, đó mới gọi là không đúng. Hắn cười gằn nói. Cái này nhất cử lưỡng tiện, không chỉ có thu thập đậu ép, hơn nữa thần kiếm tinh diệt cũng dễ như trở bàn tay. Loan Quân Hạo sắc mặt trầm xuống, vạn phần cảnh giác, trong con ngươi tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Hắn lúc này thật là dầu hết đèn tắt liễu, trước mắt hai gã nam tử này tùy tiện một người, đều cho hắn một loại cảm giác khó có thể chiến thắng. Tới võ đạo đỉnh phong như hắn, loại trực giác này là sẽ không sai. Trên bầu trời bầu không khí một chút trở nên ngưng trọng. Ba người trong lúc đó một cổ vô hình khí tràng, để hoàn cảnh dị thường áp lực. Đột nhiên, Tần Xuyên hồn nhiên chấn động, quát to. Không tốt. Trong tay hắn run lên, một đạo chạm màu xanh nhạt tinh quang chớp động, đúng là một cây bảo kiếm, một chút nổ lên kiếm ảnh đầy trời, như là một tràng bảo tán, phần phật một tiếng tạo ra, đem Chu Sở bao quanh vây lại. Cái gì? Chu Sở một chút ngất lịm, vừa định hỏi chuyện gì xảy ra. Đã bị một kiếm khí sắc bén chí cực trực tiếp oanh phá kiếm khí kết giới của Tần Xuyên, đâm về phía trong ngực của hắn.
Vô biên lãnh ý từ đáy lòng dâng lên, trong nháy mắt giống như rơi vào hầm băng, từ trước tới nay lần đầu tiên ngửi được tử vong nguy hiểm. Ầm ầm. Bên trong đan điền bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn cường quang nóng cháy, toàn thân da thịt của Chu Sở đột nhiên hiện ra vô số lân phiến sáng lạn chói mắt tới. Phanh! Kiếm khí đánh vào trên lân giáp, trực tiếp vỡ nát một khối, vỡ thành vô số hạt căn bản trong suốt thấu triệt, trong đêm đen loang loáng, hơn nữa kích cỡ hầu như nhất trí, dường như minh châu vậy. Toái đi một khối lân giáp, trên đó nhất thời chảy ra ân hồng tiên huyết. Phốc! Chu Sở kêu lên một tiếng đau đớn. Một búng máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Di, Thương Ngô Khung Dạ Lân bảo y lại ở trên người ngươi. Chậc chậc, có thể để ngươi sống lâu nhất thời nửa khắc rồi. Trong đêm tối chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh hưu quạnh. Lý Vân Tiêu vẻ mặt lạnh lẽo từ trong đen kịt đi ra, trong con người bắn ra một chút hàn tinh. Trong tay hắn lãnh kiếm băng xương càng tản mát ra quang mang như nước chảy vậy, ở trong đêm dài đen kịt, giống như một ngọn đèn sáng. Ngươi, ngươi! Trong cổ họng Chu Sở phát sinh hai âm hơi, liền nói không ra lời, một đạo kiếm khí trực tiếp bị thương chủ mạch của hắn, đồng thời có vô cùng lãnh ý ở trong người tản ra, chỉ cảm thấy cả người băng hàn. Xa xa Loan Quân Hạo cũng là hoảng hốt, lộ ra thần sắc khó có thể tin tưởng, sợ hãi nói. Ngươi, ngươi dĩ nhiên không chết. Sắc mặt của Tần Xuyên cũng một chút trở nên cực kỳ khó coi. Vừa rồi lực lượng của một kiếm kia, cơ hồ là quỷ thần khó lường, không chỉ có kiếm khí xuyên thấu cái chắn của hắn, liền Dạ Lân Bảo Y đều không ngăn chặn được. Hắn lạnh giọng nói, không chỉ có là không chết, hơn nữa căn bản là không có thương trước không địch lại, thụ thương, đào tẩu, đều là giả vờ. Đây, không, không có khả năng. Loan Quân Hạo triệt để ngốc trệ, cả người kinh hãi tột đỉnh. Tần Xuyên nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Không thể không nói. Ngươi là diễn trò rất giỏi, hành động thật cao. Lý Vân Tiêu ha hả cười, nói. Từ gặp gỡ Ngưỡng Thiên Hạo bắt đầu, ta vẫn cảm thấy không thích hợp, tựa hồ có người theo dõi, nhưng Thủy Chung không phát hiện ra được. Cái loại cảm giác này không có căn cứ, chỉ là một loại hành vi bản năng. Phải biết rằng trong thiên hạ người có thể tránh thoát thần thức của điều tra không nhiều lắm. Nguyên lai các ngươi là dùng ẩn thần phù, chậc chậc, thật xa xỉ. Tần Xuyên nói. Vì vậy ngươi đã tương kế tự kế, làm bộ không địch lại Loan Quân Hạo, còn giống như thật vậy ói ra búng máu, hét thảm vài câu. Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, ta rất hít thổ huyết, sợ giả bộ không giống. Do đó trong lúc nghênh tiếp cửu ấn của Loan Quân Hạo, cũng không có đem hết toàn lực, để một bộ phận lực lượng trấn vào trong cơ thể ta, lúc này mới bước ra một ngụm máu tươi. Xem như thật bị thương nhẹ, hắc hắc, đủ chuyên nghiệp chứ. Hừm, để diễn trò, người cũng là rất hợp lại. Tần Xuyên nặng nề hừ một tiếng, hắn một cái lắc mình liền đến trước người Chu Sở, tỉ mỉ kiểm tra lại thương thế của hắn tới. Loan Quân Hạo đã triệt để hóa đá, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không cách nào tự hỏi. Vừa rồi một chiêu cửu ấn quyết kia tuy rằng chỉ phát huy ra cửu tinh trung giai lực lượng, nhưng chiêu này bản thân cực kỳ lợi hại, bá đạo dị thường, mặc dù thực sự cửu tinh trung giai vũ đế đích thân tới, cũng không nhất định dám cứng rắn nghênh tiếp. Thiếu niên này không chỉ có ngạnh kháng một chiêu, nhưng lại chủ động đem ấn quang dẫn vào trong cơ thể, chủ động thụ thương. Đây, người tuổi trẻ bây giờ, đều là đám cuồng vọng không kềm chế được đến loại trình độ này sao? Hắn lần này xuất quan, không chỉ có khôi phục thương thế lúc trước, hơn nữa bách xích can đầu lại vào một. Do đó cùng với Trần Trung Hy đánh một trận, có thể hơi chiếm thượng phong thong dong rời khỏi. Hắn vốn có thể trực tiếp đi tìm Hàn Quân Đình, nhưng trong lòng tự phụ không gì sánh được, lúc này mới lưu lại chờ truy binh, muốn nhất cử quét sạch bám đuôi, lại không nghĩ rằng âm thầm ẩn giấu hạng người yêu nghiệt như thế. Tâm tình của Loan Quân Hạo so với ngũ vị tạp trần còn muốn phức tạp. Tần Xuyên để Chu Sở nuốt vào mấy viên đan dược, đem thương thế của hắn hơi chút ổn định một chút. Trong cơ thể của Chu Sở một cổ lực lượng nóng cháy chậm rãi trào động. Đem đan dược tan ra, chậm rãi chữa trị kinh mạch nghiền nát. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Tử tâm định linh đan, chậc chậc, có tiền thực sự là tùy hứng. Đối với một gã sắp chết cũng bỏ được vật quý trọng như vậy, người đem đan dược này cho ta, ta muộn giết hắn chỉ chốc lát là được. Trong mắt của Tần Xuyên tràn đầy vẻ lo lắng, đem Chu Sở xa xa đẩy ra. Người thật có lá gan này, dám giết đệ tử mà Thương Ngô Khung đại nhân coi trọng nhất.
Lý Vân Tiêu ha hả cười nói. Vừa rồi hắn không lưu tình chút nào muốn đẩy ta vào chỗ chết, đừng nói là đệ tử của Thương Ngô Khung, coi như là bản thân Thương Ngô Khung, cũng đã là tử tội rồi. Cái gì, ngươi nói bậy bạ gì đó? Sắc mặt của Tần Xuyên một chút trắng bệch đứng lên, cực độ khiếp sợ và khó có thể tin. Loan Quân Hạo cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt, như là nhìn người điên nhìn người trước mắt này. Hắn cũng dám cho một trong thánh vực năm vị chấp chính người kết tội. Hơn nữa còn là tử tội. Loại cảm giác này thập phần buồn cười, nhưng hai người lại hoàn toàn cười không đứng dậy. Tần Xuyên lạnh giọng nói. Hôm nay ta không muốn cùng ngươi đánh một trận, ta mang theo Chu Sở rời khỏi, Loan Quân Hạo này sẽ để lại cho ngươi, làm sao? Lý Vân Tiêu theo dõi hắn lạnh lùng nói. Mấy ngày trước ta đã cảnh cáo hắn, tính nhẫn nại của ta đã hao tổn không còn, hiển nhiên hắn không có để ở trong lòng. Do đó, vẫn là lưu lại, dùng đêm đen nhánh khoảng không làm bãi tha ma của hắn đi. Tần Xuyên tâm thần đại chấn, nói. Ngươi thật sự muốn giết hắn. Đến bây giờ hắn còn có chút không tin. Không biết các ngươi từ ở đâu ra cảm giác về sự ưu việt, thực lực đám cặn bã lại cứ thích khiêu khích cường giả, không phải là một chữ chết sao? Thiên cổ tới nay chưa từng có ngoại lệ. Lý Vân Tiêu nhãn thần phát lạnh, thân thể hoảng hốt một chút đã tiêu thất ở tại chỗ. Không tốt. Tần Xuyên một trái tim mạnh trầm xuống, hắn lần này thực sự biết phiền phức lớn. Chu Sở ở cách đó không xa mở mắt ra, sắc mặt còn là trắng bệch, đồng dạng có chút không thể thích ứng, từ lúc chào đời tới nay chẳng bao giờ bị vây trong loại hoàn cảnh xấu này. Nhưng hắn vẫn lòng có không phục, trong mắt tràn đầy kiệt ngạo bất tuân và hừng hực lửa giận. Trên bầu trời đột nhiên tuôn ra một tầng hỏa vân, bay nhanh xoay tròn, một chút đã đem toàn bộ bầu trời đốt lên. Ở trung tâm hỏa diễm Lý Vân Tiêu hiển hóa ra, trong tay quyết ấn bấm một cái, trận gió gào thét dựng lên, mạnh mẽ quăng xuống phía dưới. Phanh! Trận gió ở trong biển lửa nổ lên, thoáng chút đã đem hỏa thế đều nuốt vào, cuồn cuộn biển mây hóa thành một đạo cột lửa ngất trời, ùng ùng từ cửu thiên hạ xuống. Toàn bộ hỏa hải lực đều bị rót vào trong trụ, đồng thời không ngừng áp xúc đứng lên, hình thành năng lượng nhiệt độ cực cao, bay nhanh mở ra, toàn bộ không gian một mảnh nghiền nát. Liệt hỏa cương mãnh chí cực, trên trán của Tần Xuyên ngược lại chảy ra mồ hôi lạnh tới, kiếm thế trong tay mở ra, một chùm trong trẻo nhưng lạnh lùng nở rộ dựng lên. Kiếm khí kia ở trên khoảng không lượn vòng, hóa ra từng đạo trạm lam kiếm ảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mỗi một kiếm thế bay lên, đều hóa ra một đạo kiếm phù, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm hình thật lớn, để ngang bầu trời. Tần Xuyên kiếm quyết một dẫn, quát dẹp đường. Đến, kiếm hình phóng lên cao, cuồn cuộn nổi lên ngàn vạn kiếm lãng, phổ biên lạnh lẽo chấn động thiên địa, cùng với hỏa vân trụ kia xa xa tương đối, mãnh liệt đánh đi. Ầm ầm, kiếm quang đâm vào bên trong hỏa trụ, như là một con ác long rít gào mà lên, kiếm quang lăng liệt từ bên trong hỏa trụ phun trào ra, đem khắp bầu trời đỏ đậm hóa thành một mảnh trạm lam. Gì? Trong hư không Lý Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, nói. Thiên ảnh cửu huyền kiếm. Tần Xuyên vừa nghe, cả người đại chấn, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Kiếm này chính là Hắc Vũ hộ truyền cho hắn, thời khắc này trạng thái vẫn chưa giải phong ra, trong thiên hạ người có thể nhận biết kiếm này, lác đác không có mấy. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tần Xuyên sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cắn răng quát hỏi. Hắc, Lý Vân Tiêu chỉ là khẽ cười một tiếng, cũng chưa trả lời. Khắp bầu trời hỏa hải bị giải ra, sau đó bên trong một đạo lôi quang chớp lên một cái. Tần Xuyên biến sắc, cầm kiếm mà hướng phía bên trái đâm tới. Suy, đêm tối trực tiếp bị kiếm quang tách ra. Đương, trong bóng tối phát sinh tiếng huyền khí thanh thúy va chạm. Thiên ảnh cửu huyền kiếm đầu cùng, thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiển hóa đi ra, lãnh kiếm băng xương đưa ngang trước người ngăn trở, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Ngươi có thể nắm bắt được động tác của ta, thật sự không đơn giản đấy. Hừm, ngươi là đang rát vàng lên trên mặt mình sao? Tần Xuyên cổ tay run lên, trên thân kiếm nhất thời nổ lên chạm màu xanh nhạt ánh sáng lạnh, từng đạo kiếm phủ vòng quanh thân kiếm xoay tròn. Ầm ầm, một cổ kiếm ý kinh khủng giải phong đi ra. Như là mãnh thú cuồng bạo, chỉ là giá cổ khí tràng, ầm ầm đem Lý Vân Tiêu đánh văng ra xa mười mấy trượng. Không sai, quả nhiên có chút tài mọn, liền để cho ta tới biết một chút, người từ chỗ Hắc Vũ hộ nơi đó học được bao nhiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống,
vươn tay ra, một quả quả đấm lớn lôi cầu ở lòng bàn tay hiện lên. Trên lôi cầu bay nhanh xoay tròn, mặt trên nổi lên vô số lôi văn, từng đạo lôi cương mãnh liệt nảy bắn ra. Trên lòng bàn tay của hắn bắn ra kim quang, ở mặt ngoài lôi cầu chậm rãi xóa sạch qua đến, trong lúc bất chợt ngũ chỉ một chảo, trong nháy mắt bắt vào bên trong lôi cầu. Ầm, mênh mông sấm sét chi lực bỗng nhiên tản ra, phảng phất như thiên địa bạo liệt, kinh hãi hoàn vũ. Toàn bộ bầu trời đen nhánh một chút trở nên thanh sáng lên, đều bao phủ ở dưới thanh sắc này. Không chỉ có Tần Xuyên Chu Sở sắc mặt đại biến, ngay cả xa xa Loan Quân Hạo cũng đồng dạng khiếp sợ tột đỉnh. Cổ thanh quang kia trong sát na che khuất bầu trời, ba người ở trong hoàn cảnh này, nhất thời cảm thấy một loại cực mạnh áp bách, cả người không khỏe. Loan Quân Hạo chật vật nuốt xuống một chút, trong hầu khanh khách phát ra âm thanh, gian nan nói rằng. Tự thành một giới, nguyên tố chi lực tự thành một giới, thiếu niên này thực sự chỉ có chừng 20 tuổi sao. Lý Vân Tiêu chậm rãi giơ lên mi mắt, bên trong lôi giới, một chút biến hóa nào đều ở trong cảm ứng của hắn. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, mặc dù không bằng bên trong giới thần bi tùy tâm sở dục, nhưng cũng là nhất phương chi vương, lĩnh vực chi chủ. Chiều này mới học thành thôi, mong rằng xin vui lòng nhận cho. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói rằng, bấm tay bắn ra. Trên đầu ngón tay thanh mang lóe lên, bầu trời xa xăm trong sát na đã hạ xuống hai đạo lôi long, còn chưa tới kịp biến hóa, trong nháy mắt đã đánh phía đỉnh đầu của Tần Xuyên và Chu Sở. Thân ảnh của Tần Xuyên khẽ động, trường kiếm trong tay mở ra, nhất thời một đạo kiếm quang chảm phá lôi giới áp chế, lăng không lướt ngang mấy trượng, tránh khỏi. Chu Sở tuy rằng thụ thương, nhưng chỉ có một lần kiếm thương, ở dưới tác dụng của Tử Tâm Định Linh Đan đã khép lại 2/3. Hắn lại dùng nguyên lực ngưng tụ thành một đạo khí bích, gắn vào kinh mạch bị tổn thương, trên cơ bản hành động không việc gì. Vừa thấy lôi long hạ xuống, lập tức phẫn nộ quát một tiếng. Hai tay đi phía trước một chảo. Một đôi tay nắm trong tay chiến kích, toát ra từng vòng tròn kim sắc, hướng tới hai bên gạt ra. Sau đó song kích ở trước người hợp lại, tranh nhiên một tiếng, toàn bộ kim sắc quyển mang trong nháy mắt hợp hai làm một, mạnh mẽ hóa ra một đạo quỹ tích gai mắt, hướng phía lôi long chém tới. Ầm ầm, lôi long kia còn chưa xong toàn bộ ngưng hình bị hắn tất cả làm hai, Chu Sở khí thế nổi lên, một chùm kim quang ở sau người nổi lên. Hoành mi thụ mục hét lớn. Đi tìm chết cho ta. Lưỡng đạo chiến kích ở trước người kết ấn, phanh một tiếng hóa ra vô số khí phách kích ảnh, khắp bầu trời hướng phía Lý Vân Tiêu chém tới. Dường như lưu tinh hóa mưa, ở trong thanh sắc lôi giới lưu lại quỹ tích thật dài. Có chút ý tứ, thảo nào dám 5 lần 7 lượt trêu chọc ta. Lý Vân Tiêu châm chọc cười một tiếng, vươn tay ra. Tâm niệm vừa động, dưới lòng bàn tay nhộn nhạo ra tầng tầng sóng gợn. Trước người hắn bầu trời thoáng cái đã trở nên hỗn loạn, vô số rung động xâm chiếm lẫn nhau. Loan Quân Hạo sắc mặt xấu xí, khẽ lắc đầu một cái. Tuy rằng hắn trọng thương trong người, nhưng nhãn lực không giảm, biết Chu Sở chỉ là chống cự vô ích. Rầm 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 rầm, từng đạo chiến kích quang ảnh đánh xuống ở dưới lôi chi che đậy, càng đem không gian chấn đến run rẩy, các loại lôi văn cũng đều quấy dày, nhưng thủy chung không thể tổn thương tới Lý Vân Tiêu chút nào. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co rụt lại, khẽ hừ một tiếng, cánh tay còn lại quả đấm bấm tay niệm thần chú, phía sau một mảnh ma vân hiện lên, lập tức hóa ra chân ma pháp tướng. Chân ma pháp tướng khuôn mặt một chút trở nên vô cùng rõ ràng, mở mắt ra, hai mắt như điện. Giơ tay lên tới lăng không một chảo, A Hàm chảm cốt đao hư ảnh nắm trong tay, hướng phía nơi nào đó trong lôi giới một chém xuống. Đao phong lóe lên. Toàn bộ lôi giới sát na bị bổ ra một cái khe sâu đậm. Đầu cùng của cái khe một chút hóa ra thân ảnh của Tần Xuyên, trong mắt hắn trừ khiếp sợ ra, còn có một tia ngoan lệ bình tĩnh, mặc dù kinh mà chưa hoảng. Hai tay hắn không ngừng đánh ra kiếm quyết, thiên ảnh cửu huyền kiếm ở trước người hắn không được lượn vòng, khắp bầu trời đều là trạm lam sắc kiếm ảnh. Đột nhiên một đạo sức mạnh to lớn từ trên thân kiếm bộc phát ra, toàn bộ không gian run lên. Trên người của Tần Xuyên tựa hồ có loại cảm ứng, một đạo mơ hồ hư ảnh ở trên người hắn hiện lên, tựa hồ nặng chồng lên nhau, thấy không rõ hình dáng. Đạo hư ảnh kia giơ hai tay lên thật cao, thiên ảnh kiếm vèo một chút bay đi tới, như là rơi vào trên giá kiếm vậy. Vô số lam sắc kiếm phủ ở quanh thân không ngừng bay ra, đã thấy không rõ bóng dáng của Tần Xuyên, chỉ có thể cảm nhận được mênh mông kiếm lực.
Loan Quân Hạo lần thứ hai chật vật nuốt xuống một chút, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đám tiểu bối này thực lực mạnh, hầu như yếu phá hủy võ đạo lòng tin của hắn. Hắn cũng từng là thiên tài không ai bì nổi, nhưng ở trước mắt ba người này trước mặt, hoàn toàn chính là mục nát cặn bã, cùng với nhật nguyệt tranh huy. Không đại ngự kiếm thuật, cửu thiên thập địa tung hoành quyết. Tần Xuyên quanh thân kiếm phủ đột nhiên một ngưng, lạnh lùng khuôn mặt từ trong trạm lam kiếm quang để lộ ra tới, hai tròng mắt như sao, ngưng mắt nhìn tiền phương. Ầm ầm, vô số kiếm phủ ngưng kết lần thứ hai bay nhanh xoay tròn, đều tụ tập vào bên trong hư ảnh giơ lên cao thiên ảnh cửu huyền kiếm. Nhất thời tranh nhiên một tiếng, bảo kiếm phóng lên cao, đem toàn bộ thanh sắc lôi giới thoáng chút bổ ra. Toàn bộ thân ảnh của Tần Xuyên đều gắn vào dưới trạm lam kiếm quang, hoàn toàn một mảnh mông lung. Bốn phía lôi giới đã không cách nào thừa thụ kiếm ý trình độ này, hướng phía bên cạnh kiếm quang bẻ gãy nghiền nát vỡ nát ra. Chiêu lôi giới này, chính là Lý Vân Tiêu tìm hiểu thần thông của lôi hổ hỏa báo nghĩ hóa mà đến, đồ có kỳ hình, lại xa xa không đạt được uy lực như vậy, có thể xưng là tiểu lôi giới. Hư ảnh của A Hàm đao trên không trung ngưng lại, bị kiếm kia quang xông phá, phanh một chút đã vỡ nát ra. Con người của Lý Vân Tiêu chợt co rút lại, nhất thời cảm nhận được một kiếm kia kinh khủng, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Lúc này Chu Sở cũng biết đến thời khắc sinh tử mấu chốt rồi, mạnh mẽ cắn răng một cái, song kích ở trước người hợp nhất, trong nháy mắt hóa thành một thanh kim sắc chiến kích to lớn, giơ lên thật cao. Chiến kích bốn phía nhộn nhạo ra từng vòng kim văn, vô biên lệ khí từ trong đó tràn ra. Tựa hồ cảm nhận được uy lực của thiên ảnh cửu huyền kiếm, bị thụ áp bách xuống, càng bộc phát ra khí uẩn chi lực kinh khủng. Sắc mặt của Chu Sở tái nhợt, cả người ở phía dưới chiến kích run rẩy liên tục, kích thích ra lực lượng trình độ này, đã siêu việt hắn bây giờ cực hạn, trong cơ thể một đạo kiếm thương rất có xu thế tan vỡ. Hắn không dám lại xúc lực, mạnh mẽ quyết ấn cùng nhau, lòng bàn tay một cổ lực lượng giống trái tim nhảy lên, lộn tay một chưởng đã vỗ ra. Một mảnh kim quang gai mắt bay lên, một ma ha cổ tự toát ra tới, bay vào bên trong chiến kích. Hiu! Kim sắc đại chiến kích trên không trung xoay tròn, nhất thời hóa thành to lớn trăm trượng, mạnh mẽ hướng phía Lý Vân Tiêu chém xuống. Cái gì? Trong lòng của Lý Vân Tiêu hoảng hốt, vừa rồi một ma ha cổ tự hắn nhìn rõ ràng, toàn bộ trong chiến kích ngoại trừ khí uẩn cường đại ra, còn có cổ tự quy tắc kích động trong đó, hai cái dung hợp liên hệ với nhau, uy lực không ngừng kéo tăng lên. Hắn cũng ý thức được chính mình xem thường hai người trước mắt này. Trong mắt tàn khốc lóe lên, thân thể nhất thời ma hóa đứng lên, từng vòng ma văn hiện lên, rậm rạp bầy kín toàn thân. Hai tay còn lại là mau chóng bấm tay niệm thần chú, từng vòng lôi quang dâng lên, đem sắc mặt của hắn chiếu ra một mảnh trắng bệch. Toàn bộ lôi giới ầm ầm chấn động, ngay lập tức trăm dặm lui ra, vô cùng lôi quang một chút tụ tập ở trong song trường, ầm một tiếng hóa thành lôi tinh vần quanh ở bốn phía. Sau đó hắn nắm lên cây búa, lôi chi quy tắc ma ha cổ tự một chút bay ra, vô số lôi văn bay múa đầy trời, cả người hắn dường như cháo núp ở trong một lôi giới bỏ túi. Đột nhiên một đạo long ngâm kinh chấn cửu tiêu. Trên cây búa trên hiện ra long ảnh mê người, ở bốn phía uốn lượn, càng lúc càng lớn, cuối cùng mạnh nghển cổ trường cổ họng. Lý Vân Tiêu ấn quyết mở ra, một đạo lôi quang ở trong tay lóe ra một chút, lôi long liền lao bay ra ngoài. Lúc này trên cao, hư ảnh của A Hàm chảm cốt đao chấn vỡ, chân ma pháp tướng cũng là con ngươi chợt co rút lại, hai tay bấm một cái bí quyết, liền hóa ra ba đầu sáu tay, một vòng lớn ma nguyên hoàn ở chung quanh xoay tròn. Sáu cái cánh tay của hắn dương lên, nhất thời sáu đạo binh khí hư ảnh hạ xuống, đồng thời hướng trước người ném một cái. Ầm ầm, một đoàn hắc sắc tinh vân hiện lên, sáu đạo ma binh hư ảnh chìm nổi ở giữa. Chân ma pháp tướng sáu con mắt mở ra, hình thái không đồng nhất, sáu cánh tay còn lại là mau chóng bấm tay niệm thần chú, từng đạo ma ấn vọt lên. Tinh vân, bạo. Vô số hắc sắc ấn ký thoáng cái dũng mãnh vào trong tinh vân, biển lực kinh khủng vọt lên, nghênh đón vô cùng vô tận trạm lam kiếm quang. Tần Xuyên kinh thiên một kiếm lăng không mà đến, trực tiếp đâm vào bên trong tinh vân. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời bạo liệt, hư không một mảnh mênh mông, tất cả đều là lực lượng kinh khủng kích động. Chân ma pháp tướng ở dưới một chiêu tinh vân bạo kia, có được cự lực vô pháp thừa thụ, tầng tầng sụp đổ xuống. Một đạo tiếng khí minh chói tai vang lên, năng lượng kinh khủng chấn động tầng đột nhiên bị tách ra, một đạo kiếm quang kích bắn ra.
Thiên ảnh cửu huyền kiếm trực tiếp hóa thành hình thái to lớn, mang theo lam quang mờ mịt, lăng không chém rụng. Lúc này thanh lôi hóa long cũng một chút đánh vào trên chiến kích, lưỡng cổ lực lượng nhô lên cao nổ lên, ùng ùng hiện ra lưỡng đạo vòng xoáy, xâm phá lẫn nhau. Trong vòng xoáy hai cổ kim sắc chi lực nổi lên, hóa thành hai cái ma ha cổ tự tuyệt nhiên bất đồng, phân biệt đại biểu nhất phương quy tắc. Phanh! Hai cái ma ha cổ tự đột nhiên một chút nghiền nát, một đạo kim mang như điện quang hỏa thạch chớp động, đi qua trời cao, trong nháy mắt bay rơi xuống. Chính là thanh chiến kích to lớn này, tuy rằng mặt trên uy thế giảm đi, lại vẫn như cũ sắc bén dị thường, đủ để quét ngang tất cả. Một kiếm một kích, ở trong con ngươi của Lý Vân Tiêu hiện lên, hắn hơi nhắm mắt lại, lần thứ hai mở ra, một mảnh kim mang gai mắt. Hắn giơ tay lên tới, nắm thành quả đấm. Phong, hỏa, lôi, mà các loại các màu quang mang hóa ra từng đạo tinh hoàn tản ra, đan vào mà thành một đạo xí bạch quang mang, vẻ mặt âm trầm đã hướng phía hai kiện huyền khí đánh tới. Cái gì? Ba người đều là trong lòng chấn động mãnh liệt, trợn to tròng mắt. Loan Quân Hạo càng xoa nhẹ con mắt, sợ mình nhìn lầm rồi. Tuyệt thế binh khí như thế, thổi lông nứt tóc, chạm vào một chút cũng có thể sẽ chết, tiểu tử này dĩ nhiên thứ thủ không quyền đối kháng. Tuy rằng trong một quyền kia truyền ra lực lượng đích xác khiến người kinh hãi, nhưng khó tránh khỏi quá đùa cợt rồi. Ầm ầm, Trạm Lam Bảo kiếm hạ xuống, kim sắc chiến kích chém tới, Lý Vân Tiêu đã đánh ra một quyền. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng vừa đụng liền nổ tung, tại chỗ nổ ra huyễn quang chói mắt, đâm bị thương mắt người. Phảng phất một vòng thái dương xuất hiện, đem vô tận đêm tối soi sáng giống như ban ngày. Tần Xuyên ba người đều là hai mắt bị đâm đau nhắm lại, lần thứ hai mở ra, huyễn quang cực độ chói mắt treo trên không trung, lực lượng kinh khủng tầng tầng lan tràn ra, căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Đã chết rồi sao, phải chết đi. Loan Quân Hạo tự lẩm bẩm. Vừa rồi ba người chiến đấu, đã thật sâu in vào trong đầu hắn, vĩnh viễn lái đi không được. Nguyên bản hùng tâm bừng bừng thoáng cái tiêu tán vô tung, trước mắt ba người này tùy tiện một người, tương lai thành tựu đều muốn hơn xa so với hắn. Không tốt. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến Tần Xuyên kinh hãi hét lên. Bên trong cực quang một đạo Trạm Lam kiếm quang bắn ra, sau đó chiến kích cũng rung đi ra. Tần Xuyên hầu như hoảng sợ biến hình, nhưng hắn quyết định thật nhanh, một cái lắc mình đã tiêu thất ở tại chỗ, tiền phương không trung bỗng nhiên lộ ra tay hắn tới, một tay lấy thiên ảnh cửu huyền kiếm nắm đến, đồng thời lần nữa biến mất. Sau một khắc, không gian bên cạnh Chu Sở rung động, Tần Xuyên liền nổi lên, bắt lại hắn quát dẹp đường. Đi mau! Chu Sở còn không có phản ứng kịp, một tay tiếp được chiến kích bay trở về, trong giây lát cả người chấn động. Trên chiến kích cự lực trực tiếp truyền tiến trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đem thương thế xé rách ra, phun ra một ngụm tiên huyết. Trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ và không thể tin tưởng. Trên chiến kích quang mang trở nên cực kỳ lờ mờ, khí ẩn thanh ô ô trầm thấp vang lên. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên, chỉ thấy cực quang chậm rãi tản ra, ánh mắt một chút trông thấy bên trong. Bên trong một đạo hư ảnh không rõ không ngớt, nhưng rõ ràng có thể thấy được hắn đi bước một hướng phía trước đi tới, dần dần trở nên ngưng thực ra. Chu Sở và Loan Quân Hạo đều là hút một cái lãnh khí, thoáng cái trở nên hỗn loạn. Tần Xuyên vừa cũng chỉ là từ trên thân kiếm cảm nhận được lực lượng của Lý Vân Tiêu, lúc này vừa thấy bản thân của hắn, vẫn là không nhịn được tâm thần đại chấn, hầu như đạo tâm thất thủ. Đạo hư ảnh kia dần dần lộ ra dung nhan, cả vật thể kim quang chớp động, ma văn hiện lên trên đó, trong đôi mắt biển như tinh thần, đang lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Làm sao có thể, làm sao có thể? Ba người đều là trong lòng dâng lên sợ hãi, gương mặt tái nhợt và vô lực. Lý Vân Tiêu xoay đầu lại, nhìn thoáng qua tay phải của mình, trên cánh tay tiên huyết nhễ nhại, vết thương kinh khủng nhìn thấy mà giật mình. Huyết dịch chảy ra tới, bị kim quang và ma văn chiếu rọi thành kim hắc song sắc, yêu dị không gì sánh được. Ba người Tần Xuyên giật mình không nhỏ, Lý Vân Tiêu trong lòng đồng dạng kinh hãi dị thường. Hắn thời khắc này thân thể chi lực, coi như là cửu giai lôi thú đều có thể đồ thủ nổ nát, lại ở dưới hai người liên thủ một kích bị thương. Hơn nữa một kiếm kia một kích, đã phá vỡ lôi quyết và chân ma pháp tướng của hắn sau đó kích bắn ra, đủ có thể thấy uy lực mạnh mẽ. Đi! Tần Xuyên ở sau sát na kinh hãi, lần thứ hai tỉnh táo lại, mạnh mẽ bắt lấy Chu Sở, mạnh mẽ lôi hắn bỏ chạy. Hừm,
tất cả đều lưu cho ta xuống đi. Trong tròng mắt của Lý Vân Tiêu cũng là kim quang một mảnh, cả người thoáng chút tiêu thất ở tại chỗ, chỉ chừa kim quang lóe lên. Sau một khắc, Tần Xuyên và Chu Sở độn quang một ngưng, đã bị một cổ cự lực ngăn trở. Hai người bầu trời trong sát na hiện ra hơn 10 thanh trường kiếm, từng kiếm như nước chảy, phân ra mà tới. Vèo vèo vèo. Hơn 20 thanh trường kiếm trong nháy mắt cắm ở trong bầu trời đêm, đem hai người khốn nhập bên trong, mình mông kiếm ý dâng lên, như là sóng biển phát mà đến. Vì vậy đồng thời, kiếm đồ một chút hiện lên trời cao. Tần Xuyên trong lòng hoảng hốt, một trái tim mạnh mẽ chìm xuống. Hắn cũng là kiếm đạo cường giả, tự nhiên cảm giác được uy lực kiếm trận này, hơn nữa hơn 20 thanh trường kiếm, kiếm kiếm đều là cửu giai huyền khí, nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được. Tần Xuyên, người đi mau, đừng động ta. Chu Sở hai mắt trợn trừng đi ra, đem Tần Xuyên đẩy ra, tựa hồ bế quyết tâm hẳn phải chết, quát dẹp đường. Ta thay ngươi ngăn cản một chút, ngươi đi mau. Tần Xuyên con ngươi ngưng lại, lạnh giọng nói. Nghĩ ngu xuẩn cái gì, cùng đi. Trong mắt của hắn xẹt qua một tia hung tàn, con ngươi màu đen chậm rãi phóng xuất lam quang. Chu Sở trong nháy mắt đã nhận ra biến hóa của hắn, cả kinh nói. Tần Xuyên ngươi. Nhiều lời. Tần Xuyên vừa quát, tựa hồ có khó có thể kháng cự uy nghiêm, sau đó hắn mạnh mẽ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thiên ảnh cửu huyền kiếm lần thứ hai đua tiếng đứng lên. Kiếm ý vô hạn mở rộng, bên trong hai tròng mắt của Tần Xuyên lam quang càng ngày càng mạnh, cùng chạm lam sắc kiếm khí chiếu rọi lẫn nhau. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, sắc mặt nhất thời trầm xuống, lăng không quát một tiếng, kiếm trong tay bí quyết một dẫn. Thiên kiếm đổ bầu trời trận phù trong nháy mắt hóa thành thân hóa nghìn vạn kiếm thế, đột nhiên chém xuống. Rậm rạp khắp bầu trời đều là kiếm vũ, một mảnh chân chính kiếm hải. Linh ảnh thiên phong. Tần Xuyên lạnh giọng quát lên, thiên ảnh kiếm nhộn nhạo ra, chạm lam sắc kiếm khí nổ lên, trong nháy mắt một đạo kiếm chi kết giới ngưng tụ thành, ngăn trở khắp bầu trời kiếm vũ. Bang 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 bang. Vô số kiếm quang chém xuống, đánh xuống ở trên kiếm chi kết giới. Chấn ra vô số rung động, lại không thể phá vỡ mà vào. Trong lòng Lý Vân Tiêu kinh hãi không ngớt, Tần Xuyên này lúc trước lực lượng rõ ràng đã là đỉnh phong rồi, lúc này trạng thái quỷ dị, hai tròng mắt chạm lam, lại tựa hồ như lại tăng lên vài phần. Lý Vân Tiêu hiện tại cũng là nguyên lực tổn hao nhiều, khống chế vạn kiếm đồ có chút lực bất tòng tâm. Hừm, Tần Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt cũng bị soi sáng thành lam sắc. Hắn tựa hồ nhìn thấu Lý Vân Tiêu lực lượng không còn, trường kiếm vung lên, nhất thời kết giới chi lực tụ tập vào trên kiếm phong, mạnh mẽ chém đánh ra. Bang bang bang. Vô số kiếm ảnh ở dưới một kiếm này vỡ nát. Trong vạn kiếm đồ trận, nhất thời bị bổ ra một cái lối đi, Tần Xuyên thu kiếm mà đứng, một tay cầm lấy Chu Sở, bước ra một bước. Làm càn. Lý Vân Tiêu trầm giọng gầm lên. Ai cho phép ngươi rời khỏi? Một chùm kim quang sáng lên. Kiếm đồ cuối lối đi, nơi mi tâm của Lý Vân Tiêu lóe lên, giới thần bia ẩm ẩm ra. Kim sắc quang hoàn ở trên thân bia lưu chuyển, trong chớp mắt đã hóa thành một tòa núi to đè xuống. Ầm, quanh thân của Tần Xuyên mênh mông cuồn cuộn chạm lam quang mang, thế giới chi lực bị trấn áp, cả người ngưng động, lại vô pháp di động nửa phần. Ầm ầm, giới thần bia hạ xuống mấy tấc, đem lam quang đánh sơ xác tảng lớn. Chu Sở đã bị cự lực trùng kích. Nhìn không được há mồm lại phun ra tiên huyết, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Trong cơ thể hắn kiếm thế lần thứ hai chuyển biến xấu, chủ kinh mạch được chữa trị trực tiếp vỡ vụn ra, vết thương đại diện tích hướng bốn phía khuếch tán. Lý Vân Tiêu, khinh người quá đáng. Tần Xuyên kinh sợ không ngớt, hét lớn. Không nên một quyết sinh tử sao? Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói. Đối với kẻ trí nhớ không tốt, bản thiếu không có công phu lại dây dưa. Đã vĩnh lưu lại phiến trời cao xuống đi. Hai tay hắn mau chóng bấm tay niệm thần chú, từng đạo kim văn đánh vào trong giới thần bi, thế giới lực hóa thành từng vòng quang mang nhộn nhạo, đem hai người triệt để trấn áp. Chu Sở lần thứ hai phun ra một búng máu tươi, trên người Dạ Lân Bảo Y cũng kích thích, tự hành hộ thể, tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Tần Xuyên còn lại là trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ, sắc mặt kiên quyết. Hắn trường kiếm mở ra, dựng đứng ở trước người. Trên thân kiếm không ngừng có lam quang di động, hóa thành từng đạo kiếm quyển phun trào ra. Thiên ảnh kiếm ở trong tay run lên, cạnh quang chiếu rọi,
đem toàn bộ quang mang thoáng cái tách ra, nhất thời hóa thành xích, chanh, hoàng, xanh biếc, thanh, lam, tử cửu sắc ánh sáng. Nguyệt dạ cổ đồng, hữu kiếm thiên ảnh, như nhân như ngọc. Cửu huyền giai vong, cửu cảnh tẫn tuyệt. Thi vấn hà sắc, hà vị, hà ảnh, hà âm, hà thú, hà cảnh. Chín đạo quang thải hợp nhất, một mảnh bạch mang nổ tung lên, ánh trăng mờ mịt chiếu khắp nơi. Trên thân kiếm một cổ sức mạnh to lớn vượt qua mà đến, trăng nghiêm túc mục, chém toái tất cả. Lý Vân Tiêu cả người đại chấn, trong tròng mắt bắn ra tinh mang hoảng sợ, một kiếm kia uy lực tựa như vũ trụ mịt mờ, vô cùng vô tận. Thập phương thần kỹ, nội tâm hắn chấn động mãnh liệt, trong đầu nhất thời hiện lên bốn chữ này, cái loại uy lực vĩ ngạn túc mục này, như thần kỹ đồng thuật của hắn giống nhau, hạo hãn vô ngần. Dưới giới thần bi, sức mạnh to lớn xông tới, hư không đánh rách tả tơi. Lưỡng cổ lực lượng đan vào nhau, lực lượng trói buộc thân thể đang không ngừng tiêu tán. Sắc mặt của Tần Xuyên trắng bệch hầu như trong suốt, một tay bấm tay niệm thần chú, cùng với thân ảnh của Chu Sở một chút trở nên mơ hồ. Nhưng hai con mắt màu xanh nhạt, lại càng phát rõ ràng, như là dưới bầu trời đêm tinh thần, lại giống như là tuyệt thế bảo ngọc. Chân áp chi lực phá vỡ, Tần Xuyên liều chết một kích, lần thứ hai mang theo Chu Sở hầu như đã hôn mê, thoáng chút tiêu thất ở chân trời. Ầm ầm, đạo kiếm lực kia tiêu thất, giới thần bi lần thứ hai ngưng tụ uy lực chấn áp xuống, đem một mảnh bầu trời chấn vỡ ra. Kim hoàn kích động ra, chiếu rọi khuôn mặt của Lý Vân Tiêu, âm trầm bất định. Lý Vân Tiêu ngoắc tay, nhất thời giới thần bi và Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đều thu vào trong cơ thể, lúc này mới thân ảnh thoáng chút không rõ, sau một khắc liền xuất hiện ở trước người Loan Quân Hạo, duỗi tay chộp tới. Thần kiếm cầm tới. Loan Quân Hạo cả người run lên, muốn làm ra dãy giụa, nhưng thân thể lại bị đế khí uy áp của Lý Vân Tiêu triệt để chấn áp, căn bản khó có thể nhúc nhích. Hắn bất giác phát ra khổ nụ cười sở nở, một đời nhân kiệt, cửu tinh đỉnh phong cường giả, không ngờ sẽ rơi vào vô lực bất lực như này. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, phượng hoàng dụng lông không bằng gà. Nhưng duy nhất đáng giá vui mừng là đối phương ít nhất là thiên tài tuyệt thế từ vạn năm tới nay, chết ở trong tay hắn, cũng coi như không uất ức. Đột nhiên một luồng khói xanh trống rỗng hiện lên, trực tiếp hóa thành một cây quải trượng, hướng cánh tay của Lý Vân Tiêu gõ xuống. Hai người đều là con người co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt tuyệt nhiên bất đồng. Lý Vân Tiêu lúc này ngũ chỉ hư vô thành chảo, lật tay đã nghênh tiếp quải trượng đánh ra đi. Phanh! Lưỡng cổ lực lượng trên không trung chấn động, nổ lên một vòng xoáy, lóe lên mà mất. Loan Quân Hạo ở dưới lưỡng cổ lực lượng này trùng kích, đẩy lui mấy trượng. Nhịn không được sau khi phun ra miệng máu, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ vui mừng. Đại trưởng quỹ, hắn kinh hô một tiếng, chỉ thấy trong hư không hiện ra lưỡng đạo nhân ảnh, chính là Hàn Quân Đình và Quỳ Hoa Bà Bà. Hàn Quân Đình gật đầu một cái, nói. Loan đại nhân, làm phiền. Loan Quân Hạo vội hỏi. Phải. Hàn Quân Đình khẽ gật đầu, liền xoay người nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nhẹ nhàng cười, nói. Đệ nhất thiên hạ, cùng thế hệ vô địch, nổi danh quả không phải là giả. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm, bắt đầu âm thầm điều trị khí tức, lạnh lùng nói. Các ngươi vẫn núp trong bóng tối. Trên mặt của Hàn Quân Đình lộ ra vẻ tiếc hận, nói. Đã tới chậm, quá đáng tiếc, chỉ nhìn thấy Tần Xuyên thi triển thập phương thần kỹ, đặc sắc không gì so nổi. Lão hủ thực sự là hối hận, trước đó hẳn là càng kinh tâm động phách hơn đi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm bất định, hắn không biết Hàn Quân Đình nói thật hay giả, mới vừa rồi cùng Tần Xuyên đánh một trận căn bản không rảnh hắn để ý. Hắn lo lắng nhất là bị đối phương nhìn ra lai lịch của kiếm trận kia. Nhưng thiên kiếm đồ mặc dù ở bên trong thần tiêu cung cũng là tuyệt thế công pháp, người thường khó có được nhìn thấy. Thế nào, Vân Thiếu nhìn thấy lão hủ cũng không giống như vui vẻ đi. Hàn Quân Đình nhàn nhạt nói rằng, nụ cười trên mặt đều thu liếm. Trở nên băng lạnh. Lý Vân Tiêu nói. Nhìn thấy ngươi thực sự nghĩ không ra làm ta có chỗ nào cao hứng. Càng không nghĩ tới Loan đại nhân dĩ nhiên là tinh nguyệt trai, việc này nếu là bị Vạn Bảo Lâu biết được, không biết có kết quả gì. Hàn Quân Đình lạnh lùng cười, châm chọc nói. Vân Thiếu bây giờ còn tới uy hiếp lão hủ. Ánh mắt của nàng lóe lên, đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời, nói. Nghe nói ở Hải Mộc Trấn thời gian, đã từng xuất hiện qua ất mộc hóa linh, đồng thời rơi vào trong tay Vân Thiếu.
Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích, nhất thời hiểu được ý đồ của đối phương, cười lạnh nói. Đúng thì như thế nào, còn không phải thì như thế nào. Hàn Quân Đình cười nhạt một tiếng, nói. Lão Hủ đối với Ất Mộc Hóa Linh rất là thích, nếu là ở trong tay Vân Thiếu nói, hy vọng có thể bỏ những thứ yêu thích. Nếu không phải nói, Vân Thiếu chính là đang gạt lừa gạt Lão Hủ. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười to không ngớt, nói. Ý của ngươi là nói, mặc kệ có ở trong tay ta hay không, ta đều phải giao ra đây, đúng không? Trong mắt hắn tràn đầy đùa cợt, tựa như đang nhìn kẻ ngu si. Trên mặt của Hàn Quân Đình hơi đỏ lên, có chút lúng túng ho khan hai cái, nhưng là gật đầu cười nói. Cùng với người thông minh nói chính là phương tiện. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, ánh mắt dần dần băng lạnh, lạnh giọng nói. Nhưng ta lại không thích cùng với kẻ ngu dốt tự cho là đúng nói chuyện. Hàn Quân Đình tựa hồ ngờ tới là kết quả này, lơ đễnh nói. Vân Thiếu đây là đang cự tuyệt Lão Hủ đề nghị. Lý Vân Tiêu hừ nói. Nào chỉ là cự tuyệt, nếu không phải ngươi là nữ nhân, ta sớm một cái tát đánh qua rồi. Làm càn. Quỳ Hoa bà trầm giọng vừa quát, quải trượng ở trên hư không trung ném một cái, chấn ra từng đạo rung động, trên người nàng truyền ra nguyên lực ba động minh mông, hiển nhiên đã làm xong chuẩn bị xuất thủ. Hàn Quân Đình, nếu ngươi thật là một người thông minh nói, đã đem tinh diệt lấy tới. Lý Vân Tiêu lười liếc nhìn nàng một cái, mà là hai tròng mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Hàn Quân Đình, từng chữ lãnh đạm nói. Bằng không ta sẽ khiến ngươi hối hận. Hàn Quân Đình đồng dạng là sắc mặt phát lạnh, hừ nói. Lý Vân Tiêu, ngươi không cảm giác mình quá mức tự đại sao? Nếu là ngươi thời khắc này trạng thái hoàn hảo không tổn hao gì, bản quân có lẽ sẽ kiêng kỵ vài phần, nhưng bây giờ sao? Trong mắt nàng tràn đầy tự tin. Một bộ dáng như nắm chắc phần thắng. Quỳ Hoa bà trầm giọng nói. Đại trưởng quỹ, hắn đang trì hoãn thời gian. Hàn Quân Đình khinh miệt cười nói. Có làm sao kéo dài đi nữa, cũng không có khả năng trong ngắn hạn bù đắp tổn hao to lớn của hắn, trừ phi có kỳ vật nghịch thiên trong nháy mắt khôi phục nguyên lực. Nhưng đồ vật còn chưa tới tay, vẫn nên cẩn thận chút mới thỏa đáng. Quỳ Hoa bà nói. Ừ, bà nói rất đúng. Vậy làm phiền bà rồi. Hàn Quân Đình nghiêm mặt nói, khuôn mặt dần dần rét lạnh xuống, băng lãnh nhìn Lý Vân Tiêu. Ha ha, đại trưởng quỹ yên tâm để lão thân trước tiên đi thử một chút cân lượng của tiểu tử này đi, tất nhiên không mất kỳ vọng. Quỳ Hoa bà cười ha hả, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, nhắc tới quải trượng liền từng bước một đã đi tới. Mỗi một bước đi, dưới chân nguyên lực sóng gợn đã nhộn nhạo phải gấp xúc vài phần. Lý Vân Tiêu tâm niệm chuyển biến, cực kỳ cảm giác đau đầu. Trận chiến này nếu là đem bên trong giới thần bi cao thủ phóng xuất, liền tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng hắn không rõ ràng lắm địa vị của Hàn Quân Đình ở Thần Tiêu Cung, có thể khẳng định là sẽ không quá thấp, nếu là mạo muội giết đi, tương lai làm sao cùng với Khúc Hồng Nhan ăn nói. Mà nếu quả không giết, sẽ bại lộ bí mật của giới thần bi, sẽ tự thân khó bảo toàn. Hừm, tiểu tử. Người cũng không phải rất cuồng sao? Thế nào sắc mặt khó coi như vậy chứ? Quỳ Hoa bà cười lạnh một tiếng. Cũng khó trách, chết đã đến nơi, bất luận ai cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Nàng cười quái dị một tiếng, trong tay quải trượng vén lên, kình phong kích bắn ra, trực tiếp một chút hướng Lý Vân Tiêu. Không trung nổi lên một trận rung động, một đạo kình phong cực kỳ sắc bén, phát sinh châm cứu chi âm. Nàng một chiêu đã hầu như dùng toàn lực. Không có nương tay chút nào. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, thân ảnh hóa thành lôi điện lóe lên. Nhưng đối phương cửu tinh đế khí uy áp phong thiên tỏa địa, mà hắn lại là nguyên lực chỉ còn lại 2/3, thời gian kéo dài, độn thuật lập tức đã bị ngăn trở. Phanh! Một đạo kình phong điểm trúng vai trái của hắn, tuôn ra một chùm kim quang, trực tiếp đem xương bả vai nổ tan. Lý Vân Tiêu đau hút một ngụm lãnh khí, chấn nộ đang nhìn mình thương thế. Trong mắt sát khí càng ngày càng đậm. Ha ha, lời đồn đãi không hợp thực a, sao lại yếu như vậy, ngay cả một chiêu của lão thân cũng đỡ không được. Quỳ Hoa bà nhe răng cười không ngớt, lần thứ hai giơ lên thiết quải, lấn người mà lên. Quải trượng trên không trung đánh ra tầng tầng tàn ảnh, một chút phô thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng nhắm phía Lý Vân Tiêu đánh tới. Lý Vân Tiêu lúc này đã sớm có phòng bị, trên người kiếm khí nổi lên, một đạo hàn mang phá không. Ầm một chút đem phong tỏa chém ra,
thần hóa lôi điện đã chui ra ngoài trăm trượng. Hàn Quân Đình ta cuối cùng hỏi một lần, ngươi thực sự muốn khư khư cố chấp sao? Lý Vân Tiêu cắn răng gọi thẳng ra tên của nàng, khuôn mặt âm trầm hầu như muốn chảy ra nước, hiển nhiên nhẫn nại đã đến cực hạn. Hàn Quân Đình trong lòng chấn động, trong con ngươi của Lý Vân Tiêu hàn tinh lóe lên, lộ ra một cổ lãnh ý để cho nàng cũng kiêng kỵ. Nhưng tỉ mỉ lại tính toán một lần, lúc này nơi đây mình là nắm chắc, tất thắng không thể nghi ngờ, đối phương căn bản không tồn tại khả năng lật bàn. Nói đều đã nói đến mức độ này rồi, chẳng lẽ còn có dư địa quay về sao? Hàn Quân Đình lạnh lùng đáp lại nói, trên già nua nổi lên một tia hồng nhuận sáng bóng, lộ ra vài phần tư thái thiếu nữ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu càng phát ra lạnh lùng nghiêm nghị, vẻ mặt âm trầm gật đầu nói. Đã như vậy, lại sẽ không còn đường sống quay về nữa, ta sẽ khiến ngươi vì quyết định này hối hận. Hắn hai ngón tay khép lại, một ấn quyết hướng ra phía trước chụp được. Nơi mi tâm kim quang lóe lên, giới thần bi quang mang bắn đi ra, trực tiếp hóa ra lưỡng đạo nhân ảnh, chính là Tân Thần và Ác Linh. Hai người vừa mới xuất hiện, khí tức cường đại nhất thời như sơn nhạc lăng không, ẩm ẩm áp ra. Bốn phía không khí trong nháy mắt bang bang bạo liệt, hướng bát hoang kích động. A, à, đây! Hàn Quân Đình đám ba người bị khí tức xông tới mặt một cái, cả người đều ngốc trệ. Ba người đều là há to mồm, trong đầu tĩnh lặng, hoàn toàn ngây ngốc ở đó. Thế nào thoáng cái trống rỗng nhiều hơn hai người? Hắc hắc, đã sớm nên để chúng ta đi ra hoạt động một chút. Chậc chậc, lão thái bà này thật xấu, hình như đánh bể mặt của nàng hoa, ha ha. Hai tay của Ác Linh nắm đầu búa, cuồng thiếu không ngớt, trong lòng nhãn to lớn chớp động quang mang hung tàn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Không cần khách khí, ba người này tùy tiện giết đi. Mệnh lệnh một chút, khí tức trên người Tân Thần và Ác Linh nhất thời bạo phát, một chút phóng lên cao. Cửu tinh vũ đế hai người đều là cửu tinh vũ đế. Quỳ hoa bà thoáng chút choáng váng đứng lên, cả người đại chấn. Tân Thần và Ác Linh đều không phải cửu tinh vũ đế bình thường, một người là tuyệt thế thần thể, một người là hậu duệ của Long, thực lực muốn hơn xa cùng giai. Quỳ hoa bà thoáng cái đã cảm nhận được cực độ không tốt, hai cổ áp lực cực lớn để cho ngực nàng một trận khó chịu. Thánh khí, nhất định là thánh khí. Hàn Quân Đình chờ tỉnh ngộ đến đây, kinh hãi nói. Trên người ngươi lại có thánh khí chẳng lẽ là Nặc Á Chi Thuyền? Loan Quân Hạo cũng đồng thời kinh hãi, liên tiếp trùng kích tinh thần, để thần kinh của hắn đều có chút chết lặng. Thảo nào, khó trách ta từ trên người ngươi vô pháp cảm thụ được khí tức của Ất Mộc Hóa Linh, nguyên lai ngươi đặt ở trong thánh khí. Thanh âm của Hàn Quân Đình thoáng cái trở nên bén nhọn, triệt để hoàn nguyên thành nữ tử, trên mặt ngụy trang tuy rằng còn đó, nhưng thần thái kia cũng hoàn toàn thiếu nữ hóa. Trong đôi mắt không nói ra được kích động và kinh hãi, các loại thần sắc phức tạp hội tụ ở trong mắt, lóe ra bất định. Uống! Ác Linh hét lớn một tiếng, trong tay chiến phủ lăng không kích phát đánh đến. Quỳ hoa bà kinh hãi, uy thế như núi cao vậy hạ xuống, nàng căn bản không tiếp nổi, nhưng không tiếp càng không có con đường chết. Chỉ có thể kiên trì vũ động thiết quải, hét lớn chống đỡ. Một đạo u quang ở trên quải trượng hiện lên, liền lăng không nghênh đỡ đi tới. Phanh, can mãnh liệt rung động, bởi tài liệu đặc thù cũng không có gãy, chỉ là trong lúc liều chết chống đỡ, hai tay của quỳ hoa bà cũng bị chấn đắc tràn đầy tiên huyết, cả người tức thì bị chiến phủ oanh kích lực chấn liên tiếp lui về phía sau, trong mắt một mảnh vẻ sợ hãi. Hắc hắc, không lịch sự đánh a, không quá đã nghiệt. Ác Linh liệt chim miệng rộng cười nói. Lại đến mấy cái nữa hẳn phải đánh chết. Hắn dẫn theo búa đi phía trước bước ra một bước. Quỳ hoa bà nhất thời sợ đến mặt không còn chút máu, một cái lắc mình đã lui về phía sau Hàn Quân Đình, hoảng nói. Đại trưởng quỹ, làm sao bây giờ? Hàn Quân Đình cũng là trong lòng đại chấn, vội hỏi. Vân Thiếu, lại ngừng tay chúng ta có thể hảo hảo nói một chút. Nói chuyện, ngươi ở đây đùa giỡn ta. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh lùng nói. Hiện tại chuyện ta có được siêu phẩm huyền khí đều bị ngươi biết được. Đã không có khả năng nói chuyện, vẫn là an tâm đi tìm chết đi. Hắn vung tay lên, một cổ lạnh ý nhất thời trên không trung lan tràn. Ha ha, tên lão đầu này liền giao cho ngươi, lão thái bà kia ta tới đánh. Ác Linh hướng phía Tân Thần liếc trong mắt, liền chợt lách người, đã xuất hiện ở phía trên của quỳ hoa bà, một thanh búa đã chém xuống.
ầm ầm. Quỳ hoa bà mạnh mẽ quải trượng vung lên đón, đã tránh ra trăm trượng, kinh sợ không ngớt nhìn. Tân thần cũng là sắc mặt băng lãnh, có chút nhếch lên mi mắt tới, một quyền đã hướng phía Hàn Quân Đỉnh đánh đến. Trên quyền đầu hiện ra mấy cái trận pháp cổ quái, bầu trời chi nha phát sinh âm hưởng chói tai, càng bị quyền phong áp lui tới cực điểm, ngưng tụ thành một hắc sắc tiểu cầu kinh khủng. Tiểu cầu hăng hái phong kích động, mạnh mẽ một chút nứt ra. Ầm ầm. Một cổ cự lực hảo hãn xoáy ra, trực tiếp đem Hàn Quân Đình nuốt vào. Thân thể của Hàn Quân Đình tuy rằng bị cự lực cuốn đi, ở trong vòng xoáy chìm nổi, hình như hoàn toàn không có năng lực chống lại. Nhưng mặt nàng kinh mà không hoảng, hơn nữa thân thể bảo hộ hoàn hảo, cũng không có chịu bất kỳ thương thế nào. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, biết chiến đấu không có nhanh kết thúc như vậy, hắn lắc mình một cái, sẽ đến trước người Loan Quân Hạo, lãnh đạm nói. Lấy ra đi. Loan Quân Hạo gương mặt khổ sáp, nói. Giao ra thần kiếm tinh diệt, người có thể thả ta rời khỏi hay không? Lý Vân Tiêu nói. Việc ta nắm giữ thánh khí tuyệt không thể nào truyền đi, do đó ngươi không đi được. Nhưng nếu là ngươi có thể quy thuận ta mà nói, ta có thể đem ngươi thu vào bên trong thánh khí, không chỉ có thể giữ tính mạng, tương lai tiền đồ tất nhiên so với hiện tại còn phải trong sáng hơn. Hắn đối với Loan Quân Hạo nổi lên ý mời chào. Ha ha ha. Loan Quân Hạo ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói. Muốn ta đường đường một đời cửu tinh đỉnh phong cường giả, bị người chỉ huy tới chỉ huy đi, đã sớm chịu đủ rồi hiện tại lại muốn ta nghe ngươi chỉ huy, con mẹ nó ngươi xem ta là hàng A. Gương mặt của hắn một chút trở nên dữ tợn không gì sánh được, ngoan lệ gào thét nói. Đừng tưởng rằng một thời đắc thế đã thiên hạ vô địch muốn khống chế bản tọa, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong mắt hắn lộ vẻ trào phúng. Nặng nề hừ nói. Muốn giết cứ giết. Lúc này khí phách của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, lại nhìn thấy Lý Vân Tiêu và Tần Xuyên thiên tài hậu bối như vậy, có chút mất hết can đảm cụt hứng. Nghĩ đến bản thân 20-30 năm tới đau nhức sống khổ, thản nhiên trong lúc đó lại không còn ý muốn sống. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Không sai, coi như có chút cốt khí. Thế nhưng người thua, là không có tư cách lựa chọn, mặc dù là sinh tử lựa chọn, cũng không có. Nơi mi tâm của hắn kim quang chớp động, ngũ chỉ mở ra đã hướng phía Loan Quân Hạo chộp tới. Loan Quân Hạo trong hốt hoảng vội vàng né tránh, nhưng trọng thương trong người, đâu trốn được Lý Vân Tiêu trấn áp, trong nháy mắt đã bị giới thần bi chi lực thu vào. Một quả giới tử xanh ngọc phong cách cổ xưa mực rơi ở trong tay. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng một phủ, trên giới tử dấu vết nhất thời tiêu tán, thần thức của hắn hướng vào bên trong đảo qua, trên mặt lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Sau đó hắn nhìn thoáng qua trên chiến trường, hai người tân thần và ác linh hoàn toàn ưu thế áp đảo, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn hừ một tiếng, liền thu hồi giới tử, lăng không ngồi ở trong đen kịt, bắt đầu điều tức. Xa xa Hàn Quân Đình trong lòng khẩn trương, tuy rằng nàng không có dùng toàn lực, đang không ngừng tránh phải né trái, nhưng biết cuộc chiến hôm nay tuyệt không cách nào thủ thắng. Quỳ hoa bà tức thì bị ác linh đánh cho ngụm lớn thổ huyết, ác linh tựa hồ cố ý chơi xấu. Không ngừng mà dùng đại chiêu oanh kích, cũng không cho đối phương một sảng khoái, chỉ là hết sức chơi đùa, không ngừng vui vẻ cười to không ngớt. Vân Thiếu, xin nghe ta một lời, chuyện gì cũng từ từ. Hàn Quân Đình khẩn trương, hô. Mặc dù ta muốn cướp tuyệt thế ất mộc của ngươi, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đả thương tính mệnh của ngươi, ta nguyện ý ra đầy đủ đại giới để đổi lại thế cục hôm nay. Nga, đầy đủ đại giới. Lý Vân Tiêu dương đôi mắt, nháy con mắt. Cười gằn nói. Ngươi chỉ không biết là tự ngươi đi. Chậc chậc, ta cho ngươi biết, ngươi không bao nhiêu tiền. Thối nói bậy bạ gì đó. Hàn Quân Đình nổi giận không ngớt, khiển trách. Lý Vân Tiêu, mọi người đều là người thông minh. Cùng với Tinh Nguyệt trai hợp tác, thế nào đều mạnh hơn là địch. Ý niệm trong đầu tùy tình thế mà thay đổi. Ta tin tưởng ta có thể đưa ra cho ngươi đại giới hài lòng. Lý Vân Tiêu hơi trầm tư một chút, nói. Thật triệt để đắc tội ta, không thể tùy tiện cho chút nguyên thạch đã có thể giải quyết, ta lại muốn nhìn xem ngươi làm sao để ta thỏa mãn. Nơi mi tâm của hắn kim quang chớp động, một chút chiếu khắp phía chân trời. Có thành ý nói, đi vào bên trong thánh khí của ta tới bằng không đó là chết. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát một tiếng, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn Hàn Quân Đình. Lúc này tân thần đã ngừng lại, hai tay ôm ở trước ngực, nghiêm nghị đứng trên trời không.
Trong lòng của Hàn Quân Đình trăm mối suy nghĩ, sắc mặt thoáng chút âm trầm bất định đứng lên. Nàng vẫn luôn ở vào trạng thái ứng phó, cũng không có xuất toàn lực, nếu là toàn lực làm, ở dưới tay của tân thần tự nghĩ có 7 phần nắm chặt có thể đào tẩu, nhưng Quỳ Hoa bà còn lại là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là tân thần và ác linh liên thủ, tỷ lệ đào tẩu của nàng liền chỉ có 0-3 thành, hơn nữa còn có một Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm, thậm chí 2 thành cũng không có. Nhưng nếu là tiến nhập bên trong thánh khí của đối phương. Về thánh khí nghiên cứu tư liệu nàng cũng xem qua không ít, bên trong tự thành một giới, thế giới quy tắc đều nắm trong tay ở giới chủ tay, một cái ý niệm trong đầu đã có thể làm cho mình phấn thân toái cốt. Thế nhưng nói, tiến nhập bên trong thánh khí, chính mình đã hoàn toàn thành dê đợi làm thịt, không có bất kỳ dư địa đánh trả nào. Thế nào, đại trưởng quỹ tưởng lựa chọn chết sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói rằng, trong mắt lộ vẻ trào phúng. Hàn Quân Đình cắn răng cả giận nói. Ta mặc dù không sợ chết, nhưng không muốn uất ức chết đi như vậy, được, ta lại đánh cuộc một lần nhân phẩm của ngươi, hy vọng ngươi cũng không phải tiểu nhân vô sỉ, thế cục hôm nay thua ở ngươi có thánh khí, để ta bất ngờ, quả thật thiên ý, không phải ta tính toán sai. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Thắng liền thắng, bại liền bại, người thua luôn luôn lấy nhiều lý do. Trên mặt của Hàn Quân Đình đỏ lên, xấu hổ và giận dữ không ngớt, lúc này nhắm hai mắt lại, tùy ý đạo kim quang kia đem chính mình cách không nhiếp đến. Tân thần hướng phía xa xa ác linh nói rằng, đừng đánh, Vân Thiếu muốn cùng với bọn họ đàm phán, đánh chết sẽ không đáng giá. Ừ, ác linh lên tiếng, lần thứ hai hung hăng đá mấy cái vào trên bụng của Quỳ Hoa bà, để cho nàng triệt để đau nhức hôn mê bất tỉnh. Trên mặt mũi của Hàn Quân Đình ngụy trang ở giới thần bi kim quang chiếu rọi xuống, bắt đầu chậm rãi tan ra, triển lộ ra một bộ dung nhan tuyệt thế. Tân thần và ác linh đều là chợt cả kinh, mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh dị. Lý Vân Tiêu mặc dù đã gặp, nhưng dung nhan này lại triển hiện ra, vẫn khiến cho trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, thầm than một tiếng, nhớ tới một dung nhan cũng đồng dạng tuyệt thế khuynh thành khác. Ừ, Hàn Quân Đình đột nhiên mở mắt ra. Bắn ra từng đạo tinh mang, khiếp sợ xoay người hướng phía xa xa nhìn lại. Dĩ nhiên là vô số quang mang xông đến như bay. Trong lòng Hàn Quân Đình mừng như điên, lường trước người tới tất nhiên là Vạn Bảo Lâu, hoặc giả người của Thương Minh, thế cục xuất hiện chuyển cơ. Nàng vội vàng nguyên lực vừa chuyển, muốn tránh phá kim quang kia ràng buộc. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, quát dẹp đường. Nếu đã tới, liền an tâm vào đi. Hai tay hắn quyết ấn nổi lên. Nơi mi tâm quang mang mạnh mẽ một chút nở rộ, đồng thời song trưởng kết ấn đánh ra, ầm một chút đánh vào trên đế khí hộ thể của Hàn Quân Đình. Hàn Quân Đình toàn thân run lên, lực lượng vừa dâng lên giấy giụa trong nháy mắt bị đánh nát, cả người kinh sợ nhìn lại đột nhiên đầu óc phát mộng một chút, sau đó một trận đau đớn. Tinh thần công kích, chỉ là giá sát na công phu, chờ tới khi nàng khôi phục như cũ, đã là một mảnh trời xanh mây trắng, bị thu vào bên trong giới thần bi. Lý Vân Tiêu trọng trọng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hướng xa xa chạy như bay tới quang mang nhìn lại, trong nháy mắt ngưng tụ, kinh hãi quát dẹp đường. Là hắn, không tốt, đi thôi. Tân thần và ác linh, còn có Quỳ Hoa bà cũng một đạo hút vào bên trong giới thần bi. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp hóa thành lôi quang bỏ chạy. Xa xa truyền đến lớn tiếng hét lên. Người phía trước lưu lại. Sau đó bầu trời mây đen cuồn cuộn. Một cổ khí tức kinh khủng chí cực lăng không mà đến. Trên người của Lý Vân Tiêu một đạo lôi tinh hoàn nhộn nhạo khai, trực tiếp đem cổ uy áp nổ nát, sau đó mấy người thuấn di liên tiếp thi triển, tự đặt mình trong nghìn trượng ngoại. Lại thân hóa lôi điện, trong sát na đã tiêu thất ở chân trời. Hừm, phía sau truyền đến một tiếng gầm lên nặng nề, thoáng qua đã nhìn thấy một cái bóng từ bên trong đông đảo quang mang lao ra, toàn thân độn quang hóa thành huyết sắc đỏ đậm. Tốc độ thoáng chút tăng lên mấy lần. 3 ngày sau, cách đây không biết bao nhiêu vạn dặm xa, bên trong một tòa hẻo lánh thành nhỏ. Trên không trung đột nhiên lôi quang lóe lên, thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiển hóa đi ra, trực tiếp rơi vào trong một tòa thành không người, vẫn chưa khiến cho chú ý. Lúc này sắc mặt hắn cực độ trắng bệch, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn. Hắn có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bốn phía một cái, lúc này mới thở dài một hơi. Trước đó đuổi theo hắn chính là một vị lánh đời cường giả đã lâu trong Vạn Bảo Lâu, ngoại giới đồn đãi người này từ lâu đi về cõi tiên,
không ngờ lại vẫn còn ở nhân gian, hơn nữa thực lực càng phát ra thâm bất khả trắc. May mà hắn lôi độn thuật thiên hạ vô song, cứng rắn chống giữ 3 ngày 3 đêm mới đưa đối phương triệt để bỏ rơi. Thần thức của hắn đảo qua, cả tòa thành nhỏ động tĩnh đều nằm dưới nhận biết của hắn. Bên trong thành thực lực mạnh nhất cũng bất quá là một gã tam tinh vũ đế, hơn nữa cúi xuống giả lão, chiến lực chân chính sợ chỉ còn 1 sao vũ đế trình tự. Sau khi xác nhận không còn uy hiếp, hắn thuấn di một cái, trực tiếp tại đây danh vũ đế lòng dạ trung tìm đang lúc mật thất tu luyện, bế xem ra. Hàn đại trưởng quỹ, hiện tại chúng ta có thể thuận tiện nói chuyện một chút. Trong giới thần bi, trên một chỗ đỉnh núi, Lý Vân Tiêu thoáng cái hóa thân ra, cười khẽ nhìn hai người trước mắt. Hàn Quân Đình khôi phục dung nhan vốn có, đôi mắt đẹp khẽ liếc nhìn, rất cảm động. Nàng vẻ mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã tiếp nhận hiện thực rồi. Quỳ Hoa bà tuy rằng cũng thanh tỉnh lại, nhưng cả người bị đánh vô số vòng, thân thể trở nên có chút mập mạp, vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu liền lộ ra vẻ mặt kinh hãi, trong mắt lóe ra sợ. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười, theo tay vung lên, liền trống rỗng biến thành bàn đá ghế đá, còn có đầy bàn quỳnh tương rượu ngon, linh quả sơn chân. Hàn xá hẻo lánh, không có thứ tốt gì chiêu đãi đại trưởng quỹ, mong rằng bao dung. Lý Vân Tiêu dùng tay làm dấu mời, chính mình tiện lợi ngồi trước lên. Hàn Quân Đình cũng minh bạch thì không ta cùng với, nhẹ nhàng gật đầu dưới giữ Lý Vân Tiêu ngồi đối diện nhau. Hàn xá hẻo lánh này, trong thiên hạ có thể có mấy người hưởng thụ. Bản quân nhận lời mời của Vân Thiếu mà đến, cực kỳ cảm thấy vinh hạnh. Lý Vân Tiêu cười, ánh mắt chớp động, nói. Rõ ràng là tuyệt đại giai nhân, thế nhưng che giấu. Đáng tiếc đáng tiếc. Hàn Quân Đình khẽ cắn môi đỏ mọng, nói. Đáng tiếc cái gì? Lý Vân Tiêu yếu ớt than thở. Đáng tiếc ngày tốt mỹ cảnh như vậy, Phong Nguyệt giai nhân, đợi sau khi đại trưởng quỹ rời khỏi đây, sợ rằng khó mà gặp được nữa. Hàn Quân Đình nháy con mắt cười, nói. Vân Thiếu đem ta thả ra ngoài, sau này bản quân có thể tùy thời cho ngươi dỡ xuống ngụy trang. Khụ khụ, đáng tiếc a. Lý Vân Tiêu ho khan vài cái. Hàn Quân Đình sân thanh nói. Lại đáng tiếc cái gì? Lý Vân Tiêu cười nói. Đáng tiếc ta người này không hiểu Phong Nguyệt, chỉ muốn vớt chút chỗ tốt trước mắt. Nhìn đã mắt có thể sống lâu sao? Có thể để cho ta thực lực đại tăng sao? Không thể cũng không cần rồi. Hừm, ra điều kiện đi. Sắc mặt của Hàn Quân Đình trầm xuống, một bộ dáng nhâm quân làm thịt. Ừ. Lý Vân Tiêu lên tiếng, nói. Bằng hữu thì bằng hữu, khoản nợ phải tính toán rõ ràng. Ta cùng với đại trưởng quỹ không oán không cừu, đại trưởng quỹ lại muốn dùng cái chết người của Mục gia tới uy hiếp ta, món nợ này tính thế nào? Hàn Quân Đình sửng sốt một chút, nói. Cái này cũng có thể coi là món nợ. Lý Vân Tiêu nói. Đương nhiên, thân huynh đệ còn phải tính nợ rõ ràng đấy. Hàn Quân Đình giận không chỗ phát tiết. Hừ nói. Ngươi nói. Lý Vân Tiêu gật đầu một cái, nói. Được, nếu là đại trưởng quỹ thật sự đem việc này báo cho Mục gia biết, ta đây thân lâm hiểm cảnh rồi, mức độ nghiêm trọng trong đó không cần nói cũng biết. Nhưng ta người này từ trước đến nay nhân từ, dùng một quả cửu ngũ chí tôn đan bù đắp được rồi. Cái gì, ngươi điên rồi. Hàn Quân Đình nổi giận đùng đùng quát dẹp đường. Cửu ngũ chí tôn đan, ngươi có biết đó là vật nào không? Dám nói ra yêu cầu quá phận như vậy. Hắc hắc, ta tự nhiên biết được. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói. Chính là tuyệt phẩm trong cửu giai đan dược, linh đan duy nhất có thể đối với cửu tinh vũ đế sản sinh tác dụng tăng tiến, nhưng cũng chỉ có thể ăn vào một quả, lại nuốt quả thứ hai nói cũng là lãng phí, sẽ không lại sản sinh hiệu dụng nữa. Hàn Quân Đình lạnh lùng nói. Vậy ngươi có biết phương pháp luyện chế cửu ngũ chí tôn đan này từ lâu tuyệt tích rồi hay không? Lý Vân Tiêu cười nói. Đương nhiên, phương pháp luyện chế tuyệt tích, cũng không có nghĩa là đan dược tuyệt tích, lấy khả năng của tinh nguyệt trai, là có thể lấy được. Hàn Quân Đình theo dõi hắn, cả giận nói. Ngươi quá đề cao chúng ta. Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Không có biện pháp, nếu là tinh nguyệt trai chút năng lực ấy cũng không có, ta đây thực sự nghĩ không ra đại trưởng quỹ có giá trị gì, có thể thay mình chuộc mạng. Ngươi! Hàn Quân Đình kinh sợ không ngớt, rồi lại không lời nào để nói. Hai người liền trầm mặc lại, Lý Vân Tiêu cũng không vội, Thủy Chung vẻ mặt mỉm cười uống rượu ngon. Hàn Quân Đình rốt cục thở dài một hơi,
quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay đối phương, chính mình căn bản không có bất luận dư địa nào đối kháng, nàng mở miệng trước nói. Người có phải đã biết chút gì rồi hay không? Lời này vừa ra, con người sinh động động nhân của nàng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, không nháy một cái. Dung nhan của đối phương thật đẹp, để Lý Vân Tiêu nhìn không được liếc mắt nhìn qua, nói. Biết cái gì? Hàn Quân Đình đưa mắt nhìn hắn một trận, lần thứ hai thở dài, trong tay quang mang lóe lên, một cái hộp ngọc đổ lên trước mặt hắn. Lý Vân Tiêu cả kinh, cầm lấy hộp ngọc mở ra, bỗng nhiên kinh hô lên. Cửu ngũ chí tôn đan. Một quả hoàng chanh chanh đan dược tròn vo nằm ở bên trong hộp, lớn chừng trái nhãn, chớp động linh khí vô biên. Chậc chậc, tinh nguyệt trai quả nhiên lợi hại. Lý Vân Tiêu cười lớn đem hộp ngọc thu vào, hắn biết Thần Tiêu Cung có thứ này, nhưng không nghĩ bên người Hàn Quân Đình cũng dẫn theo một quả, càng thêm có thể thấy được thân phận địa vị của cô gái này. Hàn Quân Đình vẻ mặt âm trầm, nói. Còn có món nợ gì, hết thảy kết toán đi. Lý Vân Tiêu cười khanh khách nói. Không vội không vội, chỗ Quỳnh Tương Linh quả này, cũng là vật vạn phần hiếm có, đại trưởng quỹ không ăn một điểm. Hàn Quân Đình nào có tâm tư ăn cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng càng ngày càng trận, tâm tình cũng càng ngày càng bực bội. Lý Vân Tiêu tự mình ăn một trận, nhìn sắc mặt của đối phương càng ngày càng âm trầm, nhất thời đem rượu quả mọng phóng một bên, bắt đầu chậm rãi suy nghĩ nói rằng. Mà thôi, ân oán nhỏ khác coi như bỏ qua. Đã nói lần này đi, tinh diệt kiếm ta bản dễ như trở bàn tay, ngươi lại chọc ngang nhúng một tay tiến đến, còn muốn đoạt ất mộc hóa linh của ta. Nếu không phải ta thoáng có điểm con bài chưa lật, hiện tại không chỉ có bị ngươi đắc thủ, ngay cả ta kết cục đều là sinh tử chưa biết, đại trưởng quỹ dự định làm sao bồi thường. Hàn Quân Đình tức giận nói. Ngươi nói. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một chút, cười nói. Như vậy đi, tại hạ tuy rằng nghèo, nhưng trên đời vật có thể để cho ta tâm động cũng không nhiều, đại trưởng quỹ chỉ cần đem tinh nguyệt trai cho ta chơi 2 năm là được. Hàn Quân Đình triệt để ngây ngẩn cả người. Sau đó tức giận tận trời, tức giận cả người run. Ngươi muốn tinh nguyệt trai, ngươi điên rồi hay là ta nghe lầm? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Cũng không phải muốn, là mượn, mượn nó dùng 2 năm được rồi. Nằm mơ. Sắc mặt của Hàn Quân Đình trầm xuống, thần sắc lẫm nhiên nói. Giết ta đi không nói đến ta chỉ là tinh nguyệt trai trưởng quỹ, cũng không phải là chủ nhân. Cho dù ta là tinh nguyệt trai chi chủ. Cũng tuyệt đối không thể có thể cho ngươi, dùng, 2 năm. Quỳ hoa bà cũng là trầm giọng hừ nói. Tinh nguyệt trai chủ nhân cũng không phải ngươi có thể chọc nổi, hy vọng không nên chính mình tìm đường chết. Lý Vân Tiêu giơ lên mi mắt, kinh ngạc nói. Nga, tinh nguyệt trai chủ nhân là người phương nào? Hàn Quân Đình hai người đều là con ngươi hơi co lại, hừ lạnh một tiếng sau đó liền không nói. Lý Vân Tiêu nói. Ngoại trừ điều kiện này ngoại. Ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể cho nhị vị chuộc mạng. Hàn Quân Đình lạnh giọng nói. Ngươi giết chúng ta đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Chậc chậc, chớ đem ta nghĩ hư hỏng như vậy. Mặc dù không thể để cho nhị vị rời khỏi, nhưng ở đây non xanh nước biếc, linh khí cũng còn không có trở ngại. Nhị vị không bằng tự ở chỗ này tu luyện, chờ một ngày kia tấn cấp cửu tinh đỉnh phong rồi, có thể sẽ có cơ hội phá vỡ giới này rời đi. Hàn Quân Đình hai người đều là sắc mặt cực độ khó xem, âm trầm bất định. Hàn Quân Đình cắn răng nói. Tinh Nguyệt trai nếu thật cho ngươi trưởng 2 năm, ngươi cũng không dám nhận bản quân có thể đáp ứng trong vòng 1 năm, không ràng buộc cho ngươi cung cấp chuyện liên quan đến bản môn ra bất cứ tin tức gì. Lý Vân Tiêu nói. Lúc đó còn là quá tiện nghi, trong vòng 1 năm ta có thể điều động Tinh Nguyệt trai toàn bộ tài nguyên, bao quát nhân lực và vật lực. Hàn Quân Đình cả giận nói. Cái đó và cho ngươi nắm trong tay có gì khác biệt? Lý Vân Tiêu, đừng vội quá phận, nên biết quá tham là bần. Như vậy à? Lý Vân Tiêu ngón trỏ ở trên bàn nhẹ nhàng sao động, nói. Được như vậy, trong vòng 1 năm miễn phí cung cấp cho ta tin tức, cộng thêm giúp ta làm một chuyện. Hàn Quân Đình nhướng mày, có chút không tin, nói. Một việc. Ừ, một việc. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Trong vòng 1 tháng Hồng Nguyệt Thành đại hôn ngươi biết chưa? Ta muốn đem Khương Nhược Băng cứu ra. Hàn Quân Đình một chút ngạc nhiên đứng lên, sắc mặt cổ quái nói. Ngươi muốn phá hư Hồng Nguyệt Thành đại hôn, đối kháng Hồng Nguyệt Thành không phải lựa chọn tốt gì cả, nhưng nếu chỉ là đem người bắt cóc đi ra, chưa chắc không thể thử một lần.
Ngươi xác định Khương Nhược Băng thực sự nguyện ý đi theo ngươi sao? Lý Vân Tiêu nói. Ngươi đừng nói cho ta, bọn họ là hai bên tâm đầu ý nguyện. Hàn Quân Đình đột nhiên cười, nói. Việc này ta đích xác có một chút tin tức. Khương Nhược Băng có nguyện ý hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là. Như vậy hợp tác cùng có lợi, thân là Khương gia chi nữ, việc hôn nhân há có thể do nàng làm chủ. Như ngươi vậy tùy ý làm bậy, có lẽ sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn và khó có thể tính toán hậu quả. Lý Vân Tiêu nói, nếu đổi thành ngươi là Khương Nhược Băng, ngươi là hy vọng có người tới cứu ngươi hay không? Hàn Quân Đình sửng sốt một chút, trong mắt ánh huỳnh quang chớp động, buồn bã nói. Việc của bản quân, đương đại ngoại trừ một người ra, lại không còn người nào có thể chi phối. Trong mắt nàng lộ ra vài phần buồn bã tang thương. Lý Vân Tiêu có chút vô cùng kinh ngạc, nhìn xem nàng bộ dáng này, tựa hồ lòng có tương ứng, hơn nữa hình như kéo không ngừng, bên trong còn loạn. Hàn Quân Đình đột nhiên hỏi nói. Vân Thiếu cuộc đời này mờ ảo chiếu cô ảnh, có từng lòng có tương ứng. Lý Vân Tiêu vùng xung quanh lông mày hơi nhíu một cái, lạnh nhạt nói. Tình báo của Tinh Nguyệt trai các ngươi không phải thiên hạ vô song sao? Hàn Quân Đình một chút cười nói. Thiên hạ vô song không dám nhận, nhưng đích xác tra được không ít thứ. Ở bên người Vân Thiếu nữ tử cũng không ít đấy, nhưng xưng là Hồng Nhan Chi Kỷ, hẳn có Đinh Linh Nhi và Lạc Vân Thường, không biết vị nào mới là Vân Thiếu thuộc sở hữu, hoặc giả hai người đều có chú ý. Lý Vân Tiêu hai hàng lông mày nhếch lên, hỏi nói. Vân Thường hiện ở nơi nào? Hàn Quân Đình hơi choáng váng, nhưng sắc mặt cũng bình tĩnh như thường, lạnh nhạt nói. Việc này quan hệ đến Tinh Nguyệt trai một ít cơ mật, thứ cho khó có thể nói ra. Trong lòng Lý Vân Tiêu lặng lẽ, chỗ Lạc Vân Thường đi nơi đó chính là Cố Thanh Thanh lưu lại hồng thạch, nói là thần tiêu cung cơ mật cũng không quá đáng, hắn nói. Nàng kia hiện tại an toàn hay không? Hàn Quân Đình nhìn hắn một cái, nói. Căn cứ tài liệu trong tay ta biểu hiện, chắc là an toàn. Lại nói tiếp Vân Thiếu hai vị Hồng Nhan Chi Kỷ, cùng với ta đều có chút sâu xa, chúng ta hai bên hẳn là bạn không phải địch. Đều do bản quân nhất thời chữ lợi mê mắt, lúc này mới tạo thành hôm nay khốn cục, ai? Nàng thoáng cái thở ngắn than dài, bộ dáng hối tiếc không thôi. Lý Vân Tiêu tự nhiên sẽ không bị mê hoặc, lạnh nhạt nói. Không sao cả, cái gọi là không hòa thuận, ta người này rất dễ nói chuyện, chỉ cần đại trưởng quỹ cấp đủ chỗ tốt. Dĩ nhiên là có thể rời khỏi. Hàn Quân Đình. Lý Vân Tiêu cười nói. Hồng Nguyệt Thành hành trình, Tinh Nguyệt trai phái ba gã cửu tinh đỉnh phong cường giả trợ giúp ta, chuyện lúc trước liền xóa bỏ. Gương mặt của Hàn Quân Đình một chút tựu tái rồi, cắn răng cả giận nói. Vân Thiếu nếu là còn đem ta ra chơi đùa, liền một đao giết ta đi. Lý Vân Tiêu nháy mắt nói. Quý thương hội ngay cả Loan Quân Hạo cường giả như vậy đều có thể phái ra. Ba gã cửu tinh đỉnh phong võ giả vậy cũng lấy ra được đi. Hàn Quân Đình tức giận hừ hừm nói. Vân Thiếu không cần phải ở chỗ này giả ngu, cửu tinh đỉnh phong cường giả, người cho là rau cải trắng sao? Nếu là ta bên người nhiều hơn một gã bực này tồn tại, hôm nay sao lại rơi vào tay ngươi? Lý Vân Tiêu cười nói. Đổi 10 tên cửu tinh vũ đế tới trợ trận được rồi. Hàn Quân Đình lạnh lùng nói. Cũng không có. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu một ngưng, lạnh lùng nói. Vậy ngươi giới cách ở đâu? Đại trưởng quỹ, bây giờ là ngươi muốn bảo mệnh, nếu không phải có thể để cho ta thỏa mãn, ngoại trừ làm nữ nhân dùng ra, lưu ngươi còn có ích lợi gì? Vô sỉ! Hàn Quân Đình nổi giận một trưởng đã vỗ tới, đem cả cái bàn món ngon toàn bộ chấn lật xuống. Lý Vân Tiêu cười một tiếng dài, thân ảnh một chút trở nên không rõ, trưởng lực nhập vào cơ thể mà qua. Vô pháp đả thương hắn mảy may. Trong mắt của Hàn Quân Đình tuôn ra sắc mặt giận dữ, hung khẩu khí phập phồng không ngừng, hiển nhiên là bội phản cảm giác ủy khuất, nhưng tình thế so với người cường, lại không thể không phục. Đây có thể nói là nàng xuất đạo tới nay bị ngăn trở lớn nhất. Nhưng nàng dù sao cũng là người thông tuệ đến cực điểm, rất nhanh đã điều chỉnh tâm tính, nói. Người kiêng kỵ bất quá là Hồng Nguyệt Tam Lão, ta có thể nghĩ biện pháp để Hồng Nguyệt Tam Lão không ra tay. Tương đương với cung cấp ba gã cửu tinh đỉnh phong vũ đế. Âu, ngươi thật sự có thể làm được. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, lóe ra vẻ vui mừng. Hàn Quân Đình nói. Hồng Nguyệt Thành thế cục cũng một mực nằm trong Tinh Nguyệt trai trọng điểm phân tích,
Tam lão cùng với Đường Khánh cũng không phải là đồng tâm, chỉ có vào lúc chạm đến Hồng Nguyệt Thành lợi ích, mới có thể nhất trí, muốn ở trên chuyện tình Khương Nhược Băng phân hóa bọn họ cũng không phải là không có khả năng. Lý Vân Tiêu nói, việc này ta muốn là bảo đảm, mà không phải khả năng nhất chiêu thác, vô cùng có khả năng dẫn đến cả bầu đều thua. Hàn Quân Đình cắn răng nói, được việc này ta có thể đáp ứng nhưng ngươi không được mở lại cái khác điều kiện. Trong mắt nàng toát ra lửa giận tới, hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực điểm. Ha ha, đi. Lý Vân Tiêu cười to không ngớt, nói. Còn có một điều kiện cuối cùng, đó là ba vấn đề trước đó ta hỏi ngươi. Hàn Quân Đình trầm mặc một chút, chậm rãi nói rằng. Một cái trong đó đã nói cho ngươi đáp án, còn có một cái bản quân cũng không rõ ràng lắm, còn dư lại một. Nàng do dự, ánh mắt vẫn chớp động không ngớt, một lúc lâu mới mở miệng nói rằng. Năm đó cái chết của Cổ Phi Dương tuy là bỏ mạng ở Thiên Đãng Sơn Mạch, nhưng trong đó đích xác có kỳ hoặc, có phải vì thánh vực tọa cục hay không, không được biết, nhưng khẳng định cùng thánh vực người có liên quan. Nếu là người thật muốn cha nói, Hoa Thiên Thụ có lẽ là người then chốt. Về việc này Tinh Nguyệt trai cũng hao tốn không ít tinh lực đi thăm dò, nhưng đều chỉ chạm đến mặt ngoài, nếu là lại xâm nhập nói, vô cùng có khả năng rước lấy nguy hiểm. Ánh mắt của Hàn Quân Đình vừa chuyển, có chút nghi ngờ nói. Chẳng lẽ Vân Thiếu Cân Cổ Phi Dương có quan hệ? Phải biết Cổ Phi Dương đã chết hơn 10 năm, từ lâu đã thành cát bụi, đất về đất. Còn nữa, bỏ mạng ở trong Thiên Đãng Sơn Mạch tuyệt thế cường giả không có 1.000 cũng có 800, cũng không đủ kỳ quái. Lấy tuổi tác của Vân Thiếu, bản quân thực sự khó có thể lý giải, làm sao sẽ cùng với Cổ Phi Dương nhắc lên liên hệ. Lý Vân Tiêu mặt vô biểu tình, lạnh nhạt nói. Đại trưởng quỹ cho ta tin tức đã đủ rồi. Về phần những thứ khác, đại trưởng quỹ chưa cần thiết phải biết, ta cũng không hy vọng Tinh Nguyệt trai lại đối với ta tiến hành điều tra cái gì. Hàn Quân Đình nói, về tư liệu của Vân Thiếu, có thể điều tra ra đều đã vào trong đầu óc của ta, những thứ khác sợ rằng cũng không phải đơn giản có thể thu được. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu một cái, tuy rằng sắc mặt như thường, nhưng ở chỗ sâu trong đôi mắt cũng một mảnh hàn ý và sấm chớp rền vang. Việc năm đó, hắn sớm đã cảm thấy có kỳ hoặc. Nhưng tình thế cấp bách, hắn cũng không có thời gian đến miệt mài theo đuổi. Sống lại tới nay, nghi hoặc vẫn chôn dưới đáy lòng. Thẳng đến lần trước đế giả nói chuyện, một cỗ phân thân cuối cùng của ma chủ dĩ nhiên là ở thánh vực. Tất cả mọi chuyện phảng phất ở trong điện quang hỏa thạch đầu thoáng hiện, tựa hồ thoáng cái hiểu rất nhiều khúc mắc. Hàn Quân Đình có chút kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu, tựa hồ một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, nội tâm của nàng cũng vạn phần tò mò. Cái chết của Cổ Phi Dương vốn là Tinh Nguyệt trai muốn điều tra trọng điểm tin tức, nhưng vẫn không bắt được trọng điểm, nghĩ không ra lại vẫn sẽ có người đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, đồng thời người này bản thân cũng là bí ẩn trùng trùng. Hàn Quân Đình cẩn thận nói rằng, hết thảy đều đã đàm thỏa, Vân Thiếu có thể thực hiện hứa hẹn thả chúng ta rời khỏi. Lý Vân Tiêu rồi mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nói. Đương nhiên, bất quá để ngừa vạn nhất. Hai vị còn phải lập được tâm thể, không được đem các loại sự tình của ta truyền ra ngoài. Hàn Quân Đình nói, đi. Điểm ấy từ lúc đầu nàng như đã đoán trước, tuy rằng cực kỳ không muốn, nhưng vẫn là phải làm theo. Nàng hai ngón tay khép lại giơ lên, thần thái trang trọng lập được thệ ngôn. Quỳ Hoa bà gương mặt co quắp một chút, cũng y theo lập thệ. Lý Vân Tiêu lúc này mới hài lòng nói. Được rồi, giao dịch rốt cuộc đạt thành. Ta tùy thời có thể tiễn nhị vị rời khỏi, nhưng ta còn muốn hỏi thăm một việc, vị áo lam người của Mục gia kia rốt cuộc là thân phận như thế nào, lại sống ở nơi nào. Hàn Quân Đình nặng nề thở phào nhẹ nhõm, Lý Vân Tiêu nếu nói giao dịch đạt thành, cũng sẽ không lại đổi ý. Tánh mạng của mình rốt cuộc bảo vệ, tuy rằng nên vì điều này nỗ lực không nhỏ đại giới. Hàn Quân Đình nói, ta chỉ biết người nọ là người của lánh đời Mục gia. Nhưng cùng Mục gia chính thống lại có ta không đối đầu, có thể là Mục gia đệ tử phản bội trốn đi, một mực vô pháp ngày ngoại vi tu luyện. Vô pháp thiên. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co lại, lộ ra trầm tư tới. Hàn Quân Đình nói. Đúng thế, hắn tự xưng là đến từ vô pháp thiên ngoại, chỗ kia mặc dù so ra kém Thiên Đãng Sơn Mạch hiểm tuyệt, nhưng là nổi danh hung ác chi địa, hiếm có dấu người thích đặt chân. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Vô pháp thiên ta đúng là có biết, đồng thời còn đi qua một lần. Cái gì, ngươi đã đi qua vô pháp thiên? Làm sao có thể?
Hàn Quân Đình kinh hãi, trong mắt tràn đầy nghi vấn, dù sao tình báo của Lý Vân Tiêu nàng hầu như đều rõ như lòng bàn tay, trong đó cũng không việc này. Lý Vân Tiêu đạm nhiên nhìn nàng một cái, hừ nói. Trên đời này không có gì không có khả năng, tự cho là người biết được và nắm trong tay hết thảy, đó là kẻ ngu dốt trên đời lớn nhất. Hàn Quân Đình kinh ngạc ngẩn ra, liền lặng lẽ đứng lên, mở miệng nói. Ngươi nhất định là đối với Mục Gia khôi lỗi thuật cảm thấy hứng thú đi, năm đó Mục Gia coi như là tồn tại cực kỳ lợi hại, qua nhiều năm như vậy lánh đời tiềm tu, thực lực mạnh đã khó có thể đánh giá. Nếu là có thể học được khôi lỗi tinh túy, đích thật là bản lĩnh rất tốt. Lý Vân Tiêu tựa hồ không muốn bàn lại, mở miệng nói. Ta đã không có nghi vấn rồi, nhị vị tùy thời đều có thể rời khỏi, cần phải đi bây giờ. Hàn Quân Đình nói. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt, thế nhưng, Loan Quân Hạo đại nhân cũng mời đều trả chúng ta. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười nói. Loan Quân Hạo là Loan Quân Hạo, các ngươi là các ngươi, chẳng lẽ còn muốn mua hai tặng một? Đại trưởng quỹ mới vừa lợi thế chỉ đủ chuộc đồ hai người các ngươi. Hàn Quân Đình tức đến hỏng bét nói. Ngươi còn muốn sao, Loan đại nhân chính là cửu tinh đỉnh phong vũ đế, ngươi sẽ không thật sự giết hắn đi. Lý Vân Tiêu nói. Cửu tinh đỉnh phong vũ đế giá trị cao, không cần ngươi nói ta cũng minh bạch, cũng chính vì vậy, do đó ta mới sẽ không dễ dàng thả hắn. Hàn Quân Đình thất thần nói. Ngươi nghĩ thu phục hắn? Ha ha, thu phục một gã cửu tinh đỉnh phong vũ đế, ngươi nghĩ có khả năng sao? Đôi mắt của Lý Vân Tiêu một ngưng, sát khí lẫm nhiên nói. Trên đời không có chuyện không có thể, ở bên trong thánh khí của ta, thuận người xương, nghịch người vong nếu không phải chết. Vậy hắn thực sự cũng không ra được. Hàn Quân Đình trong lòng lột bột một chút, một trận vèo vèo lạnh cả người, chỉ cảm thấy người trước mắt này, không có việc hắn không dám làm. Lý Vân Tiêu nói, ta tiễn nhị vị rời khỏi đi, ghi nhớ việc vừa ước định, bằng không. Hàn Quân Đình nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, chúng ta đã lập được tâm thề, tự sẽ không nuốt lời. Vân Thiếu Hồng Nguyệt thành hành trình, tuyệt sẽ không thấy Tam Lão xuất thủ. Như vậy rất tốt. Lý Vân Tiêu trầm giọng vừa quát, liền vung lên xuất thủ. Hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo bạch quang hiện lên, sau một khắc đã trực tiếp xuất hiện trên bầu trời ở thành nhỏ vài trăm thước. Hai người đều là nhìn bốn phía, tựa hồ còn có chút không dám xác định đã xảy ra rồi, thẳng đến thấy bên trong thành người đến người đi trên trăm vạn nhân khẩu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, một trái tim căng thẳng rốt cục buông lỏng. Hàn Quân Đình thần thức hướng phía dưới đảo qua, không có gì thu hoạch, hoàn toàn nhận biết không được khí tức của Lý Vân Tiêu. Nàng nổi giận thở dài, vẻ mặt thất bại, lần này là triệt để lật thuyền, từ lúc chào đời tới nay chẳng bao giờ bị ngăn trở như vậy. Hoa bà là nhìn nàng lớn lên, tự nhiên minh bạch tâm tư của nàng, an ủi. Lần này thua ở Lý Vân Tiêu có siêu phẩm huyền khí, loại sự tình này ai cũng tính toán không được, đại trưởng quỹ không cần quá nhiều tự trách. Hàn Quân Đình nói, Lý Vân Tiêu nói không sai, thất bại chính là thất bại, mà kẻ bại rất thích tìm lý do cho mình. Lý Vân Tiêu lòng tâm kế và thực lực đều ở trên ta, mặc dù hắn không có siêu phẩm huyền khí, lần này chúng ta cũng chưa chắc có thể thành công. Thần sắc chán trường của nàng hễ quét là sạch, trong mắt tuôn ra tinh mang tới, trong thanh âm mang theo hưng phấn, kích động khó có thể che giấu nói. Nhưng trăm triệu thật không ngờ. Hắn dĩ nhiên thân mang thánh khí việc trọng yếu như vậy, cũng không uổng chúng ta lần này bị té nhào rồi. Quỳ hoa bà cũng là ngưng thanh nói. Việc này đích xác khiến người ta ngoài dự liệu, rất là giật mình. Về nạc á chi thuyền nghe đồn rất nhiều, nhưng người nào cũng không có chân chính gặp qua, hầu như mỗi lần đều là tin tức giả. Thần Tiêu Cung chúng ta cũng xuất thủ đếm rõ số lần, tất cả cũng không có kết quả, nghĩ không ra càng sẽ ở trên người hắn. Hàn Quân Đình đôi mắt đẹp lưu chuyển, trầm tư nói. Việc này cho dù Lý Vân Tiêu không cho ta lập tâm thề, ta cũng tuyệt sẽ không truyền đi, để tránh khỏi đưa tới thiên hạ phân tranh dù sao thánh khí việc này, cực kỳ trọng yếu, giá trị cao còn ở trên ất mộc hóa linh. Quỳ hoa bà nói. Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Hàn Quân Đình nói. Đi bước một tới, việc gấp chậm bạn, trước tiên đem việc Hồng Nguyệt Thành làm thỏa đáng lại nói. Ai? Quỳ hoa bà thở dài nói. Muốn nói động Hồng Nguyệt Thành Tam Lão không ra tay, sao mà cũng khó khăn. Tâm cảnh của Hàn Quân Đình tựa hồ dần dần khôi phục, đạm nhiên nói rằng. Nan về nan,
nhưng cũng không phải là làm không được, việc này ta đã có tính toán, không cần lo ngại. Ngược lại thì Lý Vân Tiêu này, nếu không phải trừ, tất thành họa lớn. Quỳ Hoa bà cả kinh, thất thanh nói. Đại trưởng quỹ, lẽ nào ngươi muốn bội ước, chúng ta thế nhưng... Hàn Quân Đình giơ tay lên tới, cắt đứt lời của nàng. Ta làm sao nói muốn bội ước? Trong đôi mắt đẹp của nàng tàn khốc chớp động, lạnh giọng nói. Người này so với Tần Xuyên còn đáng sợ hơn, phải bỏ ta chỉ đáp ứng giúp hắn nói Động Hồng Nguyệt Thành Tam Lão không ra tay, cũng không nói không giết hắn nha. Quỳ Hoa bà cũng là trong mắt sáng ngời, nói. Đúng là như thế, chúng ta bây giờ lập tức đưa tin quay về Thần Tiêu Cung, viện binh đến đây bao vây tiễu trừ người này. Hàn Quân Đình khẽ lắc đầu, nói. Không thích hợp, Thần Tiêu Cung bây giờ còn cũng không phải lúc nên xuất thế, không thích hợp để cao thủ đại diện tích lộ ra bên ngoài. Hơn nữa chúng ta vừa mới cùng hắn đàm thỏa điều ước, hiện tại đã trở mặt thành thù, cũng bất cận nhân tình. Giết người này phải giết, nhưng vị tất muốn chúng ta tự mình động thủ. Quỳ Hoa bà thoáng vừa nghĩ, nhân tiện nói. Đại trưởng quỹ ý tứ là mượn tay Hồng Nguyệt Thành. Hàn Quân Đình nói. Hồng Nguyệt Thành mình cũng năm bè bảy mảng, Tam Lão không xuất thủ, ta căn bản không xem trọng bọn họ. Đừng quên còn có một việc, Bắc Minh Thế Gia thiếu chủ, Bắc Vực tứ chi chủ Bắc Minh Lai Phong, còn có mấy Bắc Minh Thế Gia trưởng lão, tựa hồ chết ở trên Đông Hải. Mà Lý Vân Tiêu còn lại là sống từ Đông Hải trở về. Quỳ Hoa bà khen lớn nói. Hay chúng ta chỉ cần cùng với người của Bắc Minh Thế Gia tỏ rõ một chút tình huống, lại từ trong đó dẫn đạo, để người của Bắc Minh Thế Gia nhận định hung thủ chính là Lý Vân Tiêu là được. Hàn Quân Đình lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Không cần phức tạp như vậy, Bắc Minh Thế Gia thiếu chủ đã chết, sợ từ lâu đã sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, bọn họ biết đến sẽ không so với chúng ta ít hơn, chúng ta chỉ cần đem hành tung của Lý Vân Tiêu hữu ý vô ý để lộ ra khứ là được. Chỉ cần thế cục loạn một cái, chính là không cần lực lượng của Thần Tiêu Cung, chúng ta vẫn có thể tru diệt Lý Vân Tiêu, đồng thời cướp đoạt thánh khí và ất mộc hóa linh. Hai người lúc này bay vào trong thành, mấy canh giờ sau, truyền tống đại trận mở ra, bên trong thành liền không còn có khí thức của hai người. Lý Vân Tiêu tiến bước Hàn Quân Đình hai người, liền lắc mình một cái, đi tới trong một mảnh hoang mạc. Loan Quân Hạo đang ngồi xếp bằng, lẳng lặng thu nạp linh khí, điều trị thương thế trong cơ thể. Hắn một chút liền cảm giác được có người đến, chậm rãi dương đôi mắt, trong mắt một mảnh sắc bén. Lý Vân Tiêu cười nói. Thời gian 3 ngày, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, tựa hồ Loan đại nhân cũng không có khôi phục bao nhiêu a, lẽ nào thương nặng như vậy? Hừm một. Loan Quân Hạo lãnh hừ lạnh một chút, nói. Thần kiếm đã bị ngươi lấy đi, còn tới tìm ta làm cái gì? Lý Vân Tiêu nói. Hỏi lời này có chút kỳ quái, ta nếu đem ngươi bắt vào bên trong siêu phẩm huyền khí, tự nhiên là có chuyện muốn tìm ngươi. Loan Quân Hạo nhìn hắn một cái, từ nhập định trong đi ra, nói. Có thể bị bắt vào bên trong Nặc Á chi thuyền, cũng không có bôi nhọ thân phận của ta, chuyện gì nói đi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười, cách xa nhau hơn 20 năm, dường như đã có mấy đời, nghĩ không ra còn có thể gặp mặt, càng không nghĩ tới sẽ là quang cảnh như vậy. Ta có chuyện khó muốn làm, muốn mời Loan đại nhân hỗ trợ. Muốn ta xuất thủ trợ ngươi, không có khả năng. Loan Quân Hạo ánh mắt lạnh lẽo, châm chọc đứng lên. Ai nha, mọi việc hảo thương lượng, không nên cự tuyệt nhanh như vậy nha. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Loan đại nhân chẳng lẽ là không nhớ rõ tình cảnh của chính mình thời khắc này. Hoặc giả người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu cổ huấn, Loan đại nhân không hiểu. Trên mặt Loan Quân Hạo dâng lên tức giận, trầm mặc một chút, lạnh như băng nói. Mặc dù là siêu phẩm huyền khí, cũng bất quá là một giới chi lực mà thôi, vị tất vây được bản tọa. Lý Vân Tiêu cười nói. Đó là lúc đại nhân toàn thịnh đi, chỉ cần ta cam tâm tình nguyện, đại nhân đang nơi đây sợ là vĩnh viễn cũng không khôi phục được toàn thịnh. Loan Quân Hạo cả người chấn động, trong tròng mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, quát dẹp đường. Nói đi, muốn bản tọa làm chuyện gì? Làm thành lúc có thả ta rời khỏi hay không? Lý Vân Tiêu cười khanh khách nói. Đại nhân cuối cùng cũng bắt đầu thương lượng. Ta muốn đi cứu một người, chính mình một người thế đơn lực bạc, mong muốn đại nhân trợ ta giúp một tay. Sau khi chuyện thành công, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao kệ chim bay. Loan Quân Hạo hơi trầm tư một chút, nhân tiện nói.
Đi đâu cứu, địch nhân là ai? Lý Vân Tiêu nói. Hồng Nguyệt Thành. Cái gì? Loan Quân Hạo bỗng nhiên kinh hãi, cả giận nói. Ngươi đang nói đùa chứ? Chỉ là ba chữ Hồng Nguyệt Thành, đã nói rõ tất cả, không cần làm tiếp bất kỳ giải thích nào. Hắn tuy rằng đoán được nhiệm vụ tất nhiên cực kỳ trắc trở, nhưng là không nghĩ tới trắc trở đến tận đây. Lý Vân Tiêu nói. Bản thiếu chưa bao giờ thích nói giỡn, Hồng Nguyệt Thành bây giờ chỉnh thể thế cục đã vô pháp và ngày trước so sánh, hơn nữa Hồng Hoàng Lam Tam lão ta sẽ tìm người khắc chế, toàn bộ bên trong thành nếu không có ngoại viện mà nói, sẽ không một người có thể cùng đại nhân địch nổi. Loan Quân Hạo mày nhăn lại, do dự nói. Hồng Nguyệt Thành thế cục ta cũng nghe nói một chút, nếu là có thể khắc chế Tam lão không ra tay, ngược lại có thể thử một lần. Hắn nhìn một cái Lý Vân Tiêu, nói. Sẽ không chỉ có ta ngươi hai người chứ, ngươi bên trong Nặc Á chi thuyền hẳn nên cũng không thiếu cường giả đi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đích xác còn có mấy người, ba ngày tiền ngươi đã gặp hai người kia cũng sẽ một đường. Bất quá thực lực còn là rất yếu, tất nhiên lấy đại nhân làm chủ. Loan Quân Hạo chậm rãi nói rằng. Nếu là tất cả thuận lợi, ta có thể giúp ngươi. Nhưng nếu là trên đường xuất hiện biến cố, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của ta mà nói. Ta liền không nói hai lời, quay đầu rời đi. Lý Vân Tiêu nhìn hắn, nói. Chỉ cần các hạ không liều mạng, hiện nay trên đời có mấy người có thể nguy hiểm cho tính mệnh của các hạ. Nếu xuất hiện những cửu tinh đỉnh phong cường giả khác, đại nhân chỉ cần giúp ta kéo dài là được. Loan Quân Hạo gật đầu nói. Có thể, nhưng ta thời khắc này thương thế không phải nhất thời nửa khắc có thể khỏi hẳn, không có mấy tháng khổ tu căn bản không khôi phục được đỉnh phong. Lý Vân Tiêu cười nói. Điểm ấy đại nhân tự không cần quan tâm, trong vòng một tháng, tất nhiên còn một mình ngươi chỉ là ta ngươi ước hẹn, đại nhân phải lập được tâm thề, đồng thời không đem việc ta nắm giữ siêu phẩm huyền khí ngoại truyện, bên ta có thể yên tâm rồi. Loan Quân Hạo lần này đúng là sảng khoái, gật đầu nói. Có thể. Hắn lúc này nhấc tay lập thệ, trên mặt một mảnh vẻ nghiêm nghị. Lý Vân Tiêu lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, nói. Đa tạ đại nhân thành toàn, mong ước hợp tác khoái trá. Hắn một tay vừa lộn, các loại cực phẩm thiên tài địa bảo xuất hiện ở trước người. Sau đó tâm niệm vừa động, mọi nơi phong vân chợt nổi lên, trên bầu trời linh khí như là tầng mây vậy cuồn cuộn mà đến. Trong khoảnh khắc, Loan Quân Hạo linh khí bốn phía độ dày trực tiếp hóa thành trạng thái dịch, chỉ thiếu chút nữa động lại thành trần. Cái này, Loan Quân Hạo một chút khán ngây người, biết đây cũng là một giới chi chủ lực lượng. Không khỏi vạn phần đỏ mắt. Lý Vân Tiêu cười nói. Loan đại nhân ngay ở đây an tâm dưỡng thương đi, chỗ này thiên tài địa bảo ăn đi, hơn nữa như vậy linh khí độ dày, một tháng dư giả. Loan Quân Hạo cũng không khách khí, đem những thiên tài địa bảo kia đều thu vào, nói. Được nhưng bản tọa nói rõ, chỉ sẽ ra tay một lần, ở trước khi Hồng Nguyệt Thành cứu người, mặc dù ngươi gặp phải sinh tử cửa ải khó khăn, ta cũng tuyệt sẽ không xuất thủ. Bằng không, Hồng Nguyệt Thành ước hẹn liền trở thành phế thải. Tự nhiên, Lý Vân Tiêu sảng khoái đáp ứng, sau đó cười to mấy tiếng, liền thân ảnh lóe lên, tiêu thất ở tại chỗ. Trong mắt của Loan Quân Hạo các loại phức tạp quang mang chớp động, cũng không biết đang suy tư điều gì. Cuối cùng phục hồi tinh thần lại, bắt đầu chọn thiên tài địa bảo dùng, an tâm điều tức. Lý Vân Tiêu rời khỏi Loan Quân Hạo, một chút thuấn di đến vạn thước trên bầu trời. Phía trước là một mảnh hỏa hải màu đỏ, lớn cỡ trăm mẫu, trình viên hình thiêu đốt, như là một mặt to lớn hỏa hồng vòng tròn, cao treo ở trên trời cao. Đỏ đậm nắng hè chói chang, mênh mông toát ra. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được chỗ này hỏa hệ nguyên tố cái loại này tâm tình vui sướng. Ở vòng tròn trung tâm, hiện ra vô số hỏa phù, hóa thành các loại hình thái, phiên phiên bay múa lên. Phi nghê co do thân thể. Lẳng lặng ở trong đó ngủ yên, thật giống như hài tử mới sinh trong cơ thể mẹ, ngọt ngào mà an tường, mang theo nhợt nhạt tiêu ý. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co lại, ở phía sau phi nghê, mơ hồ có thể thấy được có phượng hoàng hư ảnh, lúc ẩn lúc hiện. Đang lúc hắn phải rời khỏi, lại đột nhiên dừng bước, chợt quay đầu lại. Chỉ thấy bên trong hỏa hải, khắp bầu trời lửa phù một chút ngưng động, tựa hồ thời không trong nháy mắt tĩnh. Một đạo tới từ viễn cổ minh thanh từ trong hỏa diễm bay ra, cao ngạo mà trống trải, phảng phất xuyên qua tầng tầng thời không, ở trong toàn bộ giới thần bi vang lên.
Lúc này không chỉ có là hắn, bên trong toàn bộ giới mọi người đều là kinh hãi mở hai mắt ra, giật mình nhìn xa xa phía chân trời. Trên mặt Lý Vân Tiêu càng lộ vẻ mặt, trung ương biển lửa kia, vô số hỏa phù đang không ngừng ngưng tụ trên thân thể phi nghê, chậm rãi lộ ra hình thái, hóa thành một đầu chân linh hỏa phượng, khí tức khủng bố lập tức nhảy lên tới cực điểm. Chân linh. Lý Vân Tiêu cũng thoáng một cái hoảng sợ tột đỉnh, loại sức mạnh to lớn mênh mông đập vào mặt kia, đã vượt ra khỏi phạm trù võ đạo, khiến cho hắn cũng không rét mà run. Mặc dù đang ở bên trong giới thần bi, loại cảm xúc khống chế tất cả kia cũng lập tức biến mất, mà đổi thành khủng bố và run rẩy đến từ sâu trong đáy lòng. Hỏa phượng ngưng tụ mà ra, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ vẫn còn trong lúc ngủ say vô tận. Hỏa thể khổng lồ kia hừng hực thiêu đốt, cùng Lý Vân Tiêu xa xa tương đối. Phanh! Đột nhiên thoáng một phát, phượng hoàng hỏa thể đột nhiên nổ bung. Cũng không sinh ra trùng kích quá lớn mà chỉ là hóa thành vô số hỏa phù, lần nữa tiêu tán trong biển lửa. Nhiệt độ toàn bộ biển lửa bỗng nhiên tăng lên, đốt càng thêm mãnh liệt. Lớp ngoài cùng chung quanh biển lửa bắt đầu hiện ra một tia vết rạn màu đen, vậy mà xuyên qua trọn không gian trong bia, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, nếu tùy ý để ngọn lửa kia thiêu đốt thì toàn bộ giới thần bi đều đoán chừng đều sẽ xong đời mất. Hắn do dự một chút, rốt cục hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo phù văn màu vàng đánh vào trong biển lửa, khiến nhiệt độ kinh người kia trở nên chậm lại. Đồng thời chỗ mi tâm hiện ra một đạo ấn ký hỏa vân, hóa ra phượng hoàng hư ảnh, mạnh mẽ mở ra khẽ hấp. Vù vù. Hỏa diễm vô biên lập tức bay lên, dũng mãnh lao tới nơi mi tâm hắn. Thân thể Lý Vân Tiêu thoáng cái trở nên kim quang sáng lạn, nhiệt độ cực cao kia đã bước ra bất diệt kim thân của hắn tự động hộ thể. Một miếng hỏa phù trong lúc hỗn loạn va chạm vào thân thể của hắn, tuôn ra liệt diễm hừng hực thiêu đốt. Thân hình kim quang sáng lạn kia dưới thần hỏa không ngừng thiêu đốt cũng biến thành màu vàng lợt, càng ngày càng đen. Vù vù vù. Sau nửa canh giờ, toàn bộ biển lửa bị hắn thu lại không còn gì, đều trở lại trong cơ thể. Một loại cảm giác quái dị hiển hiện trong lòng hắn, phảng phất đoàn hỏa diễm kia so với trước kia đã có linh tính rất lớn, không còn giống như tử vật nữa. Chẳng lẽ Thượng Cổ Thiên Phượng thật sự muốn phục sinh sao? Lý Vân Tiêu giật mình không thôi, cảm nhận được hỏa năng hừng hực trong cơ thể, tâm thần có chút trở nên bất định. Phi Nghê trong miệng đột nhiên nhẹ nhàng ân một tiếng, mày nhăn lại, tư thái ngủ yên dần dần giãn ra lên. Như một con chim con màu đỏ đang dương cánh giữa mùa xuân vậy. Thân thể thon dài kia vặn vẹo trước mặt Lý Vân Tiêu, mang đến cho người một loại cảm giác ôn hương như ngọc, trơn trượt nõn nà, tăng thêm áo lơi bích hà màu đỏ thấm che thể, khiến người chợt cảm thấy đầu lưỡi khô khốc. Mặc dù là Lý Vân Tiêu, cũng nhịn không được nữa nuốt nước miếng. Ân, a, à. Phi Nghê rốt cục mở mắt ra, vừa thấy bộ dạng kia của Lý Vân Tiêu, phản ứng đầu tiên chính là xấu hổ kinh hô một tiếng. Sau đó thân ảnh hỏa hồng lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc ánh sáng màu đỏ hiện ra, liền xuất hiện ở trước mặt Lý Vân Tiêu, cười dịu dàng nói. Sao lại nhìn xem người ta như vậy? Xem có được không? Lý Vân Tiêu mặt già đỏ lên, kinh ngạc nói. Khục, ta là xem tình huống thân thể ngươi có gì dị thường hay không thôi. Úp, quan tâm ta như vậy sao? Phi Nghê cười cười, hai tay véo hoa, bay mua trước người Lý Vân Tiêu, nhõng nhẽo cười nói. Xem đi, tùy ý xem đi. Như hoa như vụ, thướt tha, nhìn sạch không bỏ sót. Lý Vân Tiêu chảy xuống hai hàng máu mũi, lúng túng nói. Phi Nghê thiếu chủ. Còn xin tự trọng. Tự trọng. Phi Nghê thoáng cái ngừng nhảy, âm thanh trách cứ nói. Người thừa lúc người ta ngủ nhìn chằm chằm vào ta, còn bảo người ta tự trọng. Đều bị ngươi nhìn rồi, ngươi muốn chơi xấu sao?